chương 31, hỗn độn chu thiên đại trận. Mọi người vẫn đang la hét sợ hãi thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen xẹt ngang qua, vừa nhìn lại thì tiêu phàm đã vào buồng lái của máy xúc, đứng ở bên cạnh người thợ cả. Tất cả tiếng la hét sợ hãi đều ngưng bật, từng người từng người há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Động tác của hình đại sư này quá nhanh đi, dựa theo tiểu thuyết phó hiệp mà giải thích thì động tác như vậy gọi là giống như quỷ, tựa như yêu ma. Ở trong mắt tiêu phàm, tình trạng này của thợ cả là do bị hung sát chi khí xâm nhập vào cơ thể. Mặc dù ngày hôm qua, hắn đã loại trừ hầu hết hung thần sát khí ở mộ viên, hầu như là không còn, nhưng pháp khí được chôn sâu ở trong lòng đất cũng chưa được lấy ra. Một đêm trôi qua, mộ viên lại tụ họp chút ít hung sát chi khí, đương nhiên loại sát khí hung ác này đối với tiêu phàm không đáng nói tới, nhưng tăng thợ cả chỉ là một người bình thường, tình huống hiển nhiên không giống với cậu ta. Hơn nữa, hôm qua tiêu phàm đã từ vị trí của cánh tay sắt thăm dò ra phương vị ngũ hàng canh kim, có thể trực tiếp đào bới pháp khí bố trận kia. Phong thủy sát trận này tà ác vô cùng, ngay cả tiêu phàm trong thời gian ngắn cũng không tra được nó xuất phát từ môn phái nào, pháp khí bố trận chắc chắc có uy lực không giống với bình thường. Hơn nữa, nó được chôn dưới đất gần 6 tháng, mỗi ngày ngâm trong hung sát chi khí nên từ lâu đã trở nên vô cùng tà ác. Tăng thở cả đột nhiên bị pháp khí công kích, đương nhiên là không thể chống đỡ được rồi nếu không phải là hôm qua phần lớn sát khí đã bị tiêu phàm loại trừ mà hiện giờ lại tùy tiện thi công như thế nếu bị hung sát chi khí xâm nhập vào cơ thể thì chỉ sợ là tăng thở cả không chết cũng bị điên tay trái tiêu phàm thi triển bí quyết miệng lầm bẩm tay phải để ở tâm mạch của tăng thở cả nội tức tỏa ra khắp cơ thể tăng thở cả trong nháy mắt đã đem toàn bộ sát khí trong cơ thể loại trừ không còn một móng sau đó một dòng khí thức ấm áp chạy một vòng trong cơ thể tăng thở cả tăng thở cả lập tức tỉnh dậy Mở mắt ra nhìn thấy hình đại sư đang đứng bên cạnh mình thì không khỏi hoảng hốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói: "Tăng thở cả, có phải thân thể mệt nhọc quá hay không, thân thể có chỗ nào khó chịu à?" Cung sát chi khí vào trong cơ thể, thật ra thì trong đầu tăng thở cả đột nhiên xuất hiện cảnh tượng rất đáng sợ, ông bị dọa sợ hết hồn nên mới hôn mê bất tỉnh. Tiêu Phàm đã lấy Hạo Nhiên chính khí giúp hắn loại trừ sát khí trong cơ thể, đồng thời ý niệm đáng sợ trong đầu tự nhiên cũng bị đuổi ra khỏi cơ thể để tránh việc tăng thợ cả hoảng hốt nói bậy làm kinh sợ đến những nhân viên thi công khác. Nghe tiêu phàm nói như vậy thì tăng thợ cả cũng ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói. Khi khi, tối hôm qua đánh mặt trượt đến khuya, ngủ lại không ngon nên phạm sai lầm, khi khi. Nếu như thân thể không thoải mái thì nghỉ một lát đi, không nên miễn cưỡng. Không có việc gì, không có việc gì, tôi không sao, thực sự. Tôi tiếp tục làm. Audio điện tử võ tấn bền. Bây giờ, tăng thở cả cảm thấy toàn thân thông thái, tinh lực dồi dào nên luôn miệng nói. đua à, huyện trưởng Trần cùng với bí thư, trấn trưởng ở một bên giám sát thì hắn sao dám lười biếng chứ? Được, vậy ngươi chú ý một chút. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nhảy xuống khỏi máy xúc, đi thẳng vào mộ viên, âm thầm thi pháp, chân đạp thất tinh, trấn áp mấy món pháp khí bố trận kia. Ánh mắt mọi người nhìn tiêu phàm, từ lâu đã trở nên vô cùng kính sợ. Hình đại sư này có pháp thuật hay không? Lại nói Tiêu Phàm vừa rồi phóng lên máy xúc, động tác nhanh nhẹn thần tốc, đây tuyệt đối không phải là khả năng mà người bình thường có thể so được. Việc thi công tiếp tục được tiến hành, từ giữa trưa cho đến khi mặt trời xuống núi, trên cơ bản là mộ viên đã được dọn dẹp sạch sẽ, từng viên đá đến từng khối xi măng đều được xử lý không còn một móng. Huyện trưởng Trần muốn biểu hiện tốt trước mặt hình đại sư nên đề nghị xây dựng suốt đêm nhưng đã bị Tiêu Phàm không chút khách khí bác bỏ vừa mới dọn dẹp đất đá xi măng, tiêu phàm còn chưa phát hiện 5 món pháp khí bầy trận, đủ thấy chúng đã được chôn sâu dưới lòng đất. Thứ này không thể để cho nhân viên thấy, tránh việc bị loan truyền xung quanh. Chỉ có thể loan truyền với bên ngoài là mộ viên được tu sửa một lần nữa nhưng tuyệt đối những việc liên quan đến bố cục phong thủy, nói cũng không thể nói. Người bình thường thì không sao nhưng tiêu gia là đại hào môn bậc nhất ở thủ đô, sao có thể có nửa điểm liên hệ đến việc phong kiến mê tín được chứ? Đây cũng là lý do mà tiêu phàm không lấy thân phận trưởng tôn của tiêu gia xuất hiện, phải dịch dung cải trang thành hình đại sư. Thậm chí cả tiêu thiên tiêu nhị ca gọi điện thoại cho Dương Thạch cũng không biết gì. Trần Hiểu Minh không dám làm trái lời căn dặn của hình đại sư nên dẫn công nhân về nhà nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, ba bóng đen lặng yên không một tiệng xuất hiện trên tổ sơn. Hai người và một con mèo. Hôm nay chính là ngày đầu tháng theo âm lịch, phần trang hình lưỡi liềm đã sớm trốn vào tầng mây bầu trời một màu đen nhánh, xòe tay không thấy được năm ngón. Chỉ có hai mắt hắc lân là tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh biết, nếu có người nào đang ở bãi tha ma đụng phải bọn họ mà không bị hù chết tại trận mới là lạ. Đương nhiên vào đêm hôm khuya khoát thế này, cũng sẽ không có ai buồn chán mà chạy đến Nghĩa Trang chơi đùa cả. Tiêu Phàm và Tân Lâm cũng không cần đèn chiếu sáng, mượn chút ánh sáng cực kỳ yếu ớt cũng đủ cho bọn họ thấy rõ ràng đường đi nước bước rồi, huống chi còn có Hắc Lân đi ở phía trước dẫn đường trực tiếp đi đến phần mộ tổ tiên, hình đại sư cùng thư ký lâm đều tự mang theo một cái sẻng bằng sắt. Tiêu phàm rất nhanh đã xác định được vị trí ngũ hành mậu thổ, hai người đồng thời động thủ, đào từng lớp bùng đất, tiếp tục đào sâu xuống dưới lòng đất. Bởi vì bùn đất vẫn luôn bị xi măng che lấp nên rất xốp, đào lên không tốn chút sức lực nào cả. Đinh! Một tiếng kim loại va chạm nhau. Rất nhanh một khối pháp khí lớn chừng một bàn tay đã bị tiêu phàm đào lên. Tân Lâm mở đèn pin mang theo bên người dọi vào pháp khí đó, pháp khí có màu đen bóng, rìa mép bên ngoài được làm bằng kim loại, nhẹ nhàng lau đi bùn đất dính trên bề mặt, một hình vẽ kỳ quái hiện ra, đó là hình vẽ một thú vật, lật lại phía dưới chính là hình vẽ một bùa chú có hình thù quái dị. Có manh mối sao? Tân Lâm khẽ hỏi, tiêu phàm lắc lắc đầu, nói. Vẫn là không nhìn ra, e rằng không phải là mấy môn phái kia dở cho quỷ nếu có quan hệ đến mấy môn phái phong thủy nổi danh trong nước ở giai đoạn hiện nay thì tuyệt đối không có khả năng là tiêu phàm không có chút ấn tượng nào được. Trên thực tế, tinh hoa của mấy môn phái phong thủy kham dư đều được ghi chép tương đối đầy đủ trong vô cực thuật tàng, lấy tư cách là tư liệu tham khảo của vô cực môn nhằm lấy thừa bù thiếu. Trước tiên hãy đào tất cả những pháp khí ra hết đã. Không bao lâu, năm pháp khí bố trận lớn chừng bàn tay đều được đào lên, những hình vẽ trên bề mặt của chúng tựa như một con chó nhưng dường như lại không giống một con chó lắm, hình vẽ phủ chú sau lưng thì lại không giống nhau. Năm món pháp khí đều được lấy ra toàn bộ, Tiêu Phàm cảm thấy rất rõ ràng hung sát chi khí vốn đang tụ tập bên này đang tản mát ra bốn phía. Phong thủy sát trận đã được phá. Tốt, thời gian không còn sớm, bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành bố trận thôi. Tiêu Phàm đem tất cả năm món pháp khí giao cho Tân Lâm cất. Tân Lâm lại từ trong chiếc túi mang theo bên người lấy ra từng món pháp khí khác. Điểm thú vị là những món pháp khí này cũng có 5 cạnh, chỉ là so với pháp khí hình chó được đào lên kia nhỏ hơn rất nhiều, vuông vức khoảng chừng 2 tấc, cũng không phải làm bằng kim loại mà được ghép từ những mảnh ngọc hoàng sơn trong suốt, cầm vào cảm giác trơn nhặn ấm áp, số lượng phải nhiều hơn. Đây không phải là pháp khí mà tiêu phàm vừa mới tế luyện mà ngay từ lúc trước khi rời thủ đô cũng đã được tế luyện tốt lắm rồi tiêu phàm mạo hiểm thiên cơ phản hệ mà cưỡng chế khởi quẻ, thôi diễn ra Tây Nam Đại Hung, báo hiệu phương hướng phần mộ tổ tiên và tổ trạch xảy ra vấn đề lớn nên đương nhiên là phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất kể phần mộ tổ tiên hay tổ trạch có thật sự xảy ra vấn đề lớn hay không thì tiêu phàm cũng dự tính bày trận, dùng pháp trận tỉ mỉ tinh vi bảo vệ phần mộ tổ tiên. Trước đây, tiêu phàm không có bày trận ở phần mộ tổ tiên là vì cậu ta căn bản không nghĩ tới có thuật sĩ phong thủy sẽ nhằm vào phần mộ tổ tiên của tiêu gia mà xuất thủ cả lấy tư cách đại đệ tử của trưởng giáo vô cực môn đời thứ 64, tiêu phàm tinh thông thuật phong thủy kham dư nên hiển nhiên hiểu rõ việc thay đổi phong thủy của một đại hào môn nhất đẳng như tiêu gia, làm hại toàn bộ gia tộc tiêu gia như vậy tuyệt đối là một hàng động chống lại ý trời. Bản thân người thi thuật sẽ bị thiên cơ phản hệ khó mà ngăn cản được, không những thế gia tộc của người thi thuật sẽ gặp phải tai họa nặng nề, thậm chí so với tiêu gia càng nghiêm trọng hơn. Người bị hại có địa vị càng cao, thân phận càng hiền hách thì ảnh hưởng do thiên cơ phản hệ sẽ càng mạnh mẽ. Chắc chắn không có một thuật sư phong thủy cao minh nào lại làm chuyện điên rồ khiến cả hai bên đều thiệt hại như thế cả. Tiêu lão ra cũng chắc chắn là không đắc tội thầy phong thủy lợi hại như vậy. Trừ cái đó ra thì điểm quan trọng hơn chính là tiêu phàm gia nhập vô cực môn, cậu ta được chỉ thủy sư tổ nhắc nhở nhiều lần là hành động của thuật sư đều là tiết lộ cơ mật, hầu như là làm trái ý trời, chỉ có một lòng hướng thiện, làm nhiều việc tốt mới có thể tiêu trừ được những tai họa do thiên cơ phản hệ. Truyền thừa đời đời của vô cực môn, truyền nhân trưởng giáo tu luyện nguyên khí công pháp, tên là Hạo nhiên chính khí và vô cực cửu tương thiên, hai cái hỗ trợ lẫn nhau, tu luyện Hạo nhiên chính khí càng uyên thâm, thành tựu ở mặt thuật pháp sẽ càng cao. Chẳng hạn như những vị hộ pháp có bản lĩnh cao cường trong Phật giáo đều có giáo lý tương ứng lấy từ bi để hóa giải lệ khí. Gợi yêu ta ít người có bản lĩnh càng cao cường thì tu vi Phật pháp phải càng tinh thâm, nếu không thì nhất định sẽ rơi vào ma chướng, khó có thể tự thoát khỏi được. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phàm không thể hiểu ra, không biết là người nào có thâm cửu đại hận với Tiêu Gia, phải lấy thủ đoạn dứt khoát như vậy để làm hại Tiêu Gia. Việc cấp bách trước mắt là đem hộ pháp đại trận bố trí cho thật tốt. Tiêu Phàm và Tân Lâm đồng loạt xuất thủ, đem mười mấy món pháp khí chôn sâu dưới đất theo những phương hương khác nhau đây là trận pháp gì? Tân Lâm trôn món pháp khí cuối cùng, đứng thẳng lưng lên, cố tình kéo dài giọng điệu, mang theo chút hiếu kỳ, hỏi. Hỗn độn chu thiên trận, do anh tự tìm hiểu, trận pháp này tương đối phức tạp nhưng rất có hiệu quả. Sau này, dù bất cứ kẻ nào muốn tái máy tay chân ở phần mộ tổ tiên thì chắc chắc sẽ rất khó khăn. Tiêu phàm hờ hợt nói. Ừ, Tân Lâm gật gật đầu. Giờ xử canh ba, hai người, một mèo lại lặng yên không một tiếng động rời khỏi tổ sơn. Trần Hiểu Minh làm việc đặc biệt hiệu quả. Năm ngày sau, một tòa mộ viên mới được xây lên, cửa mộ viên đối diện mặt trước khe núi, tránh được mũi nhọn của lợi kiếm trước cửa mộ viên trưng bày một đôi kỳ lân chấn giữ. Sau khi mộ viên xây xong thì thôn trưởng dẫn một đám thôn dân già trẻ lớn bé của thôn Hồng Sơn đến trước mộ tổ công, tổ bà châm ngòi đốt pháo, lại thấp nhang, bái tế, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Tiêu Phàm mời Dương Thạch và Trần Hiểu Minh tới dùng cơm, ngày tiếp theo đã cùng với Tân Lâm rời khỏi. chương 32, trời phạt. Nhiêm Kim Sơn đang nằm trên giường bệnh, đau đến chết đi sống lại. Đừng nói là người thân, bằng hiểu, thậm chí ngay cả y tá trưởng tuổi nghề già nhất cũng không muốn đến gần giường bệnh của hắn. Toàn thân Nghiêm Kim Sơn đều dỉ ra máu ngủ, bất kể dùng thuốc gì cũng không có tác dụng, từ trong xương khớp đến bên ngoài đều đã thối rữa, dù là thần tiên cũng không có phương pháp cứu. Bệnh viện Tam Giang đã vì bệnh tình của Nghiêm Kim Sơn mà đã lập ra 3 lần hội trần. Bác sĩ tham gia toàn là chuyên gia nổi tiếng nhưng cuối cùng cũng không thể điều tra ra nguyên nhân phát sinh bệnh, chỉ có thể xếp vào chứng nan y hỗn tạp. Tuy nhiên, có một việc khiến cho các bác sĩ thấy rất khó hiểu, đó chính là bệnh nhân này đã ở trong bệnh viện 3 tháng rồi. Bệnh tình thì càng ngày càng chuyển biến xấu nhưng đầu óc bệnh nhân trước sau vẫn luôn minh mẫn, cho đến bây giờ cũng chưa từng phát sinh hiện tượng hôn mê. Việc này có phần không hợp logic thông thường cơ thể người có một giới hạn chịu đựng đau đớn nhất định, một khi vượt quá giới hạn này thì sẽ bị ngất đi, đây chính là một cơ chế tự nhiên để chúng ta tự bảo vệ mình. Trong TV thường chiếu rất nhiều phim miêu tả bè lũ phản động, thường xuyên có thể thấy những phân đoạn như người bị tra tấn đau nhức đến hôn mê, người thẩm tra hay dùng nước lạnh hất vào mặt bè lũ phản động để chúng tỉnh lại, rồi tiếp tục tra khảo. Đây mới là điều hợp lý, tình hình của Nghiên Kim Sơn rất không hợp lý còn có một hiện tượng khác cũng không hợp lý. Nghiêm Kim Sơn lại có thể sống đến bây giờ, mặc dù kết quả kiểm tra chứng tỏ các cơ quan trên người hắn đã xảy ra vấn đề, nhưng hắn lại không chết. Thật ra thì từ hơn một tháng trước, bởi vì tình trạng bệnh nhân quá túng thiếu, không trả nổi tiền chữa bệnh nên bệnh viện đã không cho hắn dùng thuốc, cho dù có cho cũng toàn là những loại thuốc giảm nhiệt bình thường nhất. Như vậy mà hắn vẫn cứ kiên trì được đến bây giờ sở dĩ bệnh viện nhân dân Tam Giang không có đuổi nghiêm Kim Sơn khỏi cửa, để cho hắn tự sinh tự diệt. Nguyên nhân thứ nhất là tuân theo tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, thứ hai là bệnh viện cũng muốn giữ nghiêm Kim Sơn lại làm một đối tượng nghiên cứu. Bên cạnh đó cũng muốn nhìn xem đến cuối cùng hắn có thể chống đỡ đến lúc nào. Loại bệnh nghiêm trọng đi ngược lại sinh lý thông thường và y học này cũng không phải thường xuyên gặp được. Có lẽ chờ khi nghiêm kim sơn chết thì mới có thể mang xác đi giải phẫu để tra rõ nguyên nhân. Một mình Nghiêm Kim Sơn ở một phòng bệnh, không có bệnh nhân nào đồng ý ở chung phòng với hắn. Người vốn không có bệnh mà nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này đều bị hù dọa đến bệnh tim mất. Trong phòng bệnh tràn đầy mùi tanh hôi. Tân Lâm mới vừa đi vào phòng bệnh thì chịu không nổi, thiếu chút nữa đã bị mùi tanh hôi này làm cho ngất đi, vội vàng lấy tay bưng kín mũi miệng, lập tức vận khí đến Tam Chu Thiên, lại liên tục điểm lên vài huyệt đạo trên người ngăn cản triệt để khứu giác của bản thân hoạt động mới dám tiếp tục bước về phía trước nhưng trái lại thần sắc tiêu phàm vẫn như cũ chậm rãi đi đến giường bệnh của nghiêm kim sơn nghiêm kim sơn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào chỉ không ngừng la hét nhưng thân thể lại vẫn nằm im trên giường bệnh không có cách nào di chuyển mỗi lần cơn đau nhức ập tới toàn thân hắn không có một chút sức lực nào ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được chỉ có thể một tiếng rồi lại một tiếng kêu rên tiêu phàm cứ như vậy mà đứng cạnh giường bệnh lạnh lùng nhìn hắn không có một chút căm giận cũng không có một chút cảm thông nào cả Tân Lâm đứng cách giường bệnh rất xa. Nhìn toàn thân nghiêm Kim Sơn không ngừng chảy ra máu lẫn ngủ, Tân Lâm lại lần nữa cảm thấy một cảm giác buồn nôn đang từ dạ dày sộc lên. Đối với Tân Lâm mà nói, đây tuyệt đối là một tình trạng không bình thường. Lấy tư cách truyền nhân của thất diệu cung, cô đã từng trải qua vô số khóa huấn luyện tàn khốc nhất, thấy qua vô số cảnh tượng khiến người khác sởn gai óc, không dám nói là thần kinh đã được rèn luyện cứng như sắc thép, nhưng ít nhất cũng giống như lò xo. Mà hiện tại, Tân Lâm nhìn thấy bộ dáng này của Nghiêm Kim Sơn thì cô không cảm thấy sợ hãi mà là ghê tởm đến buồn nôn. Nghiêm Kim Sơn một mực kêu rên. Tiêu Phàm giơ cổ tay phải lên, ngón trỏ hư không bắn ra một dòng Hạo Nhiên chính khí không tiếng động chui vào huyệt thiên trung của Nghiêm Kim Sơn. Nghiêm Kim Sơn chợt cố gắng vặn vẹo thân thể, tiếng kêu rên từ từ dừng lại. "Ngươi là, là người nào đó?" Sau một lúc lâu, Nghiêm Kim Sơn mới đem cặp mắt vô thần có chút hoảng loạn nhìn về phía Tiêu Phàm, giọng khàn khàn Gần từng chữ từng chữ hỏi, dường như mỗi lần hỏi ra một chữ đều phải cố gắng ngưng tụ khí lực toàn thân. Đã lâu rồi không có ai đến thăm hắn. 6 tháng trước, lúc thân thể hắn không thoải mái phải nằm viện, vợ và con trai của hắn vẫn còn ở bệnh viện chăm sóc hắn. Nhưng từ 4 tháng trước, con trai của hắn không hề xuất hiện ở bệnh viện nữa. Ngay lúc ấy, hắn hỏi vợ là con trai đã đi đâu. Vợ hắn nói con trai đã lấy vợ, đi nơi khác làm ăn rồi vừa qua hai tháng nữa thì vợ của hắn cũng không thấy tung tích. Lúc này, nghiêm kim sơn đã không thể hỏi ai, cả người hắn đều chảy mủ, ngay cả phòng điều trị cũng không đi ra được, bác sĩ cũng không có cho hắn một câu trả lời thuyết phục. Nghiêm kim sơn biết rõ tình huống của mình đã vô cùng xấu, nhưng lại không biết làm sao. Người đến gần giường bệnh của hắn trong hai tháng qua không phải là nhân viên y tế mà chính là tiêu phàm. Tiêu phàm vẫn mang bộ dáng cùng trang phục của hình đại sư. Tình hình kẻ địch không rõ, thậm chí ngay cả một chút manh mối cũng không có, Tiêu Phàm không thể không cẩn thận. Tân Lâm cũng hỏi qua hắn vì sao không tiến hành thôi diễn, Tiêu Phàm chỉ có thể lắc lắc đầu, cười khổ. Đối phương đã hoàn toàn che đậy thiên cơ, công lực lại không có thua kém hắn. Ngay cả việc tìm được Nghiêm Kim Sơn cũng phải dựa vào quy trình phá án mà đến chứ không phải là thuật pháp. Trước tiên, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đi bệnh viện nhân dân huyện La Châu để thăm lão bí thư thôn Hồng Sơn lúc đó lão bí thư đã sắp xuống quan tài, miễn cưỡng treo một hơi thở cuối cùng mà thôi. Ngày mộ viên tổ tiên tiêu ra hoàn thành thì lão bí thư cũng chút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện. Sau đó, hai người đi đến Tam Giang, tìm được ông chủ lớn tiêu an ở thành phố Tam Giang. Cái người tự xưng là đại sư phong thủy họ nghiêm chính là do tiêu an dẫn đến thôn Hồng Sơn. Thời điểm tiêu phàm tìm được tiêu an, tình hình tiêu an đã không xong rồi, từ khi mộ viên tổ công tổ ba xây xong thì việc làm ăn của hắn càng ngày càng không thuận lợi, liên tiếp 6 tháng qua đều thua lỗ, ngay cả tiền vốn cũng gần như cạn sạch rồi. Vợ, con hắn cũng lần lượt sinh bệnh nằm viện, cứ hết rồi lại tái lại, làm thế nào cũng không chữa dứt được, hơn nữa bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nửa tháng trước, Tiêu An cũng bắt đầu ho khan nhưng hắn không dám đi bệnh viện xem bệnh, sợ lại cha ra bệnh gì đó, chỉ dám khám ở những phòng khám nhỏ, tùy tiện uống thuốc, châm cứu chữa trị cảm mạo thông thường. Trước mắt, Tiêu An thật sự đã bệnh không dậy nổi, không chỉ vấn đề tiền bạc mà thời gian và nghị lực cũng tiêu hao đến không dậy nổi. Nếu như hắn lại nằm viện thì ai sẽ đến chăm sóc cho vợ cùng với con của hắn đây? Mỗi ngày, Tiêu An đều mượn rượu giải sầu, uống say mềm. Bởi vì nếu hắn không uống sai thì hắn căn bản là không thể yên giấc. Từ miệng Tiêu An, Tiêu Phàm đã biết tung tích của Nghiêm Kim Sơn. Tiêu Phàm vốn biết tình huống của Nghiêm Kim Sơn nhất định bết bát hơn so với Lão Bí Thư và Tiêu An nhưng bết bát đến mức độ như vậy thì có phần ngoài dự diệu của Tiêu Phàm. Ta là bằng hữu của Tiêu Gia, ta họ hình. Giọng nói của Tiêu Phàm vẫn ôn hòa như cũ. Mục đích Tiêu Phàm tìm Nghiêm Kim Sơn không phải là muốn cùng Nghiêm Kim Sơn tính sổ, bởi vì chuyện này không cần thiết. Ông trời nghiêm khắc trừng phạt là cái mà con người không thể tránh được, mà nó chắc chắn là cực hình tàn khốc nhất thế gian tiêu phàm chỉ muốn từ nghiêm kim sơn tìm được một chút manh mối vừa nghe nói là bằng hữu của tiêu gia thì trong mắt nghiêm kim sơn vừa có vẻ hổ thẹn vừa căm giận gương mặt cũng bị bóp méo cả nghiêm kim sơn ngươi là người của môn phái nào đối với nghiêm kim sơn tiêu phàm gọi thẳng tên không có chút thái độ khách khí nào cả nghiêm kim sơn thở hổn hển mấy cái đột nhiên cười quái dị hỏi ngược lại thế nào có phải là tiêu gia đã xảy ra chuyện gì rồi không Tiêu phàm lạnh nhạt nói. Tiêu gia có thâm cửu đại hận gì với ngươi? Tại sao ngươi phải làm như vậy? Thâm cửu đại hận à? Đương nhiên là có rồi. Ngươi không thấy bộ dáng bây giờ của ta sao? Nghiêm Kim Sơn cười khẩy, nói. Vừa nhìn qua, hắn đã khôi phục được vài phần khí lực. Hiển nhiên đây đều nhờ công của tiêu phàm. Lúc này, cả phòng bệnh đều tràn ngập hạo nhiên chính khí ngăn cách tất cả sát khí ở bên ngoài. Nghiêm Kim Sơn tạm thời thoát khỏi sự dày vò đau đớn, tiêu phàm nhíu mày nói hóa ra là chính ngươi cũng đã sớm biết mình sẽ bị trời phạt à không ta không biết nếu ta biết ta sẽ không làm chuyện này nghiêm kim sơn la hét ầm lên tiêu phàm không nói gì một lát sau mặt mũi nghiêm kim sơn lại lần nữa bị móc méo hoảng sợ nói ngươi nói cái gì trời phạt đây chính là trời phạt sao chẳng lẽ đúng là trời phạt tiêu phàm cau mày nói nếu như ngươi là truyền nhân của môn phái phong thủy kham dư thì chẳng lẽ không có nghe qua lực trời phạt sao nghiêm kim sơn xứng sở rất lâu cười khổ một tiếng nói ta mà là thầy phong thủy chó má gì chứ ta chỉ biết sơ sơ thôi hồ đồ ăn hồ đồ uống nếu như ta biết sửa đổi phong thủy phần một tổ tiên của nhà người khác sẽ bị trời phạt thì cho dù có cho ta nhiều tiền hơn nữa ta cũng sẽ không làm ai cho ngươi tiền nghiêm kim sơn lại liếc nhìn tiêu phàm một cái rồi nói tại sao ta phải nói cho ngươi biết ta đã thành cái bộ dạng này rồi nói cho ngươi biết thì ngươi có thể cứu ta một mạng sao ngươi có bản lĩnh đó sao tiêu phàm khẽ lắc đầu nói ta không cứu được ngươi trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể cứu được ngươi nếu có thể dễ dàng phá giải thì cũng không gọi là trời phạt nếu đã như vậy thì ngươi đi đi ta sẽ không nói cái gì cả Nghiêm Kim Sơn cắn răng nghiến lợi nói, 6 tháng dày vò đã khiến tâm lý của hắn hoàn toàn bị bóp méo không còn như lúc trước nữa rồi, không thể căn cứ theo tiêu chuẩn của người bình thường để đánh giá nữa. Tiêu Phàm khẽ vuốt cầm, xoay người rời đi, quả nhiên không thèm ở lại nữa. Tiêu Phàm chưa đi tới cửa phòng bệnh thì Nghiêm Kim Sơn lại bắt đầu kêu rên, từ trong cổ họng cố nói ra mấy chữ. Đừng đi, cầu xin ngươi, nếu như ngươi có bản lĩnh lớn như vậy thì hãy gợi yêu ta ết ta đi chỉ cần ngươi đồng ý gờ yêu ta ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết ai đã sai khiến ta làm như vậy. Tiêu phàm quay đầu, liếc nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói. Không cần, ngươi cũng không biết hắn là ai. Ngoài ra, ta còn muốn nói cho ngươi biết không ai có thể cứu ngươi, cũng không thể gờ yêu ta ết ngươi, ngươi có thể sống nửa năm nửa. Một năm này ngươi nhất định phải chịu đựng cho đến hết tội mới có thể chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ngươi chính là ma quỷ. a à, tiếng kêu rên thống khổ lại lần nữa vang lên trong bệnh viện, truyền ra đến bên ngoài. Đi thẳng đến cửa bệnh viện, Tân Lâm mới hít một hơi thật dài, khẽ hỏi. Nhất định phải chịu đựng hết một năm sao? Ừ, đây là việc trời định, hắn muốn trốn cũng không thoát. Tân Lâm khẽ dùng mình một cái. Loại dày vào thống khổ như thế mà nghiêm kim sơn còn phải chịu thêm nửa năm nữa. Nhưng mà tại sao lại chọn hắn? Hắn dường như chỉ là một tên bịp bợm trên giang hồ, Tân Lâm chỉ cảm thấy trong đầu tràn đầy nghi ngờ. Người đó chọn hắn có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là Nghiêm Kim Sơn có quen biết với Tiêu An mà Tiêu An coi hắn là đại sư nên tương đối dễ lừa gạt. Tiêu An lại là người thôn Hồng Sơn, cùng chúng ta có quan hệ máu mủ rất gần, thông qua Tiêu An thuyết phục lão bí thư sẽ tương đối nắm chắc phần thắng hơn. Nhưng đây không phải là nguyên nhân chủ yếu, chủ yếu là bản thân Nghiêm Kim Sơn và con trai của hắn đều có tướng mệnh phú quý. Hơn nữa vừa rồi chúng ta cũng thấy con của hắn ở một phòng bệnh khác, hắn đúng là có tướng mệnh đại phú đại quý, vạn kim chi sinh, kỳ di chi thọ. Kỳ di chi thọ, hắn đáng lẽ có thể sống đến 100 tuổi sao? Tân Lâm có chút giật mình. 100 tuổi đối với cô mà nói thì không phải là thọ dài lắm, vì cao thủ luyện nội gia công pháp sống rất lâu so với người bình thường. Nhưng mà đối với một người bình thường mà nói như vậy đã là rất giỏi rồi, huống chi là có vạn kim sinh chi. Tiêu Phàm từng nói trong cổ thoại có ghi lại, trước khi chết, bản thân mình có tài sản trăm vạn cũng đã tính là giàu sang. Về phần vạn kim chi sinh gần như có thể nói là giàu có nhất thiên hạ. Giàu sang lại được sống thọ chính là mục tiêu cao nhất của đời người mà ai ai cũng mong muốn đạt được trong mấy ngàn năm qua. Ừ, nhưng mà bây giờ mệnh phú quý cùng với tuổi thọ đều đã bị đánh rất, con trai của Nghiêm Kim Sơn tối đa chỉ có thể sống được 7 ngày, còn cả gia đình Tiêu An vốn cũng có tướng mệnh rất tốt. Bọn họ chính là người ứng kiếp tốt nhất, nếu không có những kẻ đại phú đại quý như vậy chết thay thì lực thiên cơ phản hệ sẽ ứng trên người của người đó, hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Tân Lâm âm thầm hấp một ngụm khí lạnh. Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ? Đi nơi nào tìm người đó chứ? Suốt cuộc người này cùng tiêu gia có bao nhiêu thâm thù đại hận chứ? Có một đối thủ kinh khủng vẫn đang núp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ ra tay với tiêu gia, nếu như không lập tức giải quyết triệt để thì khó mà sống yên ổn được. Tiêu phàm khẽ lắc đầu, nhíu mày, giữa đôi lông mày hiện lên một vẻ yêu sầu. Lâm Nhi à, sợ là chúng ta không có thời gian tra ra người kia, chúng ta phải lập tức trở về thủ đô. chương 33, hai vị lão gia. Tiêu lão gia vẫn ở bệnh viện cũng nhưng vì nghe theo lời khuyên của tiêu phàm nên đã chuyển tới một phòng bệnh khác, trước phòng bệnh này có một cái sân nhỏ. Trước đây, mỗi khi tiêu lão gia bị bệnh đều ở tại tiểu viện này. Tiêu Phàm không có vội vã bước vào phòng bệnh mà trước tiên đi một vòng quanh sân, quan sát thật kỹ càng, cho đến khi xác định được phong thủy của tiểu viện này không có bất kỳ thay đổi nào mới tạm yên lòng. Xem ra kẻ đang núp trong bóng tối chờ thời cơ ra tay với Tiêu gia kia vô cùng cẩn thận, không dám làm bừa ở thủ đô. Tiêu lão gia được bảo vệ rất chặt chẽ, không phải người nào cũng có thể tùy tiện đến gần, nhất là thời gian nằm viện thì các phương pháp bảo vệ càng nghiêm ngặt hơn. Với khả năng của Tiêu Phàm, nếu như cậu ta không phải là cháu ruột của tiêu lão ra, dưới tình huống canh gác nghiêm ngặt như vậy mà cậu ta muốn không tiếng động lẻn vào tiểu viện, sau đó tiến hành bày phong thủy sát trận là tuyệt đối không có khả năng. Kẻ nào dám ngang nhiên gây bất lợi với người có công lớn với đất nước như tiêu lão ra thì chắc chắn là kẻ đó muốn đâm đầu vào chết. Nhưng mà phong thủy sát trận ở phần mộ tổ tiên quả thực đã tạo thành tổn hại quá lớn. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, sau khi tiêu phàm vào cửa thì nhìn thấy tiêu lão ra đang dựa lưng vào đầu giường, nửa nằm nửa ngồi. Trên tử đầu giường có để một túi văn kiện, thư ký đang pha trà cho lão ra. Y tá Trương thì đang nằm ở một góc ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi. Trong bộ dáng này thì tinh thần của tiêu lão ra đã tốt hơn nhiều, thư ký phải đứng một bên đọc văn kiện cho lão ra nghe. Người có công lớn với đất nước như tiêu lão ra phải thời thời khắc khắc chú ý đến tình hình quốc gia đại sự, chỉ cần điều kiện thân thể cho phép thì việc nghe văn kiện hàng ngày là điều phải làm. Đa số thời gian, việc này chỉ theo ý nghĩa thuần túy là nghe, văn kiện thôi, không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ có những vấn đề vô cùng quan trọng thì tiêu lão ra mới phát biểu ý kiến, ký một vài chữ hoặc viết một đoạn văn ngắn và thư ký sẽ chịu trách nhiệm truyền đạt với bên ngoài, nhưng loại tình huống này không nhiều. Tiêu phàm đẩy cửa đi vào phòng bệnh, tiêu lão ra vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên nhàn nhã mở mắt. Mặc dù tuổi tác của ông đã cao, lại đang bị bệnh, các cơ quan trong cơ thể đã không còn hoạt động tốt, thính giác, khu giác lại càng bị thoái hóa nghiêm trọng. Nhưng một chủ tướng từng chiến đấu hơn trăm trận như ông sẽ luôn có thói quen bất cứ lúc nào cũng duy trì tinh thần cảnh giác cực cao, mà giác quan thứ sáu cùng với tình trạng cơ thể không có quan hệ. Tiểu phàm tới rồi đó à? Trên gương mặt gầy gò của tiêu lão ra dàn đầy vẻ tươi cười, chủ động chào hỏi tiêu phàm. Ông nội, tiêu phàm đi vào, ngồi xuống mép giường, cười dịu dàng, cầm bàn tay gầy khô của ông nội một cách rất tự nhiên. Miễn là tiêu phàm về nhà thì lần nào cũng sẽ thực hiện động tác này, đây chính là lòng hiếu thuận của tiêu phàm. Tiêu lão ra cũng biết, tiêu phàm muốn bắt mạch cho ông. Đương nhiên hành động này là thể hiện lòng hiếu thuận. Tiêu trưởng ban, thư ký đang pha trà cũng mỉm cười chào hỏi tiêu phàm, vị thư ký này khoảng chừng 40 tuổi, tính tình rất trầm ổn, đối với mỗi thành viên tiêu gia đều khăng khăng giữ cách xưng hô theo chức vụ, chỉ có những tiểu bối tuổi tác còn quá nhỏ, chưa có tham gia công tác mới gọi bằng tên thôi. Thư ký Hoàng, tiêu phàm cũng tao nhã lễ phép chào lại. Thư ký Hoàng tiện tay rót một tách trà, đưa đến trước mặt tiêu phàm bằng hai tay. Trà này là trà long tĩnh loại cực phẩm, chuyên cung cấp cho những người lãnh đạo cấp cao nhất, những người đứng đầu thì uống trà búc minh tiền. Cảm tạ, tiêu phàm không người, nhận lấy tách trà bằng hai tay. Thư ký Hoàng âm thầm thở dài, hắn thực sự thấy tiếc cho vị trưởng tôn của tiêu lão gia này này một người có tính tình nhã nhặn trầm tính như vậy rất hiếm thấy được ở thế hệ thứ ba của hào môn thế gia nhưng tiêu phàm cứ khăng khăng muốn đi học đạo nếu như tiêu phàm đi theo con đường chính trị thì thành tựu đạt được tuyệt đối không dưới mấy vị con cháu đời thứ ba kiệt xuất nhất hiện nay vì thế mà không biết là tiêu bộ trưởng đã buồn bực đến bao nhiêu rồi đối với những than thở trong lòng thư ký hoàng tiêu phàm rõ như soi gương nhưng hiện tại cậu ta cũng không có lòng dạ nào mà suy nghĩ tới tuy rằng tinh thần của tiêu lão gia đã tốt hơn nhiều rồi nhưng về mặt mạch tượng thì vẫn không có chuyển biến nhiều mấu chốt chính là dòng hung sát chi khí trong cơ thể tiêu lão gia không có chút dấu hiệu bị tiêu trừ đuôi lông mày vẫn tán loạn hung vân vẫn hiện ở nhân trung chạy thẳng vào miệng điềm đại hung vẫn vô cùng rõ ràng như trước xem ra phong thủy sát trận ở phần một tổ tiên đã tạo thành tổn hại rồi coi như tiêu phàm có phá vỡ sát trận đi nữa thì trong tình thế vô cùng cấp bách này cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần thôi. Người nọ bố trí phong thủy sát trận cực kỳ quỷ dị, hung sát chi khí rất nồng đậm lại hung ác hơn những phong thủy sát trận bình thường nhiều lắm. Cái này cũng bởi vì tướng mệnh của tiêu lão ra cùng tiêu trạm cực phú cực quý, tướng mệnh của tiêu phàm cùng em trai tiêu thiên đều là thiên tử mệnh, cộng thêm người đó có lòng tham quá lớn muốn đem cả tiêu ra bỏ vào nồi hấp nếu như hắn chỉ muốn chỉa mũi nhọn vào một mình tiêu lão ra thì e rằng đã phát sinh bất chắc từ lâu rồi. Bày sát trận như thế sẽ thu được kết quả rất nhanh, trong vòng mấy tháng thì đã tạo thành tác hại rồi, nhưng muốn cho phong thủy ở phần một tổ tiên từ từ khôi phục như bình thường thì phải cần một khoảng thời gian dài hơn nhiều. Tiêu lão ra thấy lông mày của tiêu phàm nhíu lại, sau đó lại lập tức giãn ra thì tiêu lão ra mỉm cười, hỏi. Mấy ngày nay, con đã đi đâu vây? Tiêu phàm nói. Còn đi ra ngoài một chuyến hạ, tiêu phàm vốn không có ý định gạt ông nội nhưng hiện nay, kẻ địch đang ẩn trong bóng tối rình mò tiêu ra nên cậu ta nhất định phải hành động thật cẩn thận. Mặc dù trong căn phòng này chỉ có bốn người mà thư ký Hoàng và y tá Trương thì đều rất đáng tin nhưng tiêu phàm vẫn lo là họ sẽ vô tình tiết lộ bí mật ở thôn Hồng Sơn. Ở thời điểm mấy chốt này, tiêu phàm tuyệt đối không bộc lộ thân phận thật sự của mình được bởi vì thiên cơ che đậy nên tiêu phàm không thể thôi diễn ra kẻ địch đang ẩn nấp trong bóng tối là thần thánh phương nào. Đồng thời người kia cũng không thể nào thôi diễn ra bí mật của hắn. Nếu như để người đó biết được ở tiêu gia có một cao nhân biết thuật pháp thì đối với tiêu phàm càng thêm bất lợi. Địch trong bóng tối còn ta ở ngoài sáng, đó chính là điều tối kỵ của binh gia. Ánh mắt tiêu lão ra sáng ngời nhìn hắn, chậm rãi nói. Ông nghe nói mấy tháng trước, có người xây mộ viên trên tổ sơn, Mấy ngày trước lại vừa mới sửa lại. Tiêu Phàm thoáng sững sờ, nhìn ông nội, không nói lời nào cả. Tiêu lão gia giải thích thêm một câu, là đồng chí ở giang hán đã báo cáo lên. Tiêu Phàm chợt bừng tỉnh, động tay ở trên phần mộ tổ tiên của Tiêu gia, dù bất kể là nguyên nhân gì thì đồng chí ở giang hán có nhiệm vụ phải báo cáo với Tiêu lão gia. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút rồi khẽ nói, ông nội, theo ý kiến của cá nhân con thì sửa chữa mộ viên một chút cũng tốt tiện lợi cho việc tế bái, chỉ cần là không quá phung phí là được. Tiêu lão ra lại nhìn tiêu phàm một cách rất thắm thiết, nói. Tiểu phàm à, nghiên cứu đông y, châm cứu là chuyện tốt, đó chính là tinh hoa của đất nước ta. Cho dù nghiên cứu những tác phẩm kinh điển của đạo giáo cũng là việc quốc gia cho phép, còn đi làm ở cục tôn giáo cũng coi như là một nghề nghiệp. Sau này, lúc nào rảnh rỗi thì con hãy đến kể cho ông nội nghe những chuyện này. Tiêu phàm lại sững sờ, khẽ gật đầu, nói. Được ạ, à, con sẽ nhớ kỹ lời hôm nay của ông. Vừa nói mấy câu thì dường như là tinh thần của tiêu lão ra có chút không ổn, dựa vào đầu giường, thở dốc. Tiêu phàm lập tức âm thầm truyền một dòng chân khí vào cơ thể tiêu lão ra, tránh né dòng hung sát chi khí ẩn trong cơ thể ông. Bởi vì dòng hung sát chi khí đó tạm thời chưa có phát tát nên tiêu phàm không dám làm bừa, lỡ như không khống chế được lực đạo thì sẽ dẫn đến bất chắc khó lường. Cho dù kiếp nạn của Tiêu lão gia còn chưa tới nhưng ông cũng đã tám mươi mấy tuổi rồi, thân thể vốn đã không còn khỏe như trước, sẽ không chịu nổi những cơn dày vò nữa. Tinh thần Tiêu lão gia đã khá hơn một chút. Đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Uông lão, Uông bí thư, xin mời đi bên này. Đây chính là giọng nói của Tiêu Trạm. Mặt thư ký Hoàng hơi biến sắc, bước nhanh về hướng cửa nghênh đón, y tá Trương đã sớm bị đánh thức cũng vội vàng đứng dậy. Tiêu Phàm liền nói thầm với Tiêu lão gia, "Ông nội, lão Uông gia gia và thư ký Uông đến thăm ông." Tiêu lão gia có căn bệnh lãng tai, đa số người lớn tuổi đều mắc phải căn bệnh này, chỉ là nặng hay nhẹ mà thôi. Thường ngày Tiêu lão gia luôn đeo máy trợ thính, những lúc thư ký Hoàng đọc văn kiện đều phải đọc lớn tiếng thì Tiêu lão gia mới nghe được. Duy chỉ có Tiêu Phàm nói chuyện với Tiêu lão gia, dù lời nói có nhỏ nhẹ nhưng Tiêu lão gia vẫn nghe được không sót một chữ nào cũng không có ai để ý đến tình tiết nhỏ nhặt này. Khóe miệng tiêu lão ra hiện lên một nụ cười châm chọc, thản nhiên gật đầu. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tiêu chạm cùng một lão đồng chí tóc bạc trắng và một một vị cán bộ tuổi trung niên bước vào. Thư ký hoàng vội vàng bước lên chào hỏi. Uông lão ra khỏe chứ ạ? À? Uông bí thư, tiêu bộ trưởng. Hào môn thế gia đều có quy tắc đối xử với mọi người, ở chỗ này, thư ký hoàng đại biểu cho tiêu lão ra, ngược lại tiêu trạm trở thành khách. Đương nhiên mỗi thế gia đều có phép tắc riêng, bởi vì suy nghĩ của mỗi người đều khác nhau mà. Người được gọi là Uông lão chính là một ông lão tuổi chừng 80, trẻ hơn so với Tiêu lão gia một chút, eo to lưng thẳng, tuy tóc bạc trắng phao nhưng mặt mũi rất hồng hào, tinh thần rất tốt, nhìn qua thì thân thể có vẻ tráng kiện hơn Tiêu lão gia, dáng đứng của ông rất có oai nghiêm. Mà người cán bộ trung niên được gọi là Uông bí thư lại có dáng người khác xa Uông lão gia, gương mặt cao gầy, có vẻ thư sinh nhã nhặn. Trên mặt mang theo nụ cười, có vẻ rất là bình dị gần gũi. Tiêu Phàm đều biết hai vị này. Đầu tiên, Uông lão gia chính là đồng chí Uông Chính Trung cùng nổi danh với Tiêu lão gia, một trong mấy vị nguyên lão có công lớn với đất nước, có lực ảnh hưởng vô cùng lớn trong nước, cùng so sánh với Tiêu lão gia cũng không có thua kém. Chỉ có điều theo lời đồn thì hai vị lão gia này đều không nhất trí về những chủ trương chính trị, trong mười mấy năm qua, hai người thỉnh thoảng xuất hiện bất đồng, thậm chí là tranh luận. Còn Uông Bí Thư theo sát phía sau chính là Uông Vĩ Minh, con trai trưởng của Tiêu Lão Gia, là Bí Thư của một tỉnh nào đó ở phía Nam, đứng hàng tướng soái cũng giống như Tiêu Trạm vậy, là nhân vật tiên phong của thế hệ thứ hai, là người đứng đầu của một phe phái chính trị. Tình hình của Uông Gia với Tiêu Gia có chút giống nhau, hai vị Lão Gia đều là nhân vật đức cao vọng trọng, có quyền lực chính trị rất cao, con trai trưởng đều là nhân vật kiệt xuất trong giới chính trị, có địa vị rất cao ở bộ, cũng đều là người phát ngôn ở một đảng phái chính trị. Uông Vĩ Minh còn có một người em trai, là tổng tài của một công ty xuyên quốc gia rất lớn, chỉ có điều công ty kia cũng có chỗ dựa chính trị vững vàng. Cha con Tiêu lão gia, Tiêu lão gia có tính tình ôn hòa, uy nghiêm thu liếm bên trong, tiêu trạm thì công chính nghiêm minh, tính cách thì trái ngược với Tiêu lão gia, tương đối hướng ngoại, có tiếng là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Cha con Uông lão gia thì vừa khéo trái ngược, dáng vẻ Uông lão gia rất uy nghiêm, yêu ghét rõ ràng, Uông Vĩ Minh lại có vẻ nhã nhận ông hòa bình dị gần gũi. Ngược lại cũng có chút hứng thú. Đồng chí Khả Đức, ông khỏe chứ? Thấy tiêu lão ra đang ngồi trên giường, uông lão ra liền cười ha hả lớn tiếng nói, thái độ vô cùng cởi mở. Tên của tiêu lão ra chính là tiêu Khả Đức. Đồng chí Kính Trung, chào ông. Tiêu lão ra mỉm cười gật đầu, nhàn nhạt đáp lời. Uông lão ra bước nhanh đến giường bệnh tiêu lão ra, tiêu phàm lập tức khom người chào. Uông ra ra, người khỏe chứ ạ? À? À, con là, đúng rồi, con là tiêu phàm. Ha ha, không tệ, không tệ, ở đây chăm sóc ông nội, tốt, đúng là một đứa trẻ có tấm lòng hiếu thuận. Uông Kính Trung cười ha ha, chủ động bắt tay với tiêu phàm. Bàn tay của Uông Lão ra dày rộng, mềm mại, vô cùng ấp áp. mươi 34, bệnh của ông nội sẽ khá hơn. Tiêu phàm gần như là hành động theo thói quen, thoáng bắt mạch cho Uông Kính Trung. Mạch tượng của Uông Lão ra vững vàng có lực tình trạng thân thể có vẻ vô cùng tốt, so với tuổi thật của ông thì ít nhất phải trẻ hơn tới 5 tuổi. Trong mấy vị nguyên lão đức cao vọng trọng thì tình trạng cơ thể của Uông lão gia là tốt nhất. Mấy năm nay, Uông gia thuận bườm xuôi gió, thế hệ tiểu bối cũng không chịu thua kém, nhất là trưởng tôn của Uông lão gia Uông thuật có tính cách ông cụ non giống hệt cha hắn Uông Vĩ Minh, có chút uy nghiêm, đôn hậu nhưng rất thận trọng. Tuổi tác cũng sắp xỉ tiêu phàm nhưng đã làm quan ở tránh sử cấp thực quyền, giữ chức vụ trọng yếu trong phòng làm việc của một vị cự đầu nào đó thông thường thì tình huống như vậy rất hiếm thấy con trai của bí thư tỉnh ủy đương nhiệm trưởng tôn của một vị nguyên lão khai quốc công thần lại đi làm thư ký cho một vị cự đầu thì dường như đã phạm vào điều cấm kỵ rồi nhưng vị cự đầu này lại được công nhận là uông hệ đại lão trước nay luôn là nhân vật đại biểu là người mà uông lão ra dốc hết sức để tiến cử uông thuật đảm nhận chức vụ thư ký của hắn cũng vô cùng hợp lý có một nhân vật đứng đầu một đảng phái nguyện ý bồi dưỡng người nối nghiệp thì có gì bằng chứ? Uông Đại Thiếu Gia được các trưởng bối khen ngợi là người xuất chúng nhất trong đám thế hệ con cháu hào môn thế gia đời thứ ba ở thủ đô, ít nhất cũng là một trong những người giỏi nhất. Ngược lại, loại con cháu hào môn thế gia say mê, phong kiến mê tín, như tiêu phàm quả thực không thể nói là kẻ phản nghịch được, nhưng anh em tiêu gia lại bị những bậc trưởng bối hào môn thế gia xem như là nhân vật phản diện điển hình, dùng để giáo dục con cái của mình nghìn vạn lần cũng đừng học theo anh em tiêu gia, đặc biệt là tiêu phàm. Quả thực hành động của tiêu đại thiếu gia đã tự cắt đứt con đường làm quan của mình, mà đi theo con đường phản nghịch, chính là đứa con bất hiếu ngỗ nghịch, không nghe lời cha mẹ, ông bà. Ngược lại nhị thiếu gia của tiêu gia thì chỉ cần không ăn chơi chát tán nữa thì may ra có thể cứu vãn. Uông gia cũng có công tử ăn chơi chát táng, chính là em trai của Uông Thuật, là nhị thiếu gia của Uông gia, là một công tử quần là áo lượt không thua kém nhị thiếu gia của tiêu gia, nhưng uông nhị thiếu gia quần là áo lượt đã sớm bị hào quang của uông gia bao phủ nên không ai để ý đến hắn. Cả gia tộc phồn thịnh hướng đến quang vinh, thế hệ tiểu bối lại không chịu thua kém, nên tâm tình của uông lão gia rất khoái trá, tự nhiên thân thể cũng khỏe mạnh. Sau uông lão gia, uông vĩ minh cũng chủ động bắt tay với tiêu phàm, khích lệ. Tiểu tiêu à, rất giỏi, nghe nói còn đang nghiên cứu thuật châm cứu đông y, đó là việc rất tốt, là tinh hoa của đất nước ta, nhất định phải được phát huy. Bên cạnh, sắc mặt tiêu Trạm liền xa sầm xuống, có chút không vui. Đối với tiêu gia, việc tuyên dương tiêu phàm ở phương diện nghiên cứu thuật châm cứu đông y với người ngoài là việc bất đắc dĩ, miễn cưỡng lấp liếm chuyện tu đạo một chút mà thôi. Các trưởng bối thế gia cũng rất biết điều, tuyệt đối không nhắc tới chuyện này trước mặt tiêu chạm, tránh cho mọi người phải lúng túng nhìn qua Uông Vĩ Minh mỉm cười là đang khích lệ tiêu phàm nhưng trong mắt của tiêu Trạm chính là đang cười châm chọc. Đặc biệt đem tiêu phàm so sánh với con trai của Uông Vĩ Minh Uông Thuật, tuy tuổi tác sắp xỉ nhau nhưng về mặt thành tựu thì trái ngược, tiêu phàm hoàn toàn không thể so sánh với Uông Thuật. Thử nghĩ 20 năm sau, Uông Thuật đã giữ chức vị cao, cha lại ở địa vị tướng soái đều trở thành nhân vật uy phong hiển hách, là đại lão có quyền hạn vô biên, được sắp xếp ngồi ở chỗ khách quý, cuộc sống xa hoa. Còn con trai của tiêu chạm thì lại mặc áo bảo đạo sĩ làm thầy lang tha phương khắp nơi, chỉ cần người khác gọi là phải tới xem bệnh châm cứu cho những người tai to mặt lớn. Loại tương phản mãnh liệt như thế này, bảo một người có tâm khí cao ngạo như tiêu trạm làm sao chấp nhận được chứ. Uông ra ra, uông bí thư, mời hai vị ngồi. Nói là nói như vậy nhưng trước giường bệnh chỉ có một cái ghế, tiêu phàm đã nhường cho uông lão ra, nhưng cậu cũng không có ý định đi tìm một cái ghế khác mang đến. Tính tình của tiêu đại thiếu gia nhã nhặn, thái độ cũng khiêm tốn, đó chính là bản tính của cậu, nhưng cũng không có nghĩa là cậu sẽ cúi đầu, khom lưng phục vụ cho ai cả. Thân phận của tiêu phàm cũng không phải chỉ là trưởng tôn của tiêu gia bình thường, mà còn là môn đệ của trưởng giáo vô cực môn, đó không phải là việc là cậu nên làm. Hoàng thư ký hiển nhiên không ngờ một người nhã nhặn như tiêu đại thiếu gia lại có thái độ kiêu kỳ như thế, vội vàng mang hai cái ghế đến rồi đặt ở phía sau ghế của uông lão gia. Tiêu chạm miến cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói với Uông Vĩ Minh, Uông Bí thư mời ngồi. Tiêu Bộ trưởng khách sáo rồi. Uông Vĩ Minh mỉm cười, theo lời ngồi xuống. Nhưng đồng chí đức sao rồi, cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa? Uông lão gia ngồi xuống, lại lớn tiếng hỏi thăm, vẻ mặt rất là lo lắng. Tuy rằng hai vị lão gia bất hòa ở mặt chủ trương chính trị nhưng suy cho cùng thì hai người cũng là bằng hữu mấy chục năm, Uông lão gia cũng đã 80 lại nhìn thấy những lão đồng chí bằng hữu bên cạnh mình từng người từng người rơi rụng thì hiển nhiên là trong lòng không thể chấp nhận được rồi tiêu lão ra mỉm cười nói cảm tạ đồng chí kính trung quan tâm ta chỉ là bệnh cũ tái phát thôi con người mà tuổi tác vừa tăng thì thân thể xương cốt không còn nghe theo sự điều khiển nữa hai ngay cả bệnh tật cũng dám khi dễ ông nhưng mà cũng không hề gì đâu năm đó dẹp loạn bè lũ phản động đánh đổi bọn giặc ngoại xâm nhật bản xây dựng một đất nước tốt đẹp như hôm nay, nhiều bom đạn như thế cũng không lấy được mạng của lão tiêu ta, chỉ vài cơn bệnh tật nhỏ này thì tính là gì chứ? Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng sự kiêu ngạo đã thấm vào trong xương cốt. Hai vị lão gia đều có lý lịch rất hiển hách, tuy nhiên tiêu lão gia lại trải qua chiến đấu nhiều hơn uông lão gia một chút. Thật ra thì vào những năm tháng chiến tranh, đa số thời gian uông lão gia đều làm công tác ở hậu phương, còn tiêu lão gia chủ yếu là chiến đấu ở tiền tuyến, cho đến bây giờ thì trong cơ thể của Tiêu lão gia vẫn còn lưu lại hai mảnh vụn từ lựu đạn quả dưa của tên tiểu quỷ kia. Nhưng mà tên tiểu quỷ đã ném quả lựu đạn đó cũng không lấy được thứ gì tốt từ ông, đã bị ông trả lại một súng nằm dưới lòng đất lạnh. Sắc mặt Uông lão gia hơi đông cứng lại, ông làm sao nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tiêu lão gia chứ? Mặc dù nói, công việc hậu cần cũng là tham gia chiến tranh nhưng những nhà nghiên cứu quân sự tổng kết ra kinh nghiệm trong một cuộc chiến tranh những chỉ huy và chiến sĩ ở tiền tuyến luôn có những ưu thế tâm lý tinh tế hơn những nhân viên ở hậu phương. Vì dù sao thì một người ở hậu phương làm công tác tổ chức lương thảo, đạn dược cùng với một người ở tiền tuyến mặt đối mặt với súng ống, lưỡi lê của bọn giặc ngoại xâm, hơn nữa phải luôn đối mặt với máu tươi cùng chết chóc. Đồng chí Kính Trung, thân thể ông có khỏe không? Ông cũng đã 80 tuổi rồi, phải chú ý chăm sóc sức khỏe đó. Vừa nói xong một câu, tiêu lão ra lại từ thế bị động đổi thành chủ động, hỏi thăm đến tình trạng cơ thể uông lão gia vừa nhìn qua thì tinh thần của tiêu lão gia rất là cường tráng đây là công của tiêu phàm vừa mới truyền chân khí cho ông tính tình của tiêu lão gia là như vậy vừa nhìn có vẻ bình dị gần gũi nhưng lúc nào cũng muốn nắm giữ quyền chủ động thật ra thì dù lực ảnh hưởng của tiêu lão gia cao nhất hay là uông lão gia ở trên thì hai vị lão gia cũng đã sớm lui xuống sân khấu họ cũng chẳng thèm đi so đo những lễ tiết nho nhỏ để làm gì dù hai bên có cạnh tranh đi nữa thì chủ yếu là do lớp hậu bối phát động thôi uông kính trung cười ha hả một tiếng nói cảm tạ đồng chí khả đức quan tâm ta nhưng thân thể của ta cũng không tệ lắm có thể ăn cũng có thể ngủ dĩ nhiên đã đến cái tuổi này thì bệnh tật không thể tránh khỏi không biết lúc nào nó đến cả nói đến là đến thôi ai biết trước được chứ tiêu lão ra mỉm cười gật đầu lại chuyển hướng sang hỏi uông vĩ minh đồng chí vĩ minh công tác ở tỉnh Lý vẫn thuận lợi chứ? Uông Vĩ Minh vội vàng không người, vô cùng cung kính, nói. Tiêu lão ra, công tác ở tỉnh Lý cũng xem như khá suôn sẻ. Ừ, mấu chốt là việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất định không được buông lỏng, nhất định phải nắm chắc, phải thực hiện thật chu đáo. Đúng vậy, tiêu lão ra, chúng tôi nhất định sẽ thực hiện theo chỉ thị của ngài. Hôm nay, trước khi đến thăm tiêu lão ra, Uông Vĩ Minh chỉ là người đứng ở giữa, cho dù hai vị lão già bất hòa về mặt chủ trương chính trị thì Uông Vĩ Minh cũng không quản việc hai người hay hai đại gia tộc tranh đấu thế nào. Thời gian tiêu lão gia nằm viện, hầu như là tất cả cán bộ lãnh đạo chủ yếu đang đương chức hay những hào môn thế gia hiền hách cùng với những nhân vật đại biểu cho lớp con cháu đều đến bệnh viện thăm hỏi tiêu lão gia. Tuy nhiên Uông lão gia đích thân tới cũng là một trong những người đầu tiên trong đám nguyên lão. Mấy vị lão gia khác chưa chắc thân thể xương cốt tốt hơn so với tiêu lão gia. Trước đây, thân thể của tiêu lão ra xem như rất tốt, nếu không phát sinh loại ảnh hưởng bên ngoài này thì căn cứ theo thôi diễn của tiêu phàm, tuổi thọ còn lại của ông ít nhất cũng là 3 năm rưỡi nữa mới tận. Nhưng tình huống bây giờ đương nhiên không còn giống như lúc trước nữa. Tiêu chạm hết sức chăm chú lắng nghe cha mình cùng với cha con uông lão ra và uông vĩ minh nói chuyện, sự chú ý của tiêu phàm lại đặt trên tướng mạo, thần sắc của ba người. Nhìn qua, thì trên tướng mạo của uông lão ra đúng là có điểm báo vô cùng trường thọ, bây giờ còn cách rất xa thời kỳ cuối cùng của sinh mạng đối với những đại gia tộc hào môn thế gia mà nói thì đây chính là vật đảm bảo hùng hồn nhất cho sự hưng thịnh của gia tộc tóc của uông vĩ minh hơi thưa thất nhưng màu sắc rất đen bóng rõ ràng không phải là do nhuộm chán rộng biểu hiện phong vận rất tốt thiên trung vô hạ nhật nguyệt phong long tướng mệnh phú quý nhất là giữa chán no đủ ấn đường mơ hồ có tử khí dày đặc càng là điềm báo phú quý rõ ràng con đường làm quan còn chưa đạt đến đỉnh cao với tướng mạo thanh khiết như vậy thì tương lai Uông Vĩ Minh chắc chắn sẽ ở vị trí rất cao. Ngược lại hiện tại, tướng mạo của tiêu trạm so với ngày trước dường như cũng có một số biến đổi, dòng hung sát chi khí ở nơi ấn đường đã có chút ẩn giấu, không còn rõ ràng như mấy ngày trước nữa, nhưng lại chưa được loại trừ. Huyết quang ở cánh mũi cũng đã ẩn giấu bớt, như ẩn như hiện. Tuy rằng tình hình có chút chuyển biến tốt nhưng cũng chỉ là đem điểm xấu hoán lại một thời gian, vẫn là trốn không khỏi. Tiêu Phàm lại âm thầm thở dài, trong lòng rất nặng nề. Xem ra Tiêu Phàm còn chưa có hiểu biết tường tận về uy lực của phong thủy sát trận. Dù sao tuổi tác của Tiêu lão gia cũng đã cao, tuổi thọ không lâu dài cũng có thể quy kết do quy luật tự nhiên, nhưng tướng mạo của Tiêu Trạm vẫn hiện lên điểm báo hung hiểm như vậy lại không phải do quy luật tự nhiên. Quả nhiên, kẻ địch ẩn núp trong bóng tối kia lợi hại hơn nhiều so với Tiêu Phàm dự liệu. E rằng không chỉ có một người. Bất kỳ một môn phái phong thủy nào nếu muốn truyền thừa lâu dài thì đệ tử không thể quá ít được, bằng không thì không thể nào chịu được bất kỳ công kích nào, nhất là cái loại đơn truyền đó quả thực là có chút khôi hài. Và lại không cần phải nói giang hồ hiểm ác, mà phong thủy kham dư tiết lộ thiên cơ dẫn đến trời phạt thì có thể đem vị hậu duệ cực khổ bồi dưỡng ra được thoáng cái bị chôn vùi. Tiêu phàm nghe sư phụ nói qua, đệ tử đời thứ 64 của vô cực môn có độ tuổi vượt qua tiêu phàm rất xa, thậm chí có huynh còn hơn sư phụ mấy chục tuổi, đồ tử đồ tôn cũng không ít, Lịch sử mấy nghìn năm của vô cực môn cũng có xuất hiện mấy lần như vậy. Vị đệ tử được chọn kế thừa ngôi vị trưởng giáo xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bắt buộc phải chọn lựa một vị kế nhiệm trước vị trưởng giáo từ những đệ tử khác. Phạm tình huống như thế xảy ra thì nhất định tông môn sẽ bị suy sụp trong một đoạn thời gian. Vì dù sao thì trưởng giáo mới cũng không đạt được truyền thừa đầy đủ nhất. Ước chừng một khắc sau, y tá trương rất huyền chuyển đưa ý kiến, nói thủ trưởng cần phải được nghỉ ngơi nhiều. Uông lão gia cùng Uông Vĩ Minh lập tức đứng dậy từ biệt, Tiêu Trạm và Tiêu Phàm đích thân tiến đến cửa, vừa trở lại phòng bệnh đã phát hiện Tiêu lão gia đã nằm xuống, gương mặt mới vừa rồi còn đỏ thắm đã trở nên xám xanh, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tiêu lão gia nhanh nhẹn đối đáp là vì không muốn yếu thế trước mặt Uông lão gia. Tiêu Trạm lại bắt đầu lo lắng. "Cha yên tâm đi, bệnh của ông nội nhất định sẽ khá hơn mà." Tiêu Phàm khẽ nói. Trong lúc nói, cặp lông mày của tiêu phàm tràn đầy vẻ tự tin. chương 35, tắm ngội trai giới. Kiến trúc của chỉ thủy quan được xây ẩn trong lòng đất, thậm chí so với diện tích của những công trình kiến trúc trên trái đất phải rộng hơn nhiều. Bởi vì cuộc sống hàng ngày của tiêu phàm đều ở mật thất kia, sau giá sách có một lối đi bí mật, bước vào sẽ thấy một căn phòng nhỏ, bốn vách tường đều trống không, mở vào đi sâu xuống lòng đất sẽ thấy phòng cơ quan. Cơ quan cũng không phức tạp, yêu cầu duy nhất chính là phải lấy hạo nhiên chính khí tinh thuần mới mở ra được. Hạo nhiên chính khí chính là thần công hộ thể của các thế hệ trưởng giáo tổ sư vô cực môn. Phòng ở dưới đất có ba gian mật thất rất lớn dùng để cất giấu đủ loại điển tịch của vô cực môn. Tất cả điển tịch hợp lại chính là vô cực thuật tàng. Tiêu phàm mang theo năm pháp khí bố trận lấy được từ phần mộ tổ tiên tiến vào gian mật thất dưới lòng đất. Tân Lâm biết tiêu phàm muốn từ trong biển điển tịch minh mông tìm kiếm manh mối, Mặc dù tiêu phàm chính là kỳ tài có thiên phú cao nhất mà từ lúc chào đời đến nay, tân lâm mới gặp qua. Nhưng dù sao thì não người cũng không bằng máy vi tính, tiêu phàm có nổi bật thế nào thì cũng không thể nào ở trong mật thất 20 năm, đem tất cả vô cực thuật tàng cất giấu trong ba gian mật thất khác sâu trong đầu. Huống chi 18 năm trước, tiêu phàm vẫn là một đệ tử bình thường hoàn thành bài tập của mình, tuy rằng cậu ta hoàn toàn có thể ở trên lớp hoặc là sau khi về nhà nghiên cứu điển tịch của vô cực thuật tàng, nhưng trung quy vẫn bị phân tâm. Mãi đến khi cậu ta thi lên đại học, vào học viện đạo giáo thì tiêu phàm mới có thể đem toàn bộ thời gian nghiên cứu vô cực thuật tàng. Tiêu phàm vẫn đặt phần lớn tinh lực vào việc nghiên cứu vô cực cửu tương thiên, đối với những cái khác như tướng thuật, phong thủy, chiêm tinh của môn phái, cậu ta chỉ xem như là tham khảo để phục vụ việc nghiên cứu vô cực cửu tương thiên thôi. Tân Lâm Đích Thân đảm nhiệm trọng trách chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của tiêu phàm, cô rất cẩn thận đem ngũ phẩm diệp giã sơn tham cắt thành từng miếng mỏng, bày ở trong một cái mâm tinh xảo đặt ở trước mặt tiêu phàm khi tiêu phàm mệt mỏi đưa tay ra là đã bắt được một miếng bỏ vào miệng mặt khác một ngày ba bữa đều là do tân lâm đích thân sắp xếp cô đem hạt thông tùng ma hạt sen hạt vừng đen hoàng kỳ dược phẩm bồi bổ nguyên khí đem chưng cách thủy với thịt rùa cho đến khi nhừ mới đưa đến tận tay tiêu phàm tuy là như vậy nhưng mà tân lâm vẫn thấy tiêu phàm càng ngày càng tiêu tụy thêm rear map đã dài ra một đoạn khá dài chỉ vỏn vẹn có ba ngày mà tiêu phàm giống như đã ghìa thêm vài tuổi. Tân Lâm không dám khuyên. Loại con trai như tiêu phàm, nói cậu ta ôn hòa thì thật sự rất ôn hòa, nhưng nói cậu ta cố chấp cũng thật sự rất cố chấp. Người trở thành đại sư đều có một đặc điểm, đó chính là vô cùng có chủ kiến, một khi đã có quyết tâm thì bất luận là kẻ nào khuyên nhủ cũng không ăn thua gì, chỉ gây nhiễu loạn tâm tư của cậu ta thôi. Ngày thứ tư, Tân Lâm bưng một chén thịt rùa nóng hổi vào mật thất dưới lòng đất, cô phát hiện tiêu phàm đã buông quyển sách xuống, chắp tay sau lưng, bước đi thong thả trong mật thất, khí sắc đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua. Tìm được đầu mối rồi sao? Tân Lâm bưng canh thịt rùa để vào trong tay tiêu phàm, khẽ hỏi. Tiêu phàm chậm rãi lắc đầu. Đem từng miếng từng miếng canh thịt rùa ăn hết, thở một hơi dài, nói. Lâm Nhi, chuẩn bị tắm gội, trai giới một ngày một đêm. Tân Lâm vô cùng kinh hãi, nói anh còn muốn thôi diễn nữa à? Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm nói. Anh không có thời gian để tìm thêm manh mối. Tân Lâm im lặng gật đầu. Cô biết rõ việc này đã quan hệ đến sinh tử tồn vong của đại gia tộc Tiêu Thị. Tiêu Lão Gia vẫn đang nằm viện, lửa đã cháy xém tới lông mày, nguy cơ đang rình rập. Tiêu Phàm tu hành rất thâm sâu, định lực mạnh hơn nữa cũng không thể nào ngồi yên không làm gì được. Hàng ngày, tất cả sinh hoạt của Tiêu Phàm đều là ngồi thiền ở mật thất, thật ra thì mật thất này chỉ là một căn phòng, sát vách có một bể tắm bằng suối nước nóng thiên nhiên, kích cỡ vừa phải, có thể chứa đựng 2 đến 3 người cùng tắm. Ngày thường, bể tắm suối nước nóng này dành cho Tân Lâm và Tiêu Phàm xài chung, hiển nhiên lúc tắm rửa thì hai người sẽ tách riêng. Nhưng Tiêu Phàm chính thức tắm gội trai giới là trường hợp ngoại lệ. Toàn bộ phòng tắm đều bị bao phủ bởi sương mù. Phòng tắm được thiết kế vô cùng đặc biệt, sương mù sẽ không bay ra từ nóc nhà mà được hút xuống dưới đất hòa nhập vào dòng nước. Nếu không phải là cư dân ở vùng phụ cận mà đi qua con đường phía trước rừng trúc này cũng tuyệt đối không biết được trong rừng trúc có tồn tại một tòa chỉ thủy quan như vậy. Tiêu phàm ngâm mình vào bể tắm. Vừa nhìn thì thấy tiêu phàm là người nhã nhặn, lịch sử cũng không hề to con lực lưỡng, nhưng trên thực tế, vóc người tiêu phàm cao to, bắp thịt hoàn mỹ, chỉ có điều màu da khá trắng nón, không giống với những thanh niên có làn da màu đồng khỏe mạnh trong phòng tập thể thao. Hai cô gái xinh đẹp khoảng 20 mươi mấy tuổi đi vào phòng tắm, dự định tắm gội cho Tiêu Phàm. Toàn bộ chỉ thủy quan này, trừ Tân Lâm ra, còn có 6 cô gái phụ trách các công việc thường ngày, đều do Tân Lâm mang từ thất diệu cung đến, có phần giống với của hồi môn của con gái. Tân Lâm là lễ vật mà cung chủ của thất diệu cung bại trong tay của chỉ thủy sư tổ, căn cứ theo lời hứa danh dự của hai vị trưởng môn. Tân Lâm sẽ làm hộ pháp cho tiêu phàm 7 năm. Sau 7 năm, nếu như tiêu phàm không có bất cứ thiệt hại gì thì Tân Lâm sẽ được quay về bản môn. Thật ra phần, lễ vật này, chỉ thủy sư tổ đã TCO tác nắm được trong tay nhưng chẳng qua lúc đó Tân Lâm còn còn quá nhỏ, công pháp cũng chưa luyện đến đại thành, nên chỉ thủy sư tổ đồng ý cho Tân Lâm ở lại thất diệu cung tu luyện. 3 năm trước đây, Tân Lâm đã học nghệ đại thành xuất sư, lập tức đúng hẹn đi đến chỉ thủy quan. Tân Lâm phụ trách bảo vệ tiêu phàm, sáu cô gái kia thì phụ trách chăm sóc cho Tân Lâm. Chỉ thủy sư tổ cũng rất để mắt đến tiền đặt cược này, vì dù sao Tân Lâm cũng không phải là một đệ tử bình thường của thất diệu cung. Tiêu phàm nửa nằm nửa tựa người vào thành bể tắm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ba ngày không ngủ không nghỉ, xem đủ loại điển tịch, thỉnh thoảng vận chân khí điều tra mấy món pháp khí bày trận, tương đối hao tâm tốn sức với nội tức thâm hậu của tiêu phàm cũng cần phải tĩnh dưỡng vài canh giờ mới có thể khôi phục lại bình thường. Hai cô gái xinh đẹp đi đến bể tắm, bỏ guốc gỗ ra, chuẩn bị lội xuống nước thì Tân Lâm bước vào, nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu, hai cô gái lập tức khom người, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài. Toàn thân Tân Lâm khoát một tấm lụa mỏng dài màu màu xanh nhạt, mái tóc đen nhánh xỏa xuống rơi rớt trên vai, hai chân trần trắng như tuyết, chậm rãi đi tới, khuỵu hai đầu gối, nhẹ nhàng quỳ xuống ở thành bể tắm nâng cánh tay của tiêu phàm lên tiêu phàm than thở một tiếng nói lâm nhi em là thánh nữ của thất diệu cung tân lâm thản nhiên nói như vậy thì có quan hệ gì chứ tiêu phàm kiềm nén không nói gì thánh nữ của thất diệu cung có địa vị được tôn sùng đến bậc nào chứ từ xưa đến nay thánh nữ là người được ưu tiên hàng đầu để thừa kế ngôi vị cung chủ cũng chính là cung chủ dự bị ở thất diệu cung trừ cung chủ ra thì thánh nữ là người có thân phận tôn quý nhất. Trong khoảng thời gian 7 năm này, nếu như anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì em cũng không sống được. Tân lân tựa như rất vị ý nói. Đây đúng là giao hẹn của cung chủ thất diệu cung với chỉ thủy sư tổ. Chỉ thủy sư tổ lấy pháp thuật cực kỳ cao minh của mình, hạ thuật, đồng mệnh cấm chế, ở trên người của tiêu phàm và tân lâm. Tân lâm nhất định phải dốc hết sức bảo vệ cho tiêu phàm trong thời gian 7 năm, nếu như tiêu phàm nảy sinh bất kỳ bất chắc gì thì cấm chế trên người của Tân Lâm lập tức khởi động. Đương nhiên cấm chế này chỉ có hiệu lực một chiều, chỉ có hiệu hiệm nghiệm trên người của Tân Lâm, đối với tiêu phàm lại không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thật ra thì tiêu phàm cũng không tán thành cách làm như vậy nhưng mệnh lệnh của sư phụ không thể làm trái được. Lâm nhi, cái cấm chế ấy là do sư phụ anh hạ, anh không thể nào phá giải được, chỉ có sư phụ mới có thể phá giải. Tiêu phàm rất áy náy mà nói nếu như cậu ta có thể phá giải thì nó đã sớm được loại trừ rồi tiêu phàm tuyệt đối không tình nguyện làm nô dịch cho bất kỳ kẻ nào đồng thời cậu ta càng không cần tân lâm làm kẻ nô dịch cho mình đừng lo đây đều là giao hẹn trước đây của các vị sư phụ tân lâm điềm tĩnh nói không có để trong lòng giơ tay lên lấy tấm lụa mỏng ngâm trong nước suối nóng rồi đắp lên miệng tiêu phàm bên mép tiêu phàm đã mọc ra ria mép rất dài anh hãy an tâm mà nằm nghỉ thả lỏng chút đi không nên hao tâm tốn sức nhiều quá tân lâm nói bắt đầu tắm gội cho tiêu phàm động tác vô cùng dịu dàng kỳ cọ toàn bộ phần thân trên của tiêu phàm tân lâm vô thanh vô thức đi vào trong bể tắm tấm lụa mỏng khoát trên người cô đã bị nước suối nóng làm ướt toàn bộ dính sát vào người của cô đem toàn bộ thân hình đầy đặn duyên dáng thước tha phơi bầy trọn vẹn vóc người của cô thật hoàn hảo mê người nếu tăng thêm một phần thì quá mập giảm đi một phần thì lại quá gầy Tân Lâm lấy tấm lụa mỏng che phủ trên miệng của tiêu phàm xuống, ánh sánh màu trắng chợt lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh dao nhỏ tinh xảo, lưỡi dao vô cùng sắc bén. Cô cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt dao nhỏ lên cầm của tiêu phàm, khẽ di chuyển cạo rear mép cho cậu ta. Hai mắt tiêu phàm vẫn khép kín như trước, lông mi cùng mí mắt lại có chút lay động. Đừng nhúc nhích, dao rất bén. Tân Lâm không kềm được cảnh cáo tiêu phàm một câu, ngón tay thon dài của cô cũng có chút run rẩy khóe miệng tiêu phàm lại xuất hiện một nụ cười thản nhiên lấy thân thủ của thánh nữ thất diệu cung dao nhỏ trong tay cô cũng vô cùng sắc bén không gì sánh bằng đừng nói là cạo dâu cho cậu ta cho dù là có cắt đi nhìn tơ phiền não trong lòng cậu ta cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt xem ra nội tâm cô nàng này cũng giống như cậu ta cũng không hề phẳng lặng như bên ngoài ừ được rồi đẹp trở lại rồi khoảng thời gian uống cạn một chun trà qua đi Tân Lâm nhìn hai má và chiếc cầm sạch sẽ gọn gàng của tiêu phàm thì cười xinh đẹp một tiếng rồi khẽ nói, nhưng đầu thưởng thức, không biết là cô đang thưởng thức tài nghệ của mình hay là thưởng thức gương mặt của tiêu phàm. Cánh tay tiêu phàm khẽ động, bất chợt nắm lấy chiếc cầm tinh xảo mềm mại của Tân Lâm. Cảm giác bàn tay rất ấm áp, phảng phất như cầm cô mềm mại không xương vậy. Ở chung ba năm, đây là lần đầu tiên tiêu phàm nắm lấy chiếc cầm nhỏ bé của Tân Lâm, lại dùng sức như vậy, hai mắt cũng chậm rãi mở ra, yên lặng ngắm nhìn cô. Hai gò má tinh xảo của Tân Lâm xuất hiện hai đóa hoa màu đỏ diễm lệ, gương mặt cô lúc này vô cùng xinh đẹp, cặp lông mi thật dài cũng không ngừng lay động, cục mắt xuống không dám nhìn mặt tiêu phàm. Lâm nhi, Tân Lâm không trả lời, hàm răng trắng sáng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới. Nhìn cô lúc này giống như là một con thỏ nhỏ bị hoảng sợ, chỉ cần động một chút sẽ liền chạy thật xa. Bầu không khí trong bồn tắm đột nhiên trở nên hết sức kỳ quái. Chỉ chốc lát sau, tiêu phàm từ từ buông lỏng bàn tay của mình ra, hít sâu một hơi, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm, trong veo như nước. Lúc này là thời điểm không thích hợp. Tiêu phàm nhất định phải lấy trạng thái hoàn mỹ nhất để tiến hành bước tiếp theo, bước quan trọng nhất của việc thôi diễn. Rất nhanh tân lâm cũng đã chấn định tâm thần lại, hai đóa hoa màu đỏ trên mặt đã dần dần lãng mất, cầm tấm lụa mỏng lên, chậm rãi kỳ cọ thân hình cường tráng của tiêu phàm, Động tác vẫn dịu dàng tỉ mỉ như trước, hai tay cũng đã trở nên vô cùng ổn định. Từ phòng tắm đi ra, tiêu phàm dường như đã khôi phục lại thần thái như trước, thay một bộ y phục bằng vải sạch sẽ, ngồi xếp bằng chỉnh tề trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, bắt đầu ổn định hơi thở, nhập định ngồi thiền. Tân Lâm cũng trở về giường của mình, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay để ở trước bụng, đơn độc ngồi xuống giường, thi triển pháp quyết, lặng lặng vận khí tức. Chuôi Nguyễn Kiếm Cực Mỏng Cực nhỏ lại xuất hiện ở trên tay, dài ba tấc, hàn quang chói mắt. Hắc Lân nằm ở bên cạnh Tiêu Phàm, toàn thân dối tung dối bù, vẫn là dáng vẻ lười biếng như trước, thỉnh thoảng liếm liếm móng vuốt của mình. Trong mật thất rất yên tĩnh, không có âm thanh nào vang lên cả. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 36: Huyết Tương Thuật Thượng. Buổi trưa ngày hôm sau, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm lại lần nữa tiến vào mật thất dưới lòng đất giữa trưa chính là lúc dương khí thịnh vượng nhất trong ngày, cũng là lúc địa khí tập trung nhiều nhất. Tắm gội trai giới một ngày một đêm, tinh thần cùng với khí thức của tiêu phàm đều đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất, tinh thần sung mãn, trên mặt vẫn duy trì vẻ trầm tính. Đây là một gian mật thất ở giữa kiến trúc dưới lòng đất của chỉ thủy quan, giữa phòng trưng bày một cái bàn bằng gỗ tử đàn, cái bàn bằng gỗ tử đàn này hơi nghiêng một bên, trên bàn có đặt một cái đồng lô hình con rùa, màu tím đen, kiểu dáng vô cùng cổ xưa. Toàn bộ sàn của căn mật thất được lát bằng đá cuội, tổng cộng có ba màu được xếp thành một bức tranh hỗn độn, không giống với bức tranh hỗn độn ở mật thất tiêu phàm dùng để sinh hoạt hàng ngày. Hình vẽ hỗn độn vốn là thiên biến vạn hóa, không hề theo một quy tắc nào. Căn mật thất này có hình lục giác. Phía bắc căn mật thất có một pho tượng màu vàng đất, trang phục trên bức tượng rất cổ xưa, tướng mạo gầy gò, dưới cằm có ba tròm dâu dài, thần thái rất sinh động. Nhìn kỹ thì bức tượng này được điêu khắc từ một khối ngọc. Phía trước pho tượng có đặt một cái bàn, trên bàn trưng bày một cái lư hương bằng đồng theo phong cách cổ xưa. Pho tượng không có khắc tên, cũng không có bài vị. Bức tượng này là chính tay Chỉ Thủy sư tổ khắc thành, thờ cúng tổ sư lập phái đời thứ nhất của Vô Cực Môn Vô Cực Thiên Tôn. Trên vách tường phía sau Vô Cực Thiên Tôn còn có một miếu thờ, thờ cúng các thế hệ trưởng giáo Vô Cực Môn, tất cả đều do Triệu Chỉ Thủy căn cứ theo Vô Cực thuật tàng và những bức họa của các thế hệ tổ sư mà khắc thành chỉ thủy tổ sư chạm trổ vô cùng tinh xảo. Nghe đâu vào thời kỳ dân quốc, đích thân ông khắc một đồ vật nhỏ, chẳng qua chỉ là một món trang sức không phải là pháp bảo phát ra ánh sáng thần kỳ gì, ông đưa nó cho một vị bằng hiếu. Về sau vị bằng hiếu đó gặp tai ương, trong lúc khó khăn đến cực điểm đã đem cái ngọc hồ lô nho nhỏ đó đi cầm, cư nhiên lại có thể đổi được 3.000 đồng bạc. Chỉ có điều chỉ thủy sư tổ điêu khắc những đồ vật trang sức nhỏ này chỉ để rèn luyện kỹ thuật thôi, cũng không bao giờ dựa vào những thứ đó để phát tài, những món trang sức cùng với pháp khí khai quang do ông điêu khắc đều được tặng cho người có duyên. Tiêu phàm chậm rãi đi đến trước bức tường thờ cúng, hai đầu gối quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, miệng lẩm bẩm xá ba xá, sau đó đứng dậy, tự tay đốt ba ngọn nến trên trường minh đăng của pho tượng và miếu thờ các thế hệ trưởng giáo tổ sư. Xá lần nữa, tiêu phàm trở lại trước bàn, đối mặt với bức tượng vô cực thiên tôn, xếp bằng ngồi xuống, nặng nề nói. Thắp hương, Tân Lâm nhẹ nhàng đi tới trước lư hương, khuỵu hai đầu gối xuống, lấy đàn hương ra đốt. Sắc mặt tiêu phàm ngưng trọng, đem ba cái hộp hắc ngọc xếp thành một hàng ở trước mặt, lấy từ chiếc hộp thứ nhất ra một chiếc nhẫn màu xanh biếc, chậm rãi đeo vào ngón tay giữa. Toàn bộ chiếc nhẫn kia đều màu xanh biếc, chiếu ánh sáng màu xanh biếc lên nửa người tiêu phàm, tựa như là bôi lên một tầng thuốc nhuộm màu xanh biếc. Tân Lâm biết chiếc nhẫn này, đây chính là tạo hóa hoàn, một trong tam bảo trấn giáo của vô cực môn, nhưng mà theo như tiêu phàm nói, cái tạo hóa hoàn này không phải là chính phẩm mà là vật mô phỏng. Do trưởng giáo tổ sư đời thứ 36 tự tay chế luyện, còn tạo hóa hoàn chân chính thì đã bị thất lạc vào ngàn năm trước, vẫn không thể tìm trở về. Tạo hóa hoàn chẳng những là một trong tam bảo trấn giáo mà cũng là tín vật của trưởng giáo vô cực môn. Tạo hóa hoàn này đeo trên tay người nào thì người đó chính là trưởng giáo đương nhiệm của vô cực môn trước khi chỉ thủy tổ sư đi vân du, đã trịnh trọng đem tạo hóa hoàn đeo trên tay của tiêu phàm. Nói cách khác, kể từ lúc đó, tiêu phàm đã là trưởng giáo chân nhân của vô cực môn, chỉ thủy sư tổ đã đem chức vị trưởng giáo truyền lại cho tiêu phàm. Bình thường tiêu phàm cũng không đeo tạo hóa hoàn này trên tay, mà đem chôn ở linh tuyền trong mật thất dưới lòng đất để tu dưỡng nó thật ra tạo hóa hoàn có thể trở thành một trong tam bảo trấn giáo cũng là bởi vì nó có thể tập hợp thiên địa linh khí sẽ phụng dưỡng cho cha mẹ của người đeo nó nếu thời gian tu dưỡng ở linh tuyền càng dài thì thiên địa linh khí sẽ tập hợp càng hùng hậu càng có công hiệu bổ sung linh khí cho người đeo tiêu phàm đem huyền vũ giáp đặt ở tay trái hộp khắc ngọc thứ ba cũng được mở ra nắp hộp vừa hé thì một mùi thuốc tức khắc tỏa ra trong nháy mắt đã tràn ngập khắp mật thất hai tay tiêu phàm trịnh trọng lấy ra một cái đỉnh nhỏ màu đỏ có bốn chân. Cái đỉnh kia cao chưa tới hai tấc, vuông vức, nhưng mà vô cùng nhỏ, vừa nhìn giống như là một món đồ chơi đẹp đẽ. Nhưng cái đỉnh này tuy nhỏ nhưng lại vô cùng tinh xảo, từ thân đỉnh đến bốn chân vạc đều được điêu khắc hoa văn phức tạp, trông có phần hỗn độn lại cực kỳ tinh tế. Những hoa văn này dường như là một vật thể sống, không ngừng bay quanh toàn bộ tiểu đỉnh, nhìn rất sống động. Vừa thấy cái tiểu đỉnh này thì Tân Lâm vốn luôn điềm tĩnh rốt cuộc cũng thay đổi, trở nên vô cùng hoảng hốt. Anh, anh muốn thôi diễn huyết tương. Vốn Tân Lâm cũng biết ngay thời khắc mấu chốt như vậy không nên quấy giày tiêu phàm nhưng cô thật sự không nhịn được. Tân Lâm cũng từng thấy qua cái tiểu đỉnh này, chính là vật đứng đầu trong tam bảo trấn giáo của vô cực môn càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh có ba công dụng lớn, thứ nhất là luyện chế đan dược, thứ hai là thôi diễn máu tương, còn thứ ba chính là an hồn. Cái gọi là an hồn là gì? Nghe nói sau khi các thế hệ trưởng giáo tổ sư quy tiên thì phải đem luồng tinh hồn nguyên thần bố trí ổn thỏa ở một chỗ bên trong càn khôn đỉnh. Dùng càn khôn đỉnh luyện chế đan dược đều phải dùng dược liệu thượng hạng. Càn khôn đỉnh được truyền từ đời này sang đời khác, đã nhiều năm như vậy, chẳng biết là bên trong càn khôn đỉnh đã hấp thụ bao nhiêu linh khí dược liệu chân quý rồi, nên dùng nó để an hồn thì đúng là quá tốt rồi. Đối với cái công dụng này của càn khôn đỉnh, Tân Lâm cũng là bán tín bán nghi, bởi vì dù sao thì cô cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Trưởng giáo đời thứ 63 của Vô Cực môn Triệu Chỉ Thủy cùng với trưởng giáo chân nhân đời thứ 64 Tiêu Phàm vẫn còn khỏe mạnh, nên Tân Lâm đương nhiên không có cơ hội mở mang kiến thức xem cái Càn Khôn đỉnh này làm thế nào để thi triển An Hồn pháp. Thất Diệu cung không hề có công pháp thần kỳ như vậy, nếu có cũng không có những công pháp liên quan đến luân hồi. Bây giờ, Tiêu Phàm bắt đầu sử dụng Càn Khôn đỉnh không hề nghi ngờ là tiêu phàm sẽ không dùng nó để luyện chế đan dược, cũng không phải để an hồn, vậy thì chỉ có thể dùng để thôi diễn máu tương thôi. Tướng thuật truyền thừa của vô cực môn chia làm diện tương tướng mạo thủ tương, vân tay, bối tương, lưng cốt tương, xương cốt và huyết tương, máu. Huyết tương chính là tướng thuật tinh thâm nhất của vô cực môn, còn diện tương, thủ tương, bối tương và cốt tương thì những môn phái tướng thuật khác cũng có, nhưng chỗ tinh diệu thì mỗi môn phái đều khác nhau duy nhất chỉ có huyết tương là tướng thuật mà chỉ mình vô cực môn có thôi chỉ có tu luyện vô cực cửu tương thiên đến cảnh giới tinh thâm mới có thể thôi diễn huyết tương theo vô cực truyền thừa thì huyết tương đúng là tướng thuật uyên thâm nhất hơn nữa nhất định phải có càn khôn đỉnh trong tay càn khôn đỉnh là pháp khí duy nhất có thể thôi diễn huyết tương đương nhiên càn khôn đỉnh mô phỏng cũng có thể dùng nhưng mà tác dụng sẽ khác biệt rất lớn huyết tương được càn khôn đỉnh mô phỏng thôi diễn ra so với càn khôn đỉnh thật sẽ bị lẫn lộn nhiều lắm bởi vì huyết tương tình chuẩn nhất rất khó thôi diễn ra, lại cực kỳ hao tổn chân nguyên. Coi như là tiêu phàm đã tu luyện hạo nhiên chính khí đến cảnh giới viên mãn cũng không dễ dàng thôi diễn ra huyết tương. Tân Lâm ở chung với tiêu phàm 3 năm, cô chỉ nghe cậu ta nhắc tới huyết tương thuật chứ chưa bao giờ thấy cậu ta thực sự thôi diễn cả. Ừ, thiên cơ che đẩy quá nặng, những phương pháp khác không có tác dụng, chỉ có dùng huyết tương thuật mượn vong linh của lịch đại tổ sư tương trợ mới có hy vọng xua tan được lực che đẩy, khám phá thiên cơ. Tiêu phàm nhẹ giọng nói. Nhưng mà anh đã từng nói là càng là người thân cận thì lực thiên cơ che đậy càng mạnh. Tuy rằng huyết tương bí hiểm nhưng càng như thế thì thiên cơ cắn chả càng lợi hại. Anh biết, tiêu phàm chỉ thản nhiên gật đầu. Nếu như lát nữa động tính quá lớn thì em phải chú ý bảo vệ mình. Tuy võ thuật của Tân Lâm rất cao cường, lại tu luyện tất cả tuyệt kỹ của thất diệu cung đến đại thành nhưng dưới áp lực của thiên địa nguyên khí quá lớn thì cũng khó mà đảm bảo không bị thương tổn. Ừ, Tân Lâm gật đầu, cô hiểu rõ một khi Tiêu Phàm đã quyết tâm rồi thì không thể nào thay đổi được nên cô không khuyên nữa. Tiêu Phàm cầm Càn Khôn đỉnh ở trong tay, chậm rãi ma sát trong chốc lát rồi mới đặt ở giữa án kỷ, sau đó lấy ra ba thanh diệp tiểu đao, cẩn thận xem xét một chút mới cầm thanh tiểu đao thứ nhất lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy lưỡi đao vốn bóng loáng, sắc nhọn bỗng xuất hiện một vết máu, từ từ ngưng kết thành một đường thẳng, từ từ chảy về phía mũi đao. Cuối cùng ngưng tụ thành một giọt máu sáng ngời ở mũi đao, đao khẽ run lên, một giọt máu rơi vào bên trong càn khôn đỉnh. Tiêu Phàm lại cầm thanh Diệp tiểu đao thứ hai lên, y theo cách vừa rồi mà làm, giọt máu thứ hai nhỏ vào càn khôn đỉnh. Trên mặt Tân Lâm lại lần thứ hai xuất hiện vẻ nghi ngờ, hỏi: "Em nhớ là anh đã nói với em là thôi diễn huyết tương, chỉ cần một giọt máu là đủ rồi mà. Đây đã là giọt máu thứ hai rồi, có ý nghĩa gì?" trong lòng tân lâm mơ hồ xuất hiện một dự cảm chẳng lành, dường như lần này tiêu phàm bất chấp mạo hiểm vô cùng lớn. Tiêu phàm thản nhiên nói, giọt máu đầu tiên là lấy trên người của của ông nội, giọt thứ hai là lấy trên người cha anh, giọt thứ ba này. Không đúng, tân lâm kêu lên, dưới tình huống cấp bách, cô chợt đứng lên, mặt đỏ phừng phừng. Anh rõ ràng từng nói, chỉ có thể thôi diễn huyết tương cho một người. Hơn nữa, cho dù chỉ thôi diễn huyết tương cho một người cũng phải hao tổn phần lớn chân nguyên cùng nội lực bây giờ anh lại muốn thôi diễn huyết tương cho ba người sao có thể chứ anh lại chưa có tu luyện luân hồi cảnh đến đại thành tân lâm không quan tâm đến hình tượng gì nữa nói như pháo liên thanh cô thật sự rất nóng lòng tân lâm nhớ rất rõ ràng tiêu phàm đã từng nói với cô vô cực cửu tương thiên tổng cộng chia làm chín cảnh giới thứ nhất là lộc tương đệ nhất thứ hai là phúc tương thứ ba là thọ tương thứ tư là kiếp khổ tương, thứ năm là hồng trần tương, thứ sáu là luân hồi tương, thứ bảy là thiên nhân tương, thứ tám là trường sinh tương, cuối cùng thứ chín là tạo hóa tương. Đệ tử vô cực môn chỉ cần tu luyện bất kỳ cảnh giới nào đến đại thành thì đều có thể thôi diễn huyết tương. Nhưng chỉ có tu luyện luân hồi tương đến cảnh giới đại thành thì huyết tương thôi diễn ra mới tinh chuẩn, đồng thời cũng có thể chống đỡ được lực thiên cơ phản hệ. Đương nhiên, nếu như có thể tu luyện đến cảnh giới thiên nhân tương thì căn bản là không có kiêng kỵ gì nhưng thiên nhân tương đã bị thất lạc từ lâu, 10 phần đã bị thất lạc không còn đủ một, phần còn lại chỉ là công pháp lộn xộn, không có liền nhau. Từ trưởng giáo tổ sư đời thứ 36 đến nay, các thế hệ trưởng giáo cùng với những đệ tử kiệt xuất của môn phái cũng không có người nào tu luyện đến thiên nhân cảnh, tu luyện đến luân hồi cảnh đại thành đã xem như là cảnh giới cao nhất rồi. Cho dù là chỉ thủy sư tổ cũng còn có thiếu sót, chưa thể luyện luân hồi tương đến đại thành. Hiện tại, tiêu phàm lại muốn một lúc thôi diễn huyết tương cho ba người thì chắc chắn độ nguy hiểm sẽ vô cùng cao rồi. Tân lâm phải ngăn cản tiêu phàm. Tiêu phàm lặng lẽ cầm thanh diệp tiểu đao thứ ba lên, đem giọt máu thứ ba nhỏ vào bên trong càn khôn đỉnh. Giọt máu này là cho tiêu thiên. Lâm nhi, đưa tay cho ta. Tiêu phàm nghiêng đầu nói, sắc mặt rất điềm tĩnh. Để làm gì? Em cũng là người thân cận nhất của anh. Tiêu phàm cầm một thanh diệp tiểu đao, nhìn về phía tân lâm, nhẹ giọng nói, ngữ khí vô cùng dịu dàng, không có tí nào gọi là giả vờ cả. "Không, không được." Tân Lâm lập tức lui về phía sau, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nắm chặt thành quyền, giấu ở phía sau, giống như một đứa bé mà ra sức lắc đầu. Nước mắt trong suốt lượn tròn trong đôi mắt tinh xảo của cô. Chương 37: Huyết Tương Thuật Hạ. "Lâm Nhi, đừng ngoan cố nữa, cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không để cho mọi người chịu bất cứ thương tổn nào." Tiêu Phàm thở dài, nói: Trong lúc nói, Tiêu Phàm đã đem Tân Lâm đặt ngang hàng với ông nội, cha và em trai của mình, bọn họ đều là người thân cận nhất của Tiêu Phàm. "Anh, anh nhất định phải tính à, vậy thì tính cho ba người họ là được rồi, không cần phải cộng thêm em." Ý tứ của Tân Lâm rất rõ ràng, Tiêu lão gia, Tiêu Trạm và Tiêu Thiên đều là người thân của Tiêu Phàm, giữa bốn người có tồn tại quan hệ máu ngủ vô cùng mật thiết, nên có thể thôi diễn cho ba người cùng lúc. Suy cho cùng thì những vấn đề có liên quan đến tướng thuật nàng chỉ nghe tiêu phàm nhắc qua, không hề hiểu biết tường tận. Và lại nàng và tiêu phàm không có quan hệ huyết thống, cũng không có quan hệ xác thịt, thuần túy chỉ được xem là người ngoài thôi. Nếu thêm máu của mình thì độ khó để thôi diễn ra huyết tương nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Tiêu phàm nói, em cùng với anh làm bạn cả ngày lẫn đêm, nhất định phải thêm máu của em. Tuy huyết tương thuật vô cùng kỳ diệu nhưng tự mình thôi diễn tướng mệnh của mình sẽ rất mơ hồ tiêu phàm và tân lâm có đồng mệnh cấm chế nếu như có thể thôi diễn ra mấy năm kiếp số sau này của tân lâm thì hiển nhiên tiêu phàm có thể sớm đề phòng lý do này rất thuyết phục tân lâm do dự trần chờ nói cùng một lúc thôi diễn cho bốn người thực sự không có vấn đề gì chứ chắc chắn sẽ có thiên cơ phản hệ nhưng miễn là có chuẩn bị chu đáo thì không phải là không thể hóa giải được yên tâm đi sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu tiêu phàm nói biểu lộ rất có lòng tin Tân Lâm cắn môi, có chút chần chừ, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, từ từ bước lại gần, đưa bàn tay bé nhỏ trắng như tuyết trước mặt Tiêu Phàm, năm ngón tay thon dài tựa như được khắc từ bạch ngọc. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé của Tân Lâm, ánh sáng chợt lóe lên, diệp tiểu đao đâm vào ngón tay giữa của cô, một giọt màu ong ánh chậm rãi ngỏ vào bên trong càn khôn đỉnh. Lâm Nhi lui về phía sau, đứng ở bên cạnh tượng tổ sư gia. Tiêu Phàm mỉm cười nói: có linh hồn vô cực thiên tôn che chở, Tân Lâm tự nhiên sẽ không bị thiên địa nguyên khí tổn thương. Tân Lâm nghe theo tiêu phàm lui về bên cạnh pho tượng vô cực thiên tôn, yên lặng đứng ở nơi đó nhìn tiêu phàm, đôi mắt to lóng lánh trong suốt tràn đầy vẻ lo âu. Tiêu phàm mỉm cười gật đầu với Tân Lâm, khí sắc ngưng trọng, lấy diệp tiểu đao đâm ngón tay trái của mình, nhỏ thêm một giọt máu tươi vào, cẩn thận đem diệp tiểu đao thu vào, tay trái nâng huyền vũ giáp để trước ngực, tay phải dựng đứng, vẽ một kiếm quyết, miệng lẩm bẩm bắt đầu thi pháp. Tân Lâm nhìn tiêu phàm chăm chú không chớp mắt. Chỉ thấy hai mắt tiêu phàm khép hờ, miệng đọc bí quyết càng ngày càng nhanh, trên mặt bảo quang đại thịnh, một dòng tử khí dần dần ngưng tụ ở đỉnh đầu hắn. Tân Lâm có thể cảm thấy rất rõ ràng toàn bộ thiên địa nguyên khí ở mật thất đang bắt đầu khởi động, lấy tiêu phàm làm trung tâm mà nhanh chóng tụ họp lại. Nhanh! Tiêu phàm khẽ quát một tiếng, kiếm quyết ở bàn tay phải chợt chỉ vào đỉnh càn khôn đỉnh, một dòng tử khí mà mắt thường có thể thấy được bắn thẳng tới càn khôn đỉnh. Tiểu đỉnh cao hai tấc cũng bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ, hoa văn hỗn độn trên thân đỉnh chợt phát sáng giống như là một loài vật bé nhỏ chậm rãi lượn xung quanh thân đỉnh, cùng với việc tiêu phàm không ngừng rót chân khí vào đỉnh thì hoa văn hỗn độn cũng chuyển động càng ngày càng nhanh, phát sáng càng rực rỡ giống như là một mặt trời nhỏ sáng rực lên ánh sáng màu đỏ vậy, vừa rực rỡ vừa chói mắt. Một mùi máu tanh hòa lẫn với mùi thuốc nồng nặc lan tỏa khắp mật thất. Tân Lâm gắng hết sức trợn to hai mắt, từ từ thúc đẩy tăng thêm nội lực, muốn xuyên thấu qua ánh sáng rực rỡ màu đỏ để xem xét tình hình của tiêu phàm, nhưng bất luận cô cố gắng như thế nào cũng không thể nào xuyên thấu được ánh sáng màu đỏ rực rỡ của càn khôn đỉnh được. Lấy án kỷ làm bằng gỗ tử đàn làm trung tâm, cả người tiêu phàm đều bị bao vây trong ánh sáng rực rỡ màu đỏ. Ánh sáng màu đỏ càng ngày càng trói mắt, sau hai tiếng đồng hồ, một viên hồng ngọc to lớn đã xuất hiện trước mặt Tân Lâm, từng luồng ánh sáng tựa như tia chớp không ngừng chớp động như đang khiêu vũ xung quanh viên hồng ngọc. tiếng tiêu phàm đọc bí quyết càng ngày càng nhanh, càng ngày càng rõ ràng, xuyên thấu qua viên hồng ngọc, vang vọng khắp mật thất. ngay vào lúc này, bên trong mật thất đột nhiên trở nên tối sầm lại, thiên địa nguyên khí vốn liên tục vò tới trung tâm của viên hồng ngọc chợt quay cuồng, trở nên vô cùng cuồng bạo, hóa thành từng cổ lực rất lớn tranh nhau phóng tới viên hồng ngọc. ánh sáng phát ra từ viên hồng ngọc to lớn bắt đầu rung động, rồi liên tục chớp tắt. Giữa lúc hỗn loạn, Tân Lâm lợi dụng lúc ánh sáng tắt nhìn xuyên thấu qua viên hồng ngọc, thấy được Tiêu Phàm. Mặc dù chỉ là nhìn lướt qua, chớp mắt đã biến mất nhưng Tân Lâm cũng có thể thấy y phục trên người Tiêu Phàm đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt thì trở nên cực kỳ tái nhợt, trên đỉnh đầu dày đặc tử khí kết hợp với hoa văn hỗn độn nho nhỏ bay lượn phía trên Tiêu Phàm, không ngừng rung động. Rằng co trong chốc lát, ánh sáng phát ra từ viên hồng ngọc càng ngày càng mỏng, ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngúm đốt tiêu phàm khẽ quát một tiếng miệng phun ra một ngụm máu tươi tay phải tiêu phàm cực kỳ nhanh nhẹn bắt lấy ngụm máu tươi hóa thành một mũi tên máu bắn thẳng đến càn khôn đỉnh toàn bộ bị càn khôn đỉnh cắn nuốt vốn những hoa văn hỗn độn trên thân đỉnh đã mất linh trở nên chậm chạp lại lần nữa di chuyển ánh sáng xung quanh viên hồng ngọc lại dần dần trở nên sáng rực lần nữa bao lấy tiêu phàm tân lâm lấy hai tay che miệng mình lại lệ dâng trào trong hốc mắt không kềm được mà rơi xuống từng giọt từng giọt đốt, lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tiêu phàm đã trắng bệch như tờ giấy, thân thể cũng khẽ run lên. Đừng, đừng tính, nội tâm tân lâm quát to lên, cô liều mạng che miệng lại, thân thể tựa như lá rụng trong gió không ngừng run dày. Tiếng gào thét bên trong mật thất càng ngày càng lớn, thiên địa nguyên khí lại bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Duy chỉ có phạm vi ba thước xung quanh chỗ tân lâm đang đứng là vẫn tĩnh lặng như mặt nước, thiên địa nguyên khí không có nửa phần chấn động lực thiên cơ bắt đầu nổi giận cuốn tất cả mọi thứ bên trong mật thất nhưng vừa đến bên này thì lập tức quay ngược lại đốt tiêu phàm phun ra ngụm máu thứ ba sắc mặt của tiêu phàm không còn tái nhợt nữa trở nên vàng nhạt thân thể vốn run rẩy bỗng trở nên vững như bàn thạch động tác bắt đầu chậm chạp tiếng đọc bí quyết dần dần nhỏ lại nhưng mỗi chữ đều vang vọng khắp mật thất càn khôn đỉnh lại lần thứ hai phát ra ánh sáng rực rỡ nhưng mùi máu tanh lẫn với mùi thuốc không còn người thấy nữa thân thể tân lâm mềm nhún, chậm rãi tựa vào bàn thờ, nước mắt tuôn trào như nước vỡ đê. Thiên địa nguyên khí bên trong mật thất vốn đang nổi giận sung thiên từ từ ngưng kết lại, cuối cùng hóa thành một đám mây đen bay lơ lưỡng ở trên đỉnh mật thất, phảng phất như một vị cao thủ tuyệt đỉnh đang tích trữ năng lượng, chuẩn bị xuất ra một kích mạnh mẽ nhất. Ánh sáng chợt lóe lên, nguyễn kiếm dài mỏng đã nằm trong tay tân lâm, cô gắt gao nhìn chầm chầm vào đám mây kia. Lúc này, cả thân thể mềm mại của tân lâm đều run nhẹ nhẹ, duy chỉ có thanh kiếm trong tay là không nhúc nhích ống tay áo đung đưa trong gió chứa đầy kinh lực bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ lâm nhi đừng ngay vào thời khắc này bên tai tân lâm vang lên giọng nói dịu dàng của tiêu phàm ẩn chứa một chút mệt mỏi thôi diễn huyết tương đã đến lúc quan trọng nhất thiên cơ phản hệ cũng đến lúc nguy ngập nhất lực đạo đã vô cùng mạnh tuyệt đối không phải thứ mà tân lâm có thể ngăn cản được anh anh không sao chứ tân lâm mừng rỡ vội vàng hỏi thăm, giọng nói khàn khàn. Tiêu phàm không có đáp lại. Sau một khắc, càn khôn đỉnh lại phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng lần này không phải đến từ hoa văn hỗn độn trên thân đỉnh mà là trực tiếp tỏa ra từ miệng đỉnh, màu đỏ tựa như máu tươi rất chói mắt. Trong nháy mắt đã đem tiêu phàm vây lại bên trong, hí hí, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng màu đỏ tươi tựa như là một loài vật nhỏ bé từng chút từng chút chui vào cơ thể tiêu phàm. Thân thể tiêu phàm dần dần biến thành màu đỏ ầm um. một tiếng vang thật lớn mây đen trên đỉnh đầu tiêu phàm run lên bần bật bổ ra một tia sấm sét nhanh như tia chớp lao về phía đỉnh đầu tiêu phàm tay tân lâm nắm chặt thiếu chút nữa đã phi thân lên đón tia sấm sét đó nhưng trong thời khắc mấu chốt cô bỗng nhớ tới lời căn dặn của tiêu phàm cuối cùng cô không có ra tay cô hoàn toàn không hiểu gì về huyết tương thuật này nên thực sự rất lo lắng nếu cô qua chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì được cho tiêu phàm khởi tiêu phàm gầm nhẹ một tiếng. Càn khôn đỉnh trên án kỷ làm bằng gỗ đàn hương chợt bay lên, nhanh chóng đón lấy tia chớp đang giáng xuống. Bong! Tia chớp đánh mạnh vào càn khôn đỉnh, toàn thân càn khôn đỉnh chấn động mãnh liệt, xoay tròn giữa không chung. Tiêu phàm đứng lên, chân nguyên toàn thân đã được ngưng tụ, đánh ra một trưởng về phía chân vạc. Một tiếng vang thật lớn, tia chớp đã bị càn khôn đỉnh hấp thu sạch sẽ rồi tiêu tán mất. Cả gian mật thất đã yên tĩnh trở lại một tay tiêu phàm nâng càn khôn đỉnh chậm rãi ngồi xuống thân thể lung lay khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi sắc mặt vàng nhạt y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi dính sát trên người tiêu phàm tân lâm kêu một tiếng thân ảnh chợt lóe lên bay đến bên cạnh tiêu phàm trên mặt tràn đầy vẻ lo âu tiêu phàm chắn chặt răng hai mắt khép hờ không có trả lời chỉ cần tiêu phàm há miệng thì máu tươi sẽ lập tức tràn ra ngoài tân lâm cắn răng Đột nhiên quỳ gối phía sau Tiêu Phàm, tay trái duỗi ra, điểm vào du huyệt trên lưng Tiêu Phàm, vận chuyển nội tức rót vào trong cơ thể Tiêu Phàm. Ngay từ đầu, Tân Lâm vẫn có chút lo lắng thân thể của Tiêu Phàm lúc này đã cực kỳ suy yếu, sợ cậu ta không chịu nổi, nên rất cẩn thận khống chế nội lực, không dám vận chuyển quá mạnh. Ai ngờ bàn tay vừa điểm lên du huyệt thì lập tức đã bị dính chặt trên lưng Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm dường như biến thành một khối nam châm cực lớn, dính lấy bàn tay của Tân Lâm nội tức của cô càng giống như nước lũ vỡ đê nhanh chóng vọt vào trong cơ thể tiêu phàm. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tân Lâm trở nên tái nhợt, trên thái dương đổ đầy mồ hôi, thân thể cũng nhẹ nhàng run rẩy. Ngay vào lúc này, một cổ kinh lực nhu hòa từ trong cơ thể tiêu phàm truyền tới, khẽ chấn động đẩy tay phải của Tân Lâm ra. Nhà đầu ngốc, hiện tại, anh giống như một vòng xoáy, nhất định sẽ đem nội tức của em hút cạn. Tiêu phàm khẽ nói, hơi thở rất là yếu, anh thế nào rồi? Tân Lâm chỉ cảm thấy đan điền lập tức trở nên trống rỗng, cực kỳ khó chịu. Tuy nhiên lúc này cô cũng không có tâm trạng để ý đến những thứ này, cô chỉ hai tay ra ôm lấy cơ thể tiêu phàm, vội vàng hỏi. Tạm tạm, tu dưỡng một chút thì sẽ không sao. Tiêu phàm cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh. Vậy cái kia có kết quả sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu phàm trầm mặc. Trong lòng Tân Lâm nhất thời như bị kiến cắn, tâm trạng bất ổn, thấp thỏm không yên. Điềm đại hung, huyết quang tài ương. Tiêu phàm khẽ nói. Điềm đại hung là của người nào? Huyết quang tài ương là của người nào? Tiêu phàm khẽ lắc đầu, không nói gì nữa. Huyết tương chứng tỏ tuổi thọ của tiêu lão gia đã tận, toàn bộ tiêu gia gặp đại họa, vô cùng cấp bách. Nếu như không phát sinh biến cố kinh thiên nào thì chỉ trong vòng mấy năm nữa, tiêu gia danh tiếng hiển hách một thời sẽ bị sụp đổ, toàn bộ đều bị diệt trừ, biến mất hẳn trong hàng ngũ hảo môn thế gia mấy vị con cháu dòng chính của tiêu gia, bao gồm cả tân lâm đều sắp gặp phải tai họa. chương 38 Thất Tinh Trà Liêu Trà Liêu của Thất Tinh Quan ở thủ đô khá nổi danh. Trong lịch sử, thủ đô không những có dân số đông đúc mà những người nhàn rỗi có tài sản cũng rất nhiều. Có đủ loại tầng lớp, từ cửu ngũ trí tôn cho đến người dân lao động. Lúc rãnh rỗi, mọi người đều yêu thích thưởng thức trà, không cùng đẳng cấp, không cùng mục tiêu nên đương nhiên đối với trà quán cũng không có cùng yêu cầu, bởi vậy ở thủ đô có rất nhiều quán trà với nhiều đẳng cấp khác nhau, số lượng đứng đầu cả nước. Thông thường thì trà thiện trong chùa cùng với trà lưu trong đạo quan có phẩm cấp tương đối cao trong tất cả những quán trà, nghe nói chỉ có những học giả uyên thâm lui tới, người bình thường thì không có ai vào cả. Trà lưu thất tinh quan, nghe tên đã biết ý nghĩa, là quán trà được mở ở bên trong thất tinh quan. Từ thời kỳ dân quốc, trà liêu thất tinh quan chính là nơi tụ tập của tầng lớp thượng lưu, về sau dần dần biến thành một nơi giao dịch đồ cổ ở thủ đô, một số khách trong lúc uống trà, trò chuyện đã nghĩ ra sáng kiến biến nơi này thành nơi buôn bán làm ăn. Sau khi xây dựng đất nước, một đoạn thời gian rất dài, những giao dịch đồ cổ cũng không còn thấy suốt đầu lộ diện, thất tinh quan cũng được bộ tôn giáo tiếp quản, trở thành chính nhi bát kinh đạo quán, trà lưu cũng bị đóng cửa. Mãi đến khi cải cách mở cửa, bộ tôn giáo cũng theo trào lưu, lại dần dần đem trà lưu trong thất tinh quan khôi phục như thời kỳ dân quốc, mỗi ngày có không ít khách đến nghỉ ngơi thưởng thức trà, nói một chút chuyện về giao dịch đồ cổ. Tiêu Phàm đang ngồi trong một căn phòng trang nhã tại lầu 2 của trà lưu thất tinh quan, chậm rãi thưởng thức trà, đôi lông cậu nhíu lại, dường như đang có tâm sự. Thời tiết đã vào thu, nhiệt độ cũng không phải là rất lạnh, bên ngoài bộ y phục màu xanh nhạt, Tiêu Phàm có khoác thêm một cái áo khoác bằng lông cừu, nhưng sắc mặt cậu ta lại tái nhợt. Trên gương mặt điềm tĩnh của cậu ta vốn có bảo quang ẩn giấu cũng không còn thấy nữa, mà có vẻ ốm yếu xanh sao như bị bệnh. Tiêu phàm đã thi triển huyết tương thuật, hơn nữa còn một lúc thôi diễn cho bốn người, may mà cậu ta đã luyện hạo nhiên chính khí đến cảnh giới viên mãn, nên lực thiên cơ phản hệ to lớn không có khiến cho nguyên khí của hắn tổn thương quá nặng nề. Tiêu phàm lại một ngày một đêm không nghỉ ngơi mà lập tức chạy đến thất tinh quan uống trà. Thời gian quả thực đã rất cấp bách, không thể trần chờ thêm giờ phút nào được nữa. Rất nhiều chuyện nhất định phải tức khắc bắt tay vào làm, nhất định phải dành giật từng giây từng phút đem mọi thứ chuẩn bị cho ổn thỏa trước khi tuổi thọ của tiêu lão ra chấm dứt, bằng không thì tiêu lão ra thật sự chạy không thoát đại nạn này. Chính vì bản thân tiêu phàm tinh thông mệnh lý tướng thuật, nên càng cảm giác được sự cường đại của thiên cơ chi lực. Nếu muốn thay đổi họa, diệt tộc của tiêu gia thì ngoại trừ nghịch thiên sửa đổi số mệnh thì tiêu phàm không còn đường nào khác để đi cả. Nhưng mà việc nghịch thiên sửa đổi số mệnh đâu phải là chuyện đơn giản chứ. Bởi vì tự tiện sửa đổi phong thủy phần mộ tổ tiên của tiêu gia mà cả nhà nghiêm kim sơn phải bị mất mạng, một khi tướng mệnh cực phú cực quý bị chém đứt thì lão bí thư không tránh khỏi ốm chết, tiêu an cũng đã định trước nhà tan cửa nát, không có cách nào xoay chuyển cả. Nhiều đó cũng đủ thấy, việc tự tiện sửa đổi thiên cơ cho dù có sửa đổi theo chiều hướng tốt hay xấu thì đều là hành động nghịch thiên, nhất định phải trả một cái giá vô cùng lớn. Thông thường mà nói, kẻ địch núp trong bóng tối kia đã dùng một nhà nghiêm kim sơn, một nhà tiêu an, lại thêm lão bí thư, cả tám chín tính mệnh đều có tướng mệnh phú quý thọ lọc để cưỡng chế thay đổi vận mệnh của tiêu gia, đem cả gia tộc hào môn thế gia cực phú cực quý đẩy xuống vực thẳng, toàn bộ gia tộc sắp bị diệt phong. Bây giờ tiêu phàm lại muốn kéo tiêu gia từ vực thẳm trở về thì đương nhiên cũng phải bỏ ra một cái giá cực cao rồi. Hơn nữa hành động phải nhanh, một khi thọ của tiêu lão ra tận thì tất cả những nỗ lực mà tiêu phàm đã bỏ ra trước giờ đều đổ sông đổ bể tiêu lão gia sống hay chết chính là nhân tố quyết định vận mệnh của tiêu gia, bởi vì nếu tiêu lão gia có thể kéo dài tính mạng thì có thể nói là ông cụ đã thoát khỏi ám toán, một lần nữa sống đến số tuổi thọ ban đầu, thiên cơ cũng trở lại quỹ đạo ban đầu, đồng thời hỏa, diệt tộc của tiêu gia cũng bị tiêu trừ. Hiện tại, điều tiêu phàm phải làm chính là việc đại sự này. Lần này, Tân Lâm không có đi cùng, cô ở trong một căn phòng trang nhã sát vách, Hắc Lân thì nằm trên một cái ghế tựa, lười biếng nhìn Tân Lâm, nó không muốn thân cận với cô. Đối với Tân Lâm, con mèo mun lớn này vẫn luôn dùng thái độ này, không xa cũng không gần, thậm chí thỉnh thoảng Tân Lâm còn nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt của nó, tựa như là nó đang ghen tuông vậy. Mỗi lần Tân Lâm bắt gặp ánh mắt của Hắc Lân như thế thì vừa bực mình vừa buồn cười. Đến đây, cho người cá. Tân Lâm cầm một con cá khô ở cái đĩa trước mặt lên đưa cho con mèo mun lớn đang nằm bên cạnh. Mèo mun lớn ngoảnh đầu qua hướng khác, không thèm để ý tới. Hừ, cậu không thèm quan tâm ta thì ta cũng không thèm để ý tới cậu. Tân Lâm giống như một tiểu cô nương đang nổi giận đem cá khô bỏ lại trong đĩa, mà căn cứ theo tuổi tác thì cô vốn chỉ là một tiểu cô nương thôi. Trà Liêu của đạo quan cùng với trà thiện của Phật giáo rõ ràng có sự khác biệt, Phật gia chú trọng tứ đại vai không, trong lúc uống trà phải yên lặng mà thưởng thức trà, rời xa hồng trần, còn đạo giáo thì chú trọng yên tĩnh vì theo tự nhiên trên thực tế lại chú trọng một chữ, hiếu, tự tại theo đuổi con đường trường sinh. Trà liêu ở đạo quan so với trà thiện trong chùa có tồn tại mấy phần khí tức thế tục. Tại trà liêu trong thất tinh quang có thể bàn đến chuyện làm ăn, không kiêng thức ăn mặt, ở trà quán trong chùa thì không thể làm như vậy, chỉ có thể quan sát phong cảnh. Hôm nay không phải là ngày nghỉ, khách đến trà liêu cũng không nhiều lắm, nên hiện tại trà liêu có vẻ tương đối yên tĩnh. Tiêu phàm thưởng thức thức từng ngụm từng ngụm trà. Mặc dù truyền thừa của vô cực môn khá giống đạo gia, chỉ thủy quan cũng được xem là đạo quan của đạo sĩ, nhưng đối với việc uống trà thì tiêu phàm thích đi vào trong chùa hơn, nhưng mà trong miếu lại không tiện nói chuyện giao dịch với người khác nên tiêu phàm lựa chọn trà lưu thất tinh quan. Đoán trừng trịnh minh duệ đã sắp đến. Lúc tiêu phàm đang thưởng thức trà thì có một chiếc xe BMW màu trắng đang lái vào bãi đỗ xe phía sau của thất tinh quan. Sau khi xe dừng hẳn thì một gã đàn ông cường tráng bước xuống từ ghế cạnh tài xế, tóc cắt đầu đinh, vóc người lực lưỡng, toàn thân được bao phủ bởi bắp thịt cuồng cuộn, động tác rất nhanh nhẹn mở cửa ghế sau xe ra. Trịnh Thiếu, xin mời. Người đàn ông cường tráng dùng một tay mở cửa xe ra, một tay chìa ra, cung kính nói. Một đôi giày da sáng bóng bỏ ra ngoài xe, sau đó một cậu thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi bước xuống xe, âu phục, giày da, tóc chảy bóng bẫy, vóc người cao gầy, mặt mũi khôi ngô, trông có vẻ vô cùng phong lưu phóng khoáng tuy nhiên rất dễ nhận thấy cậu thiếu niên đó có vẻ không thích ứng với loại trang phục này hắn vừa xuống xe đã dùng sức xoay xoay tay áo lại kéo kéo cái cà vạt dường như hắn có chút khó chịu người đàn ông cường tráng nhịn không được bật cười một tiếng khẽ hỏi trịnh thiếu muốn đi gặp ai vậy sao phải nghiêm trang như thế chứ đi gặp nhất ca ta đã nói với cậu rồi mà nhưng a à hổ à một hồi cậu không được nói bậy bạ đó nhất ca đó lợi hại lắm tuy dễ nói chuyện nhưng nếu chọc giận hắn thì ta cũng không cứu được cậu đâu đó. Trịnh thiếu trừng mắt với hắn một cái, khẽ cảnh cáo. Hả, lợi hại như vậy sao, ngay cả trịnh thiếu mà người này cũng không nể mặt nữa sao? Người đàn ông vạm vỡ vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, cho nên mới nói cậu chưa thấy qua việc đời, cậu nghĩ rằng ở thành phố Tứ Cửu này, trịnh Minh Duệ ta là một nhân vật tai to mặt lớn hả? Nói cho cậu biết, sai rồi, quá sai luôn, ở một nơi dưới chân thiên tử này có rất nhiều nhân vật châu bò tiểu trịnh ta chẳng là thứ gì cả nói chung cậu phải nhớ kỹ cho ta không được nói lung tung để tránh gặp phải rắc rối trịnh thiếu vung tay lên có chút khinh thường nói a hổ liền vâng vâng dạ dạ trên mặt lộ vẻ kính sợ từ ghế phía sau lấy ra một chiếc cặp mật mã màu đen rồi đi sát theo phía sau trịnh thiểu thầm nghĩ không biết vị nhất ca trong miệng trịnh thiếu kia là nhân vật khó lường nào A Hổ biết rất rõ cha của Trịnh Thiếu chính là phó bộ trưởng, đừng nói là phó bộ trưởng mà cho dù là phó cục trưởng cục công an thì ở trong mắt bọn họ, A Hổ chả là gì cả. Nghe Trịnh Thiếu nói như vậy thì chắc chắn lai lịch của cái vị nhất ca kia so với Trịnh Thiếu phải trâu bò hơn nhiều lắm. Tiêu phàm chậm rãi để ly xuống, cậu ta đã nghe được trên hành lang có tiếng bước chân. A hổ khoảng chừng trên dưới 200 kg nên khi hắn dẫm lên sàn nhà bằng gỗ cổ xưa này thì vang lên cót két cót két hồ cả tòa trà liêu này đều rung động. Nhất ca, cửa vừa mở ra, trịnh thiều liếc mắt liền thấy được tiêu phàm đang ngồi cạnh cửa sổ, tức thời mỉm cười, bước nhanh hơn. Tiêu phàm mỉm cười vuốt cầm, nói, tiểu duệ tới rồi đó hả? Vừa rồi thái độ của trịnh Minh Duệ có chút nhún nhường, chức vụ của cha hắn thua kém tiêu chạm. Bản thân trịnh thiếu ở trong hội quần là áo lượt ở thành phố Tứ Cửu này cũng là một đại nhân vật, không vì nhà hắn có quyền thế mà bởi vì trịnh Minh Duệ rất có năng lực đừng nhìn trịnh minh duệ còn trẻ mà xem thường hắn khá có danh tiếng ở trong giới đồ cổ ở thủ đô khi đám thiếu gia quần là áo lượt trong hội nha nội chơi đồ cổ thì hắn đảm nhiệm chức vị quân sư cộng thêm tính tình của trịnh minh duệ rất khiêm tốn không bao giờ khoe khoang lại rất biết cách ứng xử nên hắn ở trong đám quần là áo lượt không bao giờ nảy sinh xích mích và hắn rất được mọi người chào đón trịnh minh duệ cũng là người duy nhất trong đám thiếu gia quần là áo lượt có qua lại với tiêu phàm mỗi lần đều bởi vì đồ cổ trong tay nhất ca có rất nhiều thứ tốt mỗi lần lấy ra đều là vật phẩm quý báu không có bất kỳ món nào là đồ giả nhất ca hôm nay anh có thứ gì tốt muốn cho tiểu duệ vậy trịnh minh duệ cười hì hì ngồi xuống trước mặt tiêu phàm a hổ thì mang theo cái cặp mật mã đứng sau lưng trịnh thiếu tò mò quan sát vị nhất ca khó lường trong miệng của trịnh thiếu kia nhìn thế nào thì hắn cũng cảm thấy người này không có chỗ nào đặc biệt mà còn có vẻ bệnh tật nữa chứ nhưng mà nghe nói hiện nay những thiếu gia nhà giàu đều thích sửa sang sắc mặt mình thành thái nhợt, nói cái gì mà khí chất quý tộc, đây quả thực là việc đáng cười mà. Té ra khí chất quý tộc chính là ma bệnh như vậy sao? Khí chất quý tộc như vậy thì hổ ca chỉ dùng một ngón tay cũng có thể đánh ra 10 người như vậy. Chỉ là chiếu theo thái độ trịnh thiếu đối với nhất ca thì A hổ cũng không dám lỗ mãng. Tiêu phàm mỉm cười, nói. Tiểu Duệ, em không phải luôn nhớ đến cái món đồ chơi khang hy ngự chế kia sao? hôm nay, anh mang đến cho em này. Tiêu Phàm vừa nói vừa cầm một cái hộp tinh xảo đẩy tới trước mặt Trịnh Minh Duệ. Trịnh Minh Duệ vô cùng kinh ngạc, nói. Nhất ca, anh nói là cái ống ít tráng men của Khang Hy ra sao? Vậy thì em không mang đủ tiền rồi, giá của món đồ chơi đó tuyệt đối vượt qua 15 vạn. Vừa mới nhận được điện thoại của Tiêu Phàm bảo hắn đem theo 15 vạn tiền mặt đến trả lưu thất tinh quan, có một món đồ chơi nhỏ muốn đưa cho hắn. Trịnh Minh Duệ không nói lời nào, lập tức lấy 15 vạn chạy tới, hắn chưa từng hỏi là vật gì. Thân phận của Nhất Ca là gì chứ? Làm sao có thể trêu đùa Tiểu Duệ hắn được chứ? Người này chính là trường tôn của Tiêu Lão Gia, là anh trai của Tiêu Nhị Ca. Nhưng Trịnh Minh Duệ không ngờ là Tiêu Phàm mang đến cho hắn lọ thuốc hít tráng men ngự chế của Khang Hy Gia. Đây chính là thứ tốt, lần trước Trịnh Minh Duệ tình cờ thấy Tiêu Phàm cầm ở trong tay thì tức khắc nuốt nước miếng, nhưng mà hắn này nỉ thế nào thì Tiêu Phàm cũng không đổi cho hắn, nên hắn cũng không dám hỏi tới nữa. Tuy rằng hắn chưa bao giờ thấy Tiêu Nhất ca nổi giận nhưng với khí thế của gia đình người ta, hắn làm sao làm việc lỗ mãng trước mặt Tiêu Nhất ca chứ? Chương 39, giao dịch. Trước tiên hãy nghiệm hàng đi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Ha ha, Nhất ca, không cần nghiệm hàng đâu, người khác em có thể không tin chứ lời anh nói làm sao em không tin tưởng được chứ? Trịnh Minh Duệ cười ha hả, lại nhẹ nhàng mở cái hộp nhỏ tinh xảo kia ra. Tiêu Phàm thấy thế thì liền nở nụ cười. Tính tình Trịnh Minh Duệ chính là như vậy, khôn khéo như con cá trạch. Bất kể là nói cái gì đi nữa, chỉ cần từ trong miệng hắn nói ra thì đều khiến cho người khác vĩnh viễn cảm thấy thoải mái như thế, và cũng sẽ không có ai đi tính toán hành động của hắn làm gì. Người này được xem là người làm ăn cực kỳ khôn khéo trong đám công tử quần là áo lượt hội nha nội, tuyệt đối không có ai ăn được nửa điểm lợi ích từ hắn. Nhất ca, đây thật sự là đồ tốt nha. Trịnh Minh Duệ tấm tắc khen ngợi, đưa hai tay ra lấy cái lọ hít tráng men dơ lên cao, dưới ánh sáng mặt trời mà tinh tế giám định, miệng liên tục khen ngợi. Nói không cần phải nghiệm hàng, nhưng kỳ thực là phải nghiệm mà phải nghiệm thật cẩn thận mới được. Ngược lại không phải là trịnh Minh Duệ không tin tiêu phàm, hắn cùng với tiêu nhất ca giao dịch vài lần, tiêu nhất ca chưa bao giờ lừa gạt hắn, Gia đình người ta lại có thân phận địa vị, không có khả năng làm ra những chuyện mất thể diện như vậy, mà quan trọng nhất là Trịnh Minh Duệ đã dưỡng thành thói quen như vậy, nếu không nghiệm hàng thì trong lòng hắn sẽ không cảm thấy yên lòng. Thật ra thì đây là một thói quen tốt, bởi vì thời đại ngày nay chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh em ruột còn có thể trở mặt thành thù nữa huống chi là những người không thân thích. Cẩn thận một chút cũng không có gì xấu. Đương nhiên nếu như tiêu phàm là một người hay so đo tính toán thì hành động vừa rồi của Trịnh Minh Duệ chính là diễn xuất, vừa không chịu thua thiệt vừa không muốn đắc tội với người khác. Đây cũng chính là nguyên tắc làm việc cơ bản của Trịnh Minh Duệ ở trong phạm vi hội quần là áo lượt và giao dịch đầu cổ. Tiêu phàm cũng không thèm để ý tới. Mỗi người đều có nguyên tắc làm việc riêng, cái này cũng vô cùng tốt, dù sao thì có nguyên tắc vẫn tốt hơn nhiều so với không nguyên tắc. Dù cho cái nguyên tắc này hoàn toàn là vì lợi ích của bản thân mà không nghĩ đến người khác cũng không sao, còn hơn là không có nguyên tắc rồi làm việc bừa bãi, không có kết quả. Trịnh Minh Duệ thực sự đã bị lọ thuốc hít của Tiêu Phàm mê hoặc. Lọ thuốc hít đó là sản phẩm kết hợp giữa văn hóa Trung Tây, vào khoảng 16 thế kỷ trước, thuốc hít được truyền vào khu vực Đông Bắc Trung Quốc, lúc ấy sinh hoạt của những tộc người du mục thường là ở trên yên ngựa nên không thể nào dùng ống đồng hút thuốc thuốc hít thì lại thích hợp hơn vì người du mục có thể vừa ở trên yên ngựa vừa hít thuốc nên thuốc hít rất nhanh đã trở nên rất thịnh hành. Vì để cho lọ thuốc hít được chắc chắn và dùng được lâu thì tộc người du mục đã sử dụng đủ loại vật liệu như đồ ngọc, kim loại, xương cốt, sừng. Để chế tạo ra lọ thuốc hít, lọ thuốc hít được chế tạo rất xinh xắn khéo léo, tạo hình rất đặc biệt, dùng nhiều loại vật liệu để chế tạo thành, kỹ thuật chế tạo thì rất là tinh xảo, dần dần trở thành tác phẩm nghệ thuật để mọi thưởng thức và thể hiện thân phận địa vị của người sở hữu đặc biệt hơn nữa là lọ thuốc hít của Trung Quốc được chạm trổ những bức tranh, bài thơ, cần đá quý, nhờ vào bàn tay của những người nghệ nhân gọt dũa thành hình, sử dụng nhiều màu sắc để tô điểm, lại dùng kỹ thuật tinh xảo mà vẽ hoặc khắc lên những bài thơ, bức tranh sống động. Lọ thuốc hít hấp thu những kỹ thuật cùng với văn hóa trong và ngoài nước nên đã trở nên vô cùng tinh xảo và đẹp đẽ. Thuốc hít và lọ thuốc hít rất phổ biến ở Trung Quốc, được lưu truyền từ đời Minh cho đến đời Thanh, nhất là vào ba đời khang, ung, càng càng phát triển đến đỉnh cao. Thanh Thánh Tổ, Thanh Thế Tông, Thanh Cao Tông đều rất yêu thích thuốc hít, lại càng yêu thích những lọ thuốc hít hơn, ban chỉ cho nội vụ phủ triệu tập những người thợ khéo léo để chế tác lọ thuốc hít ngự dụng chỉ riêng cho vô dùng. Khang Hy rất yêu thích đồ vật tráng men khác với bình thường, đặc biệt là bức tranh tráng men của thợ thủ công người Pháp. Người truyền giáo Trần Trung Tín thành lập một xưởng chế tác đồ tráng men tại dưỡng tâm điện, đồng thời truyền thụ kỹ thuật vẽ tranh tráng men của Pháp Quốc những thợ thủ công cung đình không chỉ có năng lực mô phỏng kinh người mà còn có khả năng sáng tạo, kỹ thuật tranh tráng men chế tác trên lọ thuốc hít là là một thành tựu vô cùng xuất sắc. Cái lọ thuốc hít tráng men ngựa chế này là tác phẩm được chế tác vào thời điểm hơi sớm, số lượng lại cực kỳ ít ỏi, là vật mà giới siêu tầm vô cùng yêu thích, vô cùng quý báu. Tiểu Duệ, nhiệm hàng xong chưa? Thế nào? Tiêu Phàm mỉm cười nói. Hiện nay, Tiêu Phàm không có quá nhiều thời gian để ở chỗ này dây dưa với Trịnh Minh Duệ, Trịnh Minh Duệ vội vàng đem lọ thuốc hút trả về, vừa cười vừa nói. Thật ra thì bất cứ thứ gì do nhất ca xuất ra còn cần phải nghiệm hàng sao. Em chỉ là thưởng thức thôi. Nhất ca à, lọ thuốc hít này anh thực sự nhường cho em sao? Ừ, 50 vạn tiền mặt mang tới đây chưa? Vừa rồi tiêu phàm gọi điện thoại cho Trịnh Minh Duệ đặc biệt dặn hắn phải mang theo tiền mặt, không được mang chi phiếu, tránh phiền phức. Đương nhiên là có rồi, chính miệng nhất ca phân phó thì em là sao dám làm trái được chứ? Đúng rồi nhất ca à, anh cũng là người trong nghề, chắc chắn không chỉ có mỗi cái này hả? Nghiêm túc mà nói thì 80 vạn cũng không đắt nha, mà 50 vạn. Em được lợi quá lớn rồi, em làm sao lại không biết xấu hổ chứ? Đây chính là kỹ xảo đối nhân xử thế của Trịnh Minh Duệ, tuyệt đối không đánh giá thấp vật của người khác, nhất định sẽ nói ra giá trị thật của đồ vật, tuyên bố mình chiếm được tiện nghi để cho người khác cảm thấy rằng mình đã làm một cái ân tình lớn, nhiều ít sẽ bớt đi một chút cảm giác buồn bực vì bản thân đã bán đổ bán tháo. Nếu như không phải tiêu phàm cần tiền gấp thì chiếu theo lời Trịnh Minh Duệ nói, lọ thuốc hít này ở giao dịch bình thường quả thực đáng giá 80 vạn. Tuy nhiên trước giờ tiêu phàm đối với tiền bạc trước sau như một không có cảm giác gì, cũng không bao giờ quá để tâm vào nó. Tiểu Duệ không cần nói những lời này, người mang đi đi. Trịnh Minh Duệ liền biểu lộ vẻ khổ sở, nói. Nhất ca, thật sự thì Tiểu Duệ không thể chiếm tiện nghi lớn như vậy của anh được, hai anh em chúng ta chứ đâu phải người ngoài chứ. Như thế này đi, anh chờ thêm một ngày một đêm, em sẽ gom góp thêm 10 vạn khối, dù thế nào cũng phải cho em biểu lộ chút thành ý chứ, anh thấy được không? Đồ chơi tốt như vậy mà Tiêu Phàm chỉ bán với giá 50 vạn, nói rõ Tiêu Phàm đang rất cần tiền, ra cái giá này để cho Trịnh Minh Duệ không có bất kỳ do dự nào, Mua nhanh bán nhanh. Trịnh Minh Duệ cũng nhìn ra điểm này nên mới nói ra những lời như vậy, hắn biết rõ Tiêu Phàm sẽ không chờ đến ngày mai, bởi vì 10 vạn đối Trịnh thiếu mà nói chỉ là một con số nhỏ thì hà cớ gì phải chờ tới ngày mai chứ. 50 vạn mà hắn cũng chỉ thuận tay là đã lấy ra rồi. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói: "Cầm đi. Tương lai, tiền đồ trong quan trường của tên tiểu tử này có hạn nhưng ở phương diện làm ăn thì chắc chắn đạt được thành tựu khó lường." tướng mạo của hắn đã biểu hiện rất rõ điều đó. Ôi, được được, A Hổ. Trịnh Minh Duệ vội vàng nói. A Hổ vẫn luôn đứng sau lưng trịnh thiếu liền vội vàng cầm cặp mật mã đặt ở trên bàn. Trọng lượng của 50 vạn tiền mặt cộng với chiếc cặp mật mã cũng không hề nhẹ. Trịnh Minh Duệ đích thân mở cặp mật mã ra, chuyển sang tiêu phàm, một cái cặp tràn đầy những tờ tiền giá trị trăm đồng được sắp xếp rất chỉnh tề, giấy niêm phong của ngân hàng cũng chưa được tháo gỡ. Nhất ca, anh kiểm lại đi tiêu phàm gật đầu một cái nhưng lại trực tiếp đóng cặp mật mã lại căn bản không kiểm tra làm gì trịnh minh duệ buôn bán làm ăn tuyệt đối sẽ không động tay động chân trên những thứ này đó chính là phép tắc không thể phá hỏng nếu như phá hỏng một lần thì coi như bảng hiệu giã bị đập bỏ hơn nữa ở trước mặt người tiêu ra phá hỏng phép tắc như vậy là một chuyện nguy hiểm thế nào chứ được tiểu duệ tạm biệt tiêu phàm đứng dậy không thèm nán lại phút nào vừa mới buông xuống một câu liền hời hợt cầm cặp mật mã lên. A Hổ ngạc nhiên đến giật nảy người, hai cặp mắt vốn lim dim chợt trợn to. Thật không nhìn ra tay chân của tên ma ốm này lại lợi hại như vậy. Cho dù là A Hổ hắn có sức lực vô tận cũng không thể nào dùng một ngón tay nâng một vật nặng 10 kg mà không tốn chút hơi sức nào như vậy. Ở trong tay tiêu phàm vật nặng 10 kg cũng không khác gì một món đồ chơi trẻ em. A Hổ liền có một cái nhìn mới đối với tiêu phàm. Ôi, nhất ca, sao lại gấp gáp như vậy? Chúng ta đã lâu không có ngồi cùng nhau uống trà, hôm nay để em đãi khách, chúng ta hàn huyên một chút nha ha. Trịnh Minh Duệ vội vàng nói. Ngược lại lần này là hắn có thành ý, không ai không muốn kết giao với người của tiêu gia cả. Tuy rằng sở thích của nhất ca có chút đặc biệt, đường đường là trưởng tôn của tiêu gia lại, đi tu, thực sự khiến cho người khác không ngờ được, nhưng bảng hiệu của tiêu gia không phải là giả, thỉnh thoảng nhất ca cũng xuất ra một món hàng có giá trị như thế đã khiến cho Trịnh Minh Duệ mở mang tầm mắt. Trịnh Minh Duệ vẫn luôn suy nghĩ những món đồ chơi có giá trị trong tay nhất ca này rốt cuộc là ở đâu ra. Muốn nói là nhặt đồ còn sót à, hiện nay, tại thành phố Kim Mãn ở thủ đô, người đi đâu để nhặt lọ thuốc hít tráng men tránh tông khang hy như thế này chứ? Nếu thật sự có thì đã sớm bị người ta nhặt từ lâu rồi. Có lẽ đây chính là nội tình của nhất đẳng hào môn thế gia. Trịnh Minh Duệ tuyệt đối không ngờ là vật này đúng là do tiêu phàm nhặt được ở trường cao trung vào 10 năm trước. Tiểu Duệ, cảm tạ, để anh mời khách, cha anh đã uống rồi, lần sau đi. Tiêu phàm cười cười, vỗ vai Trịnh Minh Duệ, mang theo cặp mật mã rời khỏi căn phòng trang nhã đó. Chiếm 30 vạn tiện nghi thì mời cậu ta uống trà là chuyện đương nhiên. Tiêu phàm cũng không ghét cách thức chiếm tiện nghi này của Trịnh Minh Duệ, ít nhất cũng chiếm ở ngoài sáng, cũng không khoe khoang mình chiếm được tiện nghi. Được rồi nhất ca, anh đi cẩn thận, lần tới em mời anh. Trịnh Minh rể cuống quýt cuối người chào, mặt mũi tươi cười. Hắn chỉ đi một chuyến đến thất tinh quan, mất không đến một giờ đã kiếm được 30 vạn, đi nơi nào tìm được chuyện tốt như vậy chứ. Tiêu phàm vừa ra khỏi cửa, cửa phòng bao bên cạnh cũng vừa mở ra, một cô gái tuổi còn trẻ cùng với một con mèo muôn lớn đi ra. Tiêu phàm thuận tay giao cặp mật mã cho Tân Lâm, bóng đen chợt lóe lên trực tiếp chui vào lòng tiêu phàm, Thò đầu ra nháy nháy mắt, meo meo vài tiếng thị uy với Tân Lâm, dáng vẻ rất đắc ý. Khi cười, nơi khóe miệng của Tân Lâm hiện lên một nếp nhăn. A Hổ thấy cái tư thế này thì dương mắt nhìn đến đờ đẫn, nói: "Trịnh thiếu, người này là ai vậy?" Trịnh Minh dễ không đếm xỉa tới hắn, nhìn theo bóng lưng Tiêu Phàm, nói: "Người của Tiêu gia." "Tiêu gia?" A Hổ lại càng hoảng sợ. Bỗng nhiên một đôi mắt lạnh lùng quét tới Vẻ mặt tươi cười của trịnh thiếu khi đối mặt với tiêu phàm vừa nãy trong khoảnh khắc đã xa sầm xuống, lạnh lùng nói. A hổ, có một số việc đừng tùy tiện hỏi, cũng không được ra ngoài nói lung tung, vòng tròn của những công tử ở trong tứ cửu thành này sâu như nước, nếu không cẩn thận tiến vào sẽ không leo lên được. Trong lòng A hổ ớn lạnh, gật đầu liên lịa, nói. Biết, biết rồi à, trịnh thiếu yên tâm, tôi biết làm thế nào. Biết rõ là tốt rồi, có một số việc chính là trời định dù ngươi có phục hay không thì ngươi cũng phải chấp nhận sự thật này trịnh minh duệ lạnh lùng nói một chiếc xe nhỏ đã được lái ra khỏi thất tinh quan chạy thẳng đến sân bay thủ đô một giờ sau một chiếc phi cơ to lớn đâm thẳng lên bầu trời xanh thẳng đây chính là máy bay đến thành phố ngân đô thuộc tỉnh lưu bắc các hành khách ngồi trong khoang thương ra cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một con mèo mun lớn ngồi chiếm trệ trên ghế vốn là vật nuôi lên máy bay phải được được ủy thác vận chuyển nhưng mỗi lần Tân Lâm đều có thể dễ dàng thuyết phục nhân viên sân bay để mang Hắc Lân vào khoang máy, cũng không biết là cô đã sử dụng thủ đoạn nào. Hắc Lân ngồi máy bay rất nhiều lần nên giống hệt một tay lão luyện, ngẩng đầu ưỡn ngực tỏ vẻ rất thoải mái. chương 40, Cực Bắc chi Địa Tuy rằng thời tiết vẫn còn là mùa thu nhưng nơi cực bắc của trái đất cũng đang rất lạnh lẽo. Cửa sổ của một chiếc xe jeep quân dụng cũ kỹ đang được mở ra, tiêu phàm đang tựa lưng vào ghế cạnh tài xế, vẻ mặt vẫn mệt mỏi như trước xe vẫn một mực chạy trên đường không có ngừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù hạo nhiên chính khí có thể tu luyện ở bất kỳ nơi nào nhưng dù sao thì ở chỉ thủy quan linh khí rất dồi dào nên ngồi thiền tu luyện sẽ có hiệu quả thổ nạp khí thức mạnh hơn nhiều so với ngồi ở trên xe díp liên tục lắc lư, sốc nổi này rồi. Tuyết vẫn chưa rơi, tốc độ xe rất nhanh nên khi cửa sổ mở ra gió lạnh lập tức tràn vào, đem áo khoác bằng lông trồn trắng toát của tiêu phàm thổi sốc sách. Tiêu phàm hơi nheo mắt lại, áo da trồn trắng như tuyết càng làm nổi bật thêm sắc mặt tái nhợt của tiêu phàm, mang theo một cổ khí chất yêu thương nhàn nhạt, nhạt. Loại, hiệu quả, này cũng không phải là cái tiêu phàm mong muốn, nhưng cậu ta cũng không có dự định thay đổi. Cho tới bây giờ tiêu phàm vẫn không thèm để ý đến những thứ này. Tu vi của tiêu phàm đã đạt đến cảnh giới như ngày hôm nay, quả thực không cần phải đi để ý đến mấy việc nhỏ nhặt này. Hắc lân vẫn lười biếng nằm trong lòng tiêu phàm, hít mắt, hưởng thụ sự vuốt ve của chủ nhân bộ lông đen nhánh phản chiếu ánh sáng cùng với áo khoác lông trồn trắng như tuyết và sắc mặt tái nhợt của tiêu phàm vừa vặn tạo thành hình ảnh đối lập rõ nét nhất. Mèo yếu sức hơn so với chó, lại hay lười biếng, đa số thời gian đều nằm bất động ở đó, cho nên từ xưa đến nay chỉ nghe đến câu, mèo lười chứ chưa bao giờ nghe thấy câu, chó lười. Mèo cũng mập mạp hơn so với chó nhiều. Đây là đường cái đơn sơ nhưng thông suốt nhất ở nông thôn có thể đi xuyên qua cánh rừng nguyên thủy ở sát biên giới phía Bắc. Ngoại trừ xe Việt giã có gầm xe cao cùng với xe tải, xe chở đồ gia dụng nhỏ thì những loại xe khác cơ bản là không thể chạy trên con đường này. Trên thực tế, con đường cái nông thôn này chỉ thông đến một cái thôn trang nhỏ tên là Lý Gia Thôn. Lý Gia Thôn ở vùng giáp danh với cánh rừng Nguyên Thủy là một thôn trang rất nhỏ, tuyệt đối không có tồn tại trên bản đồ thành thị cấp 1, mà chỉ có ở bản đồ cấp huyện mới có, biểu thị là một chấm đen nhỏ với ghi chú là Lý Gia Thôn. Ngày thường, nơi này thực sự rất hiếm xuất hiện dấu chân người, đa số chỉ có máy kéo chạy trên đường cái nông thôn này thôi. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện ba xe Việt giã, dẫn đầu chính là một chiếc xe cát phổ đại thiết nạc cơ, đi giữa chính là một chiếc cát phổ mục mã nhân, cả hai xe đều là loại xe nhập khẩu, tính năng chạy Việt giã rất tốt, cảm giác cưỡi trên đường cũng rất tốt, đều không phải là thứ mà kiểu xe Jeep quân dụng cũ xưa của tiêu phàm có thể so được. Xe của tiêu phàm chỉ là tình cờ ở chung một chỗ với đại thiết và mục mã nhân. Chiếc xe jeep cổ xưa này là tiêu phàm thuê ở thị trấn, từ lúc xuất phát ở thị trấn đến đây chỉ có mình xe bọn họ thôi, mới vừa qua hương tránh phủ thì xe của bọn họ đã bị đại thiết và mục nhân đuổi theo và vượt qua, sau đó chạy một mạch đến lý gia thôn. Đại thiết mang bảng số của tỉnh Liêu Bắc, nhìn dãy số chắc là xe của quân đội. Mục mã nhân thì mang bảng số của tỉnh Liêu Đông, nhưng bảng số rất thông dụng nhìn không ra điểm gì đặc biệt cả. Ba xe cứ lẫn lộn chung một chỗ thời điểm cách lý ra thôn khoảng chừng 20 cây số, đại thiết đang dẫn đầu bỗng nhiên ngừng lại, chiều rộng của đường cái ở nông thôn rất nhỏ, căn bản không thể nào đủ rộng để hai xe chạy song song được, mặt đường chỉ là một khoảng đất tương đối bằng phẳng thôi. Đại thiết dừng lại, hai xe phía sau cũng chỉ có thể dừng lại. Một cậu thiếu niên trẻ tuổi mặc trang phục rất phong cách, tóc cắt đầu đinh nhảy từ trên xe đại thiết xuống, nhìn qua khoảng chừng 20 mươi mấy tuổi, thân thủ rất nhanh nhẹn, xem chừng bình thường rất chịu khó luyện tập thân thể thiếu niên đi đến bên cạnh mục mã nhân, vừa cười vừa nói. Tô thiếu, xuống vận động gân cốt chút đi, hút điếu thuốc, cũng sắp tới rồi. Được, bên trong mục mã nhân vang lên một giọng nói lười biếng, nghe ra tuổi tác của người này cũng không lớn, có lẽ sắp xỉ thiếu niên đi xe đại thiết. Người có thể cưới đại thiết cùng với mục mã nhân cũng không nhiều. Cửa xe mục mã nhân vừa mở ra thì lập tức có khoảng 6-7 người theo xuống, năm nam, hai nữa, trang phục rất là phong cách, tất cả đều mặc đồ thể thao hàng hiệu nhập khẩu, hơn nữa tất cả đều rất trẻ, người lớn tuổi nhất cũng không vượt quá 30, trong đó hai cô gái đều rất đẹp, trang điểm rất đậm, vừa nhìn là biết đây là cô gái thời thượng đến từ thành phố. Trong thái độ thì bọn họ giống như là bạn bè, vào thời tiết như vậy lại đến rừng rậm nguyên thủy du ngoạn thì quả thực có chút không bình thường. Bọn họ lấy bật lửa ra, vừa hút thuốc vừa thư giãn gân cốt, một người con trai trong đó còn lớn tiếng la hét ở nơi hoang vu hưu quạnh có vẻ tinh lực dồi dào. Xem hành động thì bọn họ dường như cũng là con em nhà giàu. Nhất là vị tô thiếu bước từ trên xe mục mã nhân xuống kia, hắn khoảng chừng 28 tuổi, tóc đen nhánh bóng loáng, vóc người cao gầy, khí độ bất phàm, giống như là thủ lĩnh của đám người này. Hắn đang hút thuốc, tùy ý liếc nhìn chiếc xe jeep phía sau, thoáng cái biểu hiện một vẻ mặt rất kỳ quái. Thực ra thì Tô Thiếu không nghĩ ra là Tân Lâm với Tiêu Phàm đi đến Lý Gia Thôn để làm gì nếu nói bọn họ đi du ngoạn thì thật sự là không giống. Tiêu phàm đó sắc mặt tái nhợt, lại mặc áo lông trồn trắng như tuyết, rõ ràng hắn là một bệnh nhân. Thời tiết lạnh như thế, đã ngã bệnh sao lại không ở nhà dưỡng bệnh lại chạy đến vùng hoang dã này làm gì? Bọn tô thiếu đi đến đây là có mục đích rõ ràng, chính là đi săn thú, cần phải có một người dân bản xứ làm người dẫn đường. Lý Gia Thôn là một thôn trang gần kề rừng rậm nguyên thủy, trong thôn có rất nhiều người sống bằng nghề săn bắn, đến Lý Gia Thôn tìm người dẫn đường chắc chắn là một quyết định không sai. Nhưng nhìn bộ dáng của tiêu phàm thì đừng bảo là săn thú mà phải hỏi là hắn có đi vào núi lớn được không đó chứ. E rằng chỉ mới đi được có mấy bước thì đã ngã xuống mất rồi. Nhưng cô gái lái xe quả thực rất xinh đẹp. Tô Thiếu cũng coi như là một tay lão luyện trong việc hái hoa bắt bướm. Lần này hắn ra ngoài có mang theo hai cô bé, cả hai đều xưng là mỹ nữ ở thành phố lớn nhưng mà Tô Thiếu thật sự cảm thấy bọn họ không vừa mắt nhưng mà nếu mang bọn họ so sánh với Tân Lâm thì quả thực chênh lệch không nhỏ. Thật ra thì Tân Lâm căn bản không có trang điểm, quần áo lại rất đơn giản, bất luận nhìn thế nào cũng giống hàng trợ giá mấy chục đồng. Bắt một cô gái thanh thuần xinh đẹp như vậy mặc một bộ trang phục xấu xí thế thật là oan ức quá rồi. Tô Thiếu cũng thấy oan ức thay cho Tân Lâm. Nếu như Tô Thiếu hắn là người yêu của Tân Lâm, hay là bạn bè bình thường nhất thì hắn đều cam tâm tình nguyện bỏ tiền ra trang điểm một phen, không bởi vì nguyên nhân gì khác mà chỉ vì để nhìn cho đẹp mắt hơn thôi, để không hoang phí của trời. Ở trong mắt Tô Thiếu, cô gái xinh đẹp trời sinh như thế thì phải khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh mới không phụ nhan sắc xinh đẹp tuyệt thế. Lần này Tân Lâm không có dịch dung, bày ra nhan sắc vốn có, cô thực sự không ngờ tới sẽ gặp một đám người như thế ở một nơi giáp danh rừng rậm nguyên thủy, thuộc vùng cực bắc này. Cũng may là không có việc gì, bọn họ đến đây không phải để thăm người thân cũng không phải vì kết giao bằng hiếu. Đằng trước, mấy người nam nữ nhốn nháo nói chuyện, nhưng bên trong xe díp lại rất yên tĩnh, tiêu phàm và tân lâm cũng không tính xuống xe, cứ chờ như vậy, cũng không định vượt mặt. Nếu mọi người đều có mục đích đến Lý Gia Thôn thì đến sớm mấy phút hay chậm mấy phút cũng không sao. Tô Thiếu vừa hút thuốc vừa chậm rãi đi đến xe díp màu xanh lá mạ. Loại xe díp kiểu xưa mang bảng số thị trấn này đã sớm bị đào thải, vừa nhìn đã biết là đi thuê, hai tính năng việt dã và khu động cũng còn tạm dùng được, nhưng cưỡi lên nó lại không thoải mái, độ sóc này chắc chắc làm xương cốt giã rời hết. Ở trong mắt tô thiếu, chiếc xe này cùng với cách ăn vận trang điểm, bao gồm cả người đàn ông ngồi ở ghế cạnh tài xế có vẻ bệnh bệnh không hiểu sao lại ôm một con mèo muôn lớn kia, thật sự không xứng với tân lâm. Trên con đường cái nông thôn không bằng phẳng này, lại để cho một cái gái lái xe, còn mình thì ngồi bên cạnh làm ông chủ. Hắn là chồng, ôi, căn bản không thể xưng hô như vậy, làm nhục cái danh hiệu chồng lắm. Tô Thiếu không biết miêu tả người nam nhân quá quát kia như thế nào. Này, xuống nghỉ ngơi một chút đi, phía trước không xa chính là Lý Gia Thôn rồi. Tô Thiếu đứng ở bên ngoài, nở nụ cười sáng lạn với Tân Lâm, lộ ra hàm răng đều đặn trắng tinh. Nếu chiếu theo quan điểm hà khắc để nhận xét thì Tô Thiếu này cũng là một anh chàng đẹp trai đúng chuẩn, cao 1m8, gương mặt góc cạnh rõ ràng, vóc người rắn giỏi, nụ cười sán lạn hợp với trang phục thời thượng, mang theo chút lười biếng giống quý tộc, cổ tay lộ ra ngoài hồng hào rắn giỏi, lại chạy chiếc xe mục mã nhân chứng tỏ gia đình hắn rất giàu có. Một thiếu niên trẻ tuổi như vậy chính là bạch mã hoàng tử trong lòng vô số thiếu nữ. Trên thực tế, Tô Thiếu ở tỉnh Liêu Đông là một trong thượng kinh tứ thiếu. Đầu năm nay, dường như nổi lên một phong trào, cái gì mà, kinh thành tứ thiếu, thập đại mỹ nhân, cái loại, bài danh bỗng dưng xuất hiện rồi nhanh chóng vang dội khắp đại giang Nam Bắc. Nhưng mà cái danh thượng kinh tứ thiếu này của Tô Thiếu không phải là thổi phòng, hắn rất xứng đáng với danh xưng bất luận là bối cảnh gia thế, hay là thân phận địa vị của hắn ở lớp đồng lứa đều rất xứng đáng với danh hiệu này. Hai tay tân lâm để trên bánh lấy, hai mắt lạnh lùng quét qua Tô Thiếu một chút rồi nhìn về phía trước không thèm lên tiếng. Vẻ mặt này của tân lâm khiến cho Tô Thiếu có chút thương tổn nếu như tân lâm giống như thiếu nữ rụt rè không muốn trả lời hắn mặt thoáng ửng đỏ thì tô thiếu còn có thể chấp nhận được chẳng những tiếp nhận mà còn cảm thấy vô cùng thú vị lần này tô thiếu đến là để săn thú nhưng cũng không ngại làm quen với một cô gái xinh đẹp nhưng mà tân lâm lại liếc hắn một cái rồi không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì Loại biểu hiện như vậy khiến cho Tô Thiếu nhớ tới khi đối mặt với những cô gái lấy trăm phương ngàn kế làm cho hắn chú ý tới mình thì hắn chỉ liếc mắt một cái rồi quay sang hướng khác, thỉnh thoảng lại mỉm cười trúng chím. Đó không phải là do Tô Thiếu có hứng thú với các cô mà là chỉ biểu hiện khí khái nam như thôi. Ha ha, một mình lái xe lâu như vậy, nhất là trên một con đường lỏm trỏm như vậy chắc rất mệt mỏi. Tô Thiếu lại nói thêm một câu nhưng Tân Lâm vẫn không thèm trả lời như là hắn đang độc thoại một mình vậy. Cho dù thế nào thì Tô Thiếu cũng phải tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống, thật ra thì Tô Thiếu cũng đã trải qua sự việc tương tự như vậy vài lần rồi. Người lái xe đại thiết đầu cắt đầu đinh có thân thủ nhanh nhẹn kia lập tức nhận ra tình huống khốn cùng của Tô Thiếu, trên thực tế là hắn vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Tô Thiếu. Lấy tư cách là chủ nhà, mấy ngày nay hắn luôn tận lực làm hài lòng Tô Thiếu, đây là do cha của hắn phó tư lệnh đã căn dặn gia tộc của Tô thiếu ở kinh đô chẳng những có tiền mà còn rất có thế lực. Cha hắn có thể thăng quan tiến chức được hay không thì phải xem lần này Tô thiếu đi chơi có vui không, nghe đâu tuy Tô thiếu còn trẻ tuổi nhưng ở gia tộc rất có quyền phát ngôn, chính là thái tử gia người nối nghiệp của Tô gia. Nhìn thấy Tô thiếu bị cô gái xinh đẹp lạnh lùng kia làm lơ thì dù thế nào đi nữa công tử của phó tư lệnh cũng phải ra mặt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 41: Săn bắt gấu đen. Này, chào ngươi, ta là Trương Đồng Hoa, ở quân khu. Người anh em, có phải thân thể ngươi có chỗ nào không thoải mái không? Công tử của phó tư lệnh cũng không đi đến chỗ Tân Lâm, tránh phải rơi vào tình hướng mất mặt. Hắn trực tiếp chào hỏi với tiêu phàm, nhếch mép cười to, hơi thở rất mạnh mẽ. Đây chính là dáng vẻ của người đàn ông chân chính. Đừng xem bề ngoài Trương Đồng Hoa có vẻ tùy tiện mà nghĩ hắn là kiểu người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, bởi vì trên thực tế hắn rất khôn lanh hắn thấy tô thiếu bị mỹ nữ lạnh lùng cho ăn một quả lơ trở nên lúng ta lúng túng nên hắn cũng không cần phải đi thử làm gì nữa tô thiếu là kẻ hái hoa lão luyện trương thiếu cũng không kém hắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vẻ lạnh lùng của tân lâm không phải là giả vờ loại con gái như vậy trời sinh không thích thân mật với đàn ông trừ phi ngươi có thể hoàn toàn chinh phục trái tim nàng thì lúc đó nàng tuyệt đối sẽ một lòng một giả với ngươi bằng không thì ngươi mãi mãi chỉ là người xa lạ với nàng mà thôi Tuy nhiên đại lão gia hắn cũng không vô duyên vô cớ chọc giận cô nương nhà người ta. Tiêu Phàm thì không giống như vậy, nếu như hắn dám đối với Trương thiếu lạnh nhạt như Tân Lâm thì đừng trách Trương thiếu trở mặt. Một người đàn ông chân chính thì con mắt phải mọc trên đỉnh đầu, không phải là người nào cũng có thể đắc tội được. Trương Đồng Hoa vừa mở miệng đã nói ra thân phận của mình, ở quân khu có thể lái đại thiết nhập khẩu chạy loạn khắp nơi chỉ cần người nào có đầu óc một chút thì chắc chắn có thể đoán được vị trương thiếu này nhất định không phải là một tay gà mờ mà là một con của một đại nhân vật có địa vị ở quân khu. Tại vùng biên giới, thuộc cực bắc đất nước này, chỉ cần đem quân đội ra nói chuyện một chút thì chắc chắn có tác dụng, bởi vì phân quân khu ở biên giới có quyền lực hơn nhiều so với phân quân khu ở trong nước. Tiêu Phàm mỉm cười, nói. Chào ngươi, ta họ Tiêu, tên là Tiêu Nhất Hành. Ha ha, hóa ra là Tiêu Tiên Sinh không biết tiêu tiên sinh đi lý gia thôn để làm gì trương đồng hoa mang theo một chút hiếu kỳ hỏi lại tiếp tục đánh giá tiêu phàm không sai người này chính là một con ma ốm sắc mặt trắng bệch kia tuyệt đối không giống như thần sắc của một người khỏe mạnh vào trời đông giá rét thế này một người bệnh hắn không chịu ở nhà dưỡng bệnh mà đi đến lý gia thôn một nơi sát biên giới hoang vu toàn là rừng rậm nguyên thủy này để làm gì chứ mấy tên thanh niên khác cũng bị tình hình bên này hấp dẫn dối giết nhìn qua. Một cô gái xinh đẹp có vóc người nóng bỏng nhìn tô thiếu với vẻ châm biếm, hóa ra là vị tô đại thiếu gia này tìm đến đó để săn người đẹp. Nhà đầu lái xe kia ngược lại cũng rất xinh đẹp, đặc biệt là khí chất lạnh lùng kia lại càng khiến cho người khác sinh lòng hứng thú. Đàn ông chính là không có lòng tự trọng như vậy, phụ nữ càng đối với hắn lạnh lùng thì hắn càng giống như một con chó điên đói khác, liều mạng sông lên phía trước. Trước đây, cô chính là dùng chiêu này để bắt sống, tô thiếu, không ngờ là tại nơi hoang vu này lại gặp phải người cùng nghề như vậy. Tiêu phàm khẽ đáp, săn thú, đi săn thú. Trương Đồng Hoa vô cùng kinh ngạc, há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ hoài nghi. Người bệnh đến thế này mà còn đi săn thú gì chứ? Cho ngươi một con thỏ hoang, chỉ sợ ngươi còn không có khí lực bắt nó lên nữa là, ở đó mà đi săn bắn. Bỗng chốc, một chàng cười vang lên. Tất cả đám thanh niên đều cười nghiêng ngả, tựa như là bọn họ vừa nghe một chuyện tiếu lâm. Không ngờ tiêu tiên sinh cũng là một người cùng lý tưởng, chúng tôi cũng đi săn thú. Không biết tiêu tiên sinh muốn săn thứ gì, thỏ rừng, gà rừng, hươu, lợn rừng hay gấu đen, hay là hổ. Tô Thiếu rốt cuộc cũng tìm được cơ hội nói chen vào, vừa cười vừa hỏi. Gấu đen, ta muốn một cái mật gấu tươi sống để nấu thuốc. Tiêu Phàm vẫn mỉm cười đáp, nhưng lời cậu ta nói là sự thật đám người lại phá lên cười lần thứ hai, vừa cười vừa lắc đầu. Mật sống có thể nấu thuốc nhưng mà lời này của tiêu phàm lọt vào trong tay họ quả thực khiến cho đám người không nhịn được cười, trong lòng thầm nghĩ. Người nghĩ gấu đen là cái gì? Là con chó nhỏ ngươi nuôi trong nhà, muốn bắt là bắt sao? Mà lúc nói, tiêu phàm còn biểu hiện rất nghiêm túc, cứ như đó là sự thực vậy. Tô Thiếu không cười, rất nghiêm túc hỏi thăm. Tiêu tiên sinh muốn có mật gấu thì không cần thiết phải chạy lên núi đâu, trong núi quả thượng rất nguy hiểm, mà đường cũng rất khó đi. Nếu như Tiêu Tiên Sinh thực sự cần mật gấu tươi để làm thuốc thì tôi có thể giới thiệu cho ngươi một người nuôi gấu đen, tôi cùng với hắn cũng có quan hệ khá tốt, hẳn sẽ lấy được ưu đãi. Vừa nhìn qua, Tô thiếu thực sự muốn giúp Tiêu Phàm một tay. Tiêu Phàm khẽ cười, nói: "Cảm tạ Tô Tiên Sinh, gấu nuôi dưỡng thiếu tính hoang dã, hơn nữa được đút rất nhiều vị thuốc, hàm lượng mật gấu không tốt. Gấu đen hoang dã tương đối thích hợp hơn." nếu thế thì không biết là tiêu tiên sinh săn bắn bằng gì súng hay là cung tô thiếu nói ánh mắt liếc ghế ngồi đằng sau của xe jeep mấy lần hắn không thấy súng săn cũng không thấy cung tên hay là nỏ gì hết thông thường thì muốn săn gấu đen mà dùng cung tên thì thực sự không đáng tin cậy coi như là thợ săn chuyên nghiệp cũng không dám săn những con mãnh thú khổng lồ cỡ gấu đen nếu như một mũi tên không đâm chết con gấu đen thì chắc chắn sẽ đến phiên ngươi chạy đua cùng với nó nhưng mà xác suất một mũi tên bắn chết gấu đen là bao nhiêu chứ dù là súng săn có uy lực cực lớn thì một hai súng cũng không đủ gây nguy hiểm cho nó tiêu phàm cười nói đao tô thiếu nổi giận nói tiêu tiên sinh thật biết nói đùa trên mặt trương đồng hoa cũng biểu hiện không thoải mái nói đúng vậy ta thực lòng muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu ngươi làm vậy là có ý gì chứ dù ngươi có muốn khoe khoang cũng không nên thổi phồng đến mức đó dùng đao để săn gấu đen. Người về nhà dùng đao giota yêu ta chết vật nuôi trong nhà, xem thử có thể dùng một đao giota yêu ta chết không. Người cho ngươi là thần tiên hạ phàm sao. Muốn trêu chọc người khác cũng không nên dùng cách này chứ, bởi vì nhóm người chúng ta đều là dân ở nông thôn. Mắt thấy dáng vẻ trương đồng hoa như chuẩn bị phát tác cơn giận thì tô thiếu lắc lắc đầu, nói bỏ đi đồng hoa, hắn không đáng cho chúng ta tức giận. Chúng ta đi thôi. Tô thiếu búng ngón tay một cái, đầu thuốc lá bay lên vẽ thành một đường vòng cung rồi rơi xuống đất hắn không thèm nhìn tiêu phàm một cái ngay cả tân lâm hắn cũng không thèm liếc mắt xoay người rời đi trong lòng thầm mắng hai người điên có cái gì tốt để nhìn chứ tân lâm nhìn qua có vẻ đẹp lạnh lùng cao quý nhưng mà cô cùng người ngu ngốc ở chung một chỗ thì đầu óc làm sao bình thường được chứ tiếc cho gương mặt cùng với vóc người hoàn mỹ đó khả năng kiềm chế của trương đồng hoa rõ ràng không bằng tô thiếu hung hăng trợn mắt với tiêu phàm một cái, hừ một tiếng rồi vứt màu tàn thuốc trên mặt đất, giơ chân lên hung hăng trà đạp. Trực tiếp đem màu tàn thuốc dưới chân vùi xuống lớp bùn đất, lại đạp đạp hai cái rồi phun một bãi nước bọt. Lúc này hắn mới đi đến xe của mình, ngồi vào ghế tài xế, đạp chân ga thật mạnh, đại thiết lập tức tức giận gào thét, thả khói đen mù mịt, nhanh chóng chạy về phía trước. Sau đó, tô thiếu cũng lên chiếc mục mã nhân, hai cô gái xinh đẹp vứt cho tiêu phàm một nụ hôn gió, cười khanh khách mãi ánh mắt của Tân Lâm rất lạnh lùng. Tiêu Phàm vẫn trầm tĩnh như trước, không có chút dấu hiệu không vui nào cả. Sau nửa giờ, cuối cùng ba xe cũng lái vào Lý Gia Thôn, lập tức giấy lên một cơn sóng gió ở thôn trang nhỏ vốn yên tĩnh này. Vô số đàn ông, phụ nữ và trẻ em vây quanh những chiếc xe chưa bao giờ thấy, rất hiếu kỳ, quan sát từ trên xuống dưới. Nếu như không có người lớn quan sát thì sợ là đám trẻ con đã thò tay sờ soạn từ lâu rồi. Ai là trưởng thôn? chúng tôi là người của quân đội, muốn tìm trưởng thôn bàn bạc chút chuyện. Trương Đồng Hoa bước từ trên đại thiết xuống, trước tiên trà trà bùn đất dính trên dày xuống, sau đó mới ngẩng đầu lên, tiêu sái gào lên một tiếng, ánh mắt rất có khí thế liếc nhìn xung quanh. Tô Thiếu lại châm một điếu thuốc, chậm rãi bước xuống, hứng thú đánh giá thôn xóm nho nhỏ sát biên giới này, gà gáy, chó sủa, cư dân thuần phát giản dị, có chút hương vị của chốn bồng lai tiên cảnh bầu không khí ở đây mát mẻ hơn nhiều so với thủ đô, thực là thoải mái nha. Tô Thiếu phun từ lỗ mũi ra hai luồng khói thuốc, mỉm cười khen ngợi. Đương nhiên rồi, nếu như đến sớm hai tháng còn có thể tránh nắng nữa. Thành ca à, hè năm sau, anh dẫn em đến nơi này nghỉ mát được không? Em cùng với anh đi săn thú. Người con gái có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nũng nịu nói. Trong hai cô gái thì nàng tương đối nũng nịu với Tô Thiếu hơn, không giống như cái cô gái cao gầy kia vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng đối với tô thiếu cũng không có dính chặt như vậy mà nhắc tới mới nói hai người cũng là có chung mục đích nhưng sử dụng thủ đoạn khác nhau mà thôi tô thiếu tên thật là tô như thành hắn nghe vậy thì liền mỉm cười nói chuyện sang năm thì cứ để sang năm hãy nói có rất ít đàn bà có thể ở cạnh tô thiếu một năm đứa nhỏ này quá tham lam đi cô gái bé nhỏ xinh đẹp liền chu cái miệng nhỏ nhắn lên Bên kia, Trương Đồng Hoa cũng không có tâm tình nhàn nhã như Tô Thiếu, hắn biết rõ nhiệm vụ của mình là một hướng dẫn viên du lịch, trước tiên cứ đem chuyện quan trọng nhất an bày ổn thỏa rồi nói tiếp. Thôn dân vừa nghe hai chữ quân đội thì vô cùng khẩn trương, đám phụ nữ vội vàng kéo đám trẻ con đang chạy lòng vòng quanh những chiếc xe jeep trở về bên cạnh mình, bọn họ sợ chúng sẽ gây hỏa. Chỉ chốc lát, một người đàn ông trung niên mặt một bộ Âu phục cũ nhăn nhúm, nhìn qua rất có thân phận chạy tới, cười nhún nhường với Trương Đồng Hoa dè dặt nói, đồng chí quân đội, ta chính là trưởng thôn Lý Lão Căn. Trương Đồng Hoa cười ha hả một tiếng, móc từ trong túi ra một hộp thuốc lá được thiết kế rất tinh xảo, lấy một điếu thuốc ngậm ở trên môi, sau đó ném hộp thuốc cho trưởng thôn, nói. Trưởng thôn à, chúng tôi muốn một người dẫn đường vào núi săn bắn, ông đề cử hai người đi, nhất định phải có kinh nghiệm săn bắt lợn rừng với gấu đen tốt nhất. Giá cả thì ông không cần lo lắng, thoải mái thương lượng, ta nhất định sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Trường thôn luống cuống tay chân bắt lấy hộp thuốc, cẩn thận rút ra một điếu rồi trả lại cho Trương Đồng Hoa bằng hai tay. Ở một cái thôn nhỏ như Lý Gia Thôn, hàng năm có mở một cái hội dành cho người đồng hương tụ họp. Lý Lão Căn cũng được xem là người từng thấy qua các mặt của xã hội, trương thiếu này còn có khí phách hơn nhiều so với bí thư hương trưởng đồng hương, vừa nhìn là biết đến từ thành phố lớn. Ít nhất cũng phải ở huyện thành mới có nhân vật như vậy. Lý lão căn tưởng tượng đến huyện thành đã là cực hạn rồi. Nói đến thành phố thì sự thực là cả đời hắn chỉ đi đến đó có hai lần, mà đều là chuyện rất lâu rồi, ấn tượng động lại trong đầu rất mơ hồ. Trương Đồng Hoa vung tay lên, phóng khoáng nói: Không cần, tặng cho ông. Trường thôn nhanh tìm cho ta hai người dẫn đường đi. Lý lão căn vội vàng nói cảm ơn, trịnh trọng đem hộp thuốc cất vào túi áo, rè dặc nói: Đồng chí quân nhân, lúc này mà vào núi đi săn thời tiết rất lạnh nha. Trường thôn vừa nói vừa quan sát đám người tai to mặt lớn đến từ thành phố, khi ánh mắt rơi trên mặt tiêu phàm thì đột nhiên ngẩn ra. Vị này cũng đến đây săn thú sao? Mặt mũi như vậy làm sao đi vào núi được chứ? Trương Đồng Hoa cũng biết Lý Lão Căn đang nhìn người nào, cười lạnh một tiếng, nói. Ông đừng quan tâm đến hắn, hắn không có đi cùng với chúng tôi, sống hay chết cũng không có liên hệ với chúng tôi. Lý Lão Căn lập tức thở vào nhẹ nhõm một cái, nói. Vậy thì tốt rồi, như vậy, thiếu gia thực sự muốn lên núi sao, thời tiết như thế sẽ chết cóng. Trường Đồng Hoa bĩu môi, chương 42, vũ khí lạnh trình độ cao. Lý Lão Căn được hơn nửa hộp thuốc lá nên làm việc rất nghiêm túc, nhanh chóng tìm được hai thợ săn dẫn đường, vừa nhìn thì đã biết là hai cha con. Người bố khoảng chừng 40 tuổi, đứa con trai thì khoảng 18 tuổi. Tuy nhiên mặt mũi của hai cha con hoàn toàn khác biệt, vẻ mặt của người thợ săn lớn tuổi có vẻ trải qua rất nhiều gian nan vất vả, da rẻ ngâm đen, nếp nhăn đầy mặt giống như là dùng dao khắc trên khe núi vậy, nhìn qua có vẻ già hơn so với tuổi thật nhiều lắm. Con trai của hắn thì lúc nào cũng cười hì hì, da rẻ tuy cũng ngâm đen nhưng không phải kiểu đen thủi đen thui, mà tương đối mịn màng, khi hắn cười híp mắt lộ ra hàm răng trắng đều. Đồng chí quân nhân, đây là Lý Trường Quý, là thợ săn có kỹ thuật tốt nhất trong thôn, còn đây là con của hắn Lý Cẩu Đàn. Lý Lão Căn giới thiệu hai người với Trương Đồng Hoa, trên mặt lộ ra vài phần kiêu ngạo. Nếu nói về săn thú thì cho dù là những người giàu có đến từ thành phố lớn cũng chả là gì, sợ ngay cả tư cách sách dày cho Lý Trường Quý không có. Lý Cẩu Đàn Trương Đồng Hoa không nhịn được phá lên cười, Tô Như Thành nhịn cười đến nội thương, hai cô gái còn lại thì mím môi cười. Cả đám người đều hứng thú đánh giá cha con Lý Trường Quý, nhất là Lý Cẩu Đản càng hấp dẫn ánh mắt của các cô gái. Tiểu tử này so với người cha hiền như khúc gỗ của hắn hoàn toàn khác nhau, khắp người tản ra dáng vẻ thông minh lanh lợi. Lý Cẩu Đản cũng không thèm để ý, vẫn cười hì hì. Hắn cũng là người có tiếng tăm, nhưng hắn cảm thấy không cần nói cho những người đến từ thành phố này biết. Một đám công tử tiểu thư chạy đến rừng núi thăm thẳm để săn thú, Lý Cẩu Đản cho rằng những người này chỉ đơn thuần là rãnh rỗi không có gì làm thôi bọn họ cho rằng đi săn là dạo chơi ở vùng ngoại ô sao. Đám người thành phố đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát những người này. Trương Đồng Hoa thì miễn cưỡng tạm được, nhìn qua thì thân hình kia khá là rắn chắc, nghe nói là từng đi bộ đội, hẳn là tạm đạt yêu cầu. Vóc người tô như thành có vẻ cao to, nhưng mà cái gương mặt búng ra sữa kia lại khiến cho lý cẩu đàn âm thầm cho hắn game over. Đây là đi lên núi săn thú chứ đâu phải là chỗ để cho hắn uống cà phê, tán gái. Lý Cẩu Đản cũng có ăn học, đã tốt nghiệp sơ trung tương đương cấp 2 ở Việt Nam, ở nhà hắn cũng có xem qua TV nên hắn cũng hiểu rõ uống cà phê, tán gái là cái gì. Còn những người khác, Lý Cẩu Đản chỉ có thể lắc đầu. Nếu như nói những người này có thể đi săn thú thì Lý Cẩu Đản hắn cũng có thể cưới minh tinh điện ảnh làm vợ. Đến khi ánh mắt Lý Cẩu Đản rơi vào hai người tiêu phàm và Tân Lâm đang đứng cách đó không xa thì tức khắc choáng váng. Hai vị này đến đây để làm gì chứ? tìm người chữa bệnh sao? Hắn chưa từng nghe ai nói là ở Lý Gia Thôn có thầy lang giỏi nha. Người đã từng săn lợn rừng và gấu đen sao? Trương Đồng Hoa không nói nhảm, thẳng thắng đặt câu hỏi với Lý Trường Quý. Lý Trường Quý lạnh lùng liếc hắn một cái, lười trả lời. Ngoại trừ cọp ra thì tất cả những con vật hoang dã trong núi sâu đều đã bị hắn săn qua một lần. Lý Trường Quý chẳng thèm trả lời câu hỏi mang theo khí thế cao cao tại thượng của Trương Đồng Hoa nhưng mà Lý Trường Quý cũng có đơn vị công tác, hắn là người bảo vệ rừng, chỉ là không chính thức vào biên chế thôi, Hương Lý hàng năm đều phát cho hắn tiền trợ cấp, còn có một chính sách ưu đãi cho hắn dùng súng. Lý Trường Quý có một cây súng ngũ lục thức bộ thương, toàn bộ Lý gia thôn, chỉ có mình hắn là có tư cách phát cây ngũ lục thức bộ thương vào núi thôi. Lý Cẩu Đản cười hỏi, các người muốn săn lợn rừng và gấu đen. Nói nhảm, không săn lợn rừng và gấu đen thì chúng ta đến nơi khỉ ho có gáy này để hóng gió Tây Bắc à. Trương Đồng Hoa nhìn không quen loại thái độ cợt nhả của Lý Cầu Đản. Hắn cho rằng một khi những thôn dân nghèo này nhìn thấy công tử phó tư lệnh như hắn thì nhất định sẽ kính sợ, nhưng bọn họ chẳng những không kính sợ mà còn cười cợt nhả như thế, khiến cho Trương Thiếu bắt đầu có chút bư xê bội rồi. Thế giới này cần phải nói đến quy tắc, bởi vì không có quy tắc thì làm sao làm nên chuyện được chứ? Cái này thì phải xem vận khí, có khi người đi vào núi tản bộ 3 đến 5 ngày cũng không nhất định gặp phải lợn rừng nữa, huống chi là gấu đen. Hơn nữa hiện tại nhà nước cũng không cho phép săn bắn gấu đen, nghe nói là bảo vệ động vật hoang dã, săn bắn là hành vi phạm pháp. Lý cầu đàn không thèm để ý đến cảm nhận của Trương Đồng Hoa chút nào cả, tiếp tục cười hì hì nói. Tuy trong miệng hắn nói là phạm pháp, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện sợ sệt. Tiểu huynh đệ, người rất dẻo miệng, Yên tâm đi, trước đó ta đã lấy được hai bàn chân gấu, chỉ cần ngươi có thể dẫn chúng ta tìm được gấu đen thì những chuyện còn lại ngươi không cần lo lắng." Tô Như Thành mỉm cười nói, biểu hiện hắn rất có phong độ. "Thật ra thì Tô Như Thành còn không ưa cái tên lý cẩu đản không phân biệt trên dưới, không có phẩm hạnh này hơn Trương Đồng Hoa. Hiện tại, hắn đang quản lý một công ty, quản lý mấy trăm nhân viên, nếu như không xây dựng cơ chế cấp bậc thì chẳng phải loạn cả lên sao?" "Nhưng mà ở nơi này, đối mặt với những thôn dân rốt nát, Tô Thiếu đương nhiên phải giữ vững phong độ của mình, khoe khoang với bọn họ cũng chả có ý nghĩa gì. Thực sự muốn săn gấu đen sao, cũng không phải là không có có biện pháp. Hai tròng mắt của Lý Cẩu đản đảo qua đảo lại không ngừng, cười đùa cợt nhả. Giữa đôi lông mày của Tô Thiếu nhíu lại, khoát tay, ngăn Lý Cẩu đàn lại, nói. Cẩu đàn, như thế này đi, người dẫn chúng ta vào núi, bất luận là tìm thấy lợn rừng hay gấu đen thì ta sẽ cho người hay nghìn, nếu như là những vật nhỏ khác thì cho ngươi một nghìn, thế nào? Tô Như Thành vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái bóp da rất đẹp, chính hiệu Louis, từ bên trong ví móc ra 20 tờ tiền có in hình trương lão đưa cho Lý Cẩu Đản. Tô Như Thành không muốn cùng tên tiểu tử mang theo vẻ nông dân gian trá này dây dưa, Lý Cẩu Đản nói quanh co lòng vòng chẳng phải là muốn tốn tiền bọn họ sao. Có lẽ một nghìn đồng đối với hắn là tài sản cách xù, nhưng hắn làm sao biết đối với Tô Thiếu thì đó chỉ là vật vãnh trong ví của tô thiếu có tất cả 5.000. Lý cầu đàn tức khắc cười đến không thấy tổ quốc, gật gật đầu. Được, cứ quyết định như vậy đi. Về phần đám người này mang theo dụng cụ săn bắn dạng gì thì lý cầu đản cũng không có hứng thú biết. Đợi khi vào núi, bất kể đụng phải thú hoang dã nào thì người chịu trách nhiệm giải quyết đương nhiên là hai cha con bọn họ rồi, chẳng lẽ có thể trông cậy vào bọn họ sao? Chỉ cần có tiền là đủ rồi. Coi như là dẫn bọn họ dạo một vòng trong núi, Vừa nghĩ đến điểm này thì Lý Cẩu Đản chợt nhớ ra chuyện gì đó, thu vẻ cười đùa hỉ hửng vào, nghiêm túc nói. Nhưng mà trước khi vào núi ta muốn nói với các ngươi một chuyện, tất cả mọi hành động phải nghe theo sự chỉ huy của chúng ta. Ngọn núi này không giống như thành phố của các ngươi, nếu không nghe theo sự chỉ huy của cảnh sát giao thông thì rất dễ lạc đường, nếu như rất đội thì rất phiền toái. Cô gái cao gầy cười khanh khách đứng lên, hai mắt long lanh nhìn Lý Cẩu Đản một vòng nhãi con này còn rất hài hước nữa chứ tô như thành trương đồng hoa cũng cười rộ lên trương đồng hoa vừa cười vừa mắng thằng nhóc kia ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết săn thú sao thời điểm lão tử làm lính trinh sát thì ngươi vẫn còn cởi chuồng chạy rong nữa chứ tô thành mỉm cười nói tiểu huynh đệ rất thú vị hy vọng rằng bản lĩnh săn thú của nhóc con cũng lợi hại như cái miệng của nhóc vậy thực sự đụng phải gấu đen thì chớ có kêu la xúc sinh kia lợi hại lý trường quý vẫn một mực im lặng không lên tiếng đang tiếp nhận sắp tiền giấy thật dày trong tay con trai bực bội nói một câu ô trương đồng hoa khó chịu vung tay lên xoay người lôi một cây súng săn hai nòng đen xì từ đáy dương lên rồi lắc lư hai cái lợi hại hơn nữa thì sao có thể chịu nổi lôi minh không trương đồng hoa lạnh lùng hừ một tiếng nói trong mắt lý trường quý thoáng xuất hiện vẻ xem thường hắn không phải là chưa từng thấy qua lôi minh hai năm qua cũng có vài người đến từ thành phố tìm hắn dẫn lên núi, trong đó có người mang theo súng săn lôi minh. Lý Trường Quý công nhận loại súng săn này có lực sát thương cực mạnh, không dưới ngũ lục thức bộ thương của hắn, nhưng mà dù bọn họ có súng cũng không dùng được. Đây là vào núi săn bắn, chứ không phải là chơi đùa. Cho dù súng có tốt thì cũng phải xem là nó ở trong tay ai. Trước đây, mấy người thành phố cầm súng săn lôi minh đó vừa nhìn thấy lợn rừng đã bị dọa đến chân mềm nhũn, tùy tiện nổ hai phát súng, cũng không biết là hai viên đạn đó đã bay đến nơi nào. Ngay cả một cọng lông của lợn rừng cũng chưa chạm tới đã chọc giận lợn rừng chúa, cuối cùng phải nhờ Lý Trường Quý dùng ngũ lục thức bộ thương giải quyết con súc sinh kia. Mà da mặt của tên đó cũng thật dày, dương dương đắc ý móc răng nanh của lợn rừng mang về thành phố để khoe khoang. Lý Trường Quý vô cùng gay mất loại người này. Lý Cẩu đàn lại cười đùa tí tửng, sau khi Trương Đồng Hoa lấy súng săn lôi minh ra thì hắn liếc nhìn tô như thành một cái. Tô Như Thành cười cười, trở lại xe mục mã nhân, mở cửa xe, từ trong xe lấy ra một cây phục hợp cung màu đen nhánh, có thiết bị ngắm bắn bằng tia hồng ngoại. Hai mắt của Lý Cẩu Đản lập tức phát sáng. Đây là cây cung tối tân nhất mà hắn từng thấy qua, lóe lên ánh sáng lãnh khốc, đại biểu cho vũ khí lạnh trình độ cao. So sánh với cung gỗ mà phần lớn thợ săn trong Lý Gia Thôn sử dụng thì loại này hiện đại hơn nhiều, chỉ cần bắn một phát thì đối tượng sẽ chết ngay tức khắc. Lý Cẩu Đản nằm mơ cũng muốn có một cây phục hợp cung như vậy. Nguyên nhân không bởi vì cái gì khác mà chính vì sự tàn bạo của nó. Trương Đồng Hoa cũng trợn to hai mắt, khoa trương kêu lên. Hoa, wow, tô thiếu quả nhiên là cao thủ nha. Trương Đồng Hoa đương nhiên tinh mắt hơn so với Lý Cẩu Đản, vừa nhìn là biết đây chính là phục hợp cung, dụng cụ săn bắn chuyên dùng ở cự ly ngắn, thiết kế từ chất liệu rất cao cấp, lại ứng dụng công nghệ cao cấp nhất. Người bình thường đừng nói là dùng loại cung này để săn bắn mà sợ là không nâng lên được đó chứ. Tô Như Thành dám dùng bộ cung chuyên nghiệp như vậy để săn bắn trong rừng sâu núi thẳm, thì nhất định cần có sức mạnh, ít nhất cũng có thể chứng minh hắn có thể sử dụng phục hợp cung này để săn bắn rất nhuần nhuyễn. Tô Thiếu, cung này nặng đến 70 cân phải không? Trương Đồng Hoa hỏi, giọng điệu rất ngưỡng mộ. 80 cân. Tô Thiếu thản nhiên nói, trên mặt tràn đầy sự kiêu ngạo. Thông thường thì phục hợp cung có trọng lượng khoảng chừng 60 cân là tương đối thích hợp dùng để săn bắn rồi, đòi hỏi người dùng phải có tố chất thân thể cùng với mức độ huấn luyện với cao. Phục hợp cung 70 cân đã có thể nói là trình độ cao nhất của những tay nghiệp dư rồi. Người có thể kéo được phục hợp cung 80 cân, còn có thể dùng săn bắn nhuần nhuyễn thì quả thực không đơn giản, không có mấy ai dám đem thứ này ra khoe khoang như thế đâu. Trương Đồng Hoa lại trợn mắt há mồm, chép chép miệng mấy cái, nói: Lợi hại lợi hại, tô thiếu, nghe nói anh là đệ tử của ngũ gia lâm phong phải không? Những lời phía sau là hắn kìm lòng không đặng nên nhỏ giọng hỏi, hai mắt ngó liên, tựa như sợ tai vách mạch rừng. Thực sự danh tiếng của lâm ngũ gia quá lớn, danh xưng là Đông Bắc Hổ Vương, trên giang hồ đề cập đến hắn như một truyền kỳ, cũng không biết là có tất cả bao nhiêu phiên bản nữa. Nghe đâu là tại mảnh đất này, chưa từng có ai dám mít lòng lâm ngũ gia. Ông ấy quá bận rộn, không có thời gian dạy ta, chỉ tình cờ chỉ điểm cho ta mấy lần thôi." Tô Như thành thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, dường như hắn vô cùng tiếc nuối, nhưng sự kiêu ngạo lại càng hiện rõ trên mặt. Trương Đồng Hoa không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, trên mặt tràn đầy sự kinh sợ. Hắn vốn chỉ muốn thổi phồng Tô Như thành một câu thôi, không ngờ là vị thiếu gia này từng gặp qua Lâm Ngũ gia, thậm chí từng được hắn chỉ điểm nữa. "Đây, đây là sự thật sao?" Chương 43, Thủ Sơn khuyến bỗng nhiên nổi điên thực ra thì chuyện này là bởi vì trương đồng hoa còn quá nhỏ cha của hắn làm quan cũng không lớn nếu như cha của hắn là phó tư lệnh của quân khu tỉnh liêu bắc chứ không phải là phó tư lệnh của phân quân khu trương đồng hoa lại lớn hơn vài tuổi nữa thì cho dù trong lòng trương đồng hoa có sùng bái lâm phong lâm ngũ ra danh hiệu đông bắc hổ vương cũng tuyệt đối không nói ra trước mặt mọi người dù sao thì bọn họ cũng đi trên những con đường khác biệt có lẽ chỉ có những lúc không có ai thì bọn họ mới xuất hiện cùng nhau thôi Tuy nhiên tại nơi thâm sơn cùng cốc này, Trường Đồng Hoa cũng sẽ không để ý đến những thứ này. Tô Như Thành không cảm thấy có gì đó không đúng, gia tộc Tô thì có thế lực và tiền tài rất hùng hậu ở thủ đô, nhưng chủ yếu ở mặt thương mại, những cái khác đều ngập chìm trong nước. Có thể cùng với Lâm Ngũ ra có một chút quan hệ, thậm chí thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu thì cũng đã vô cùng có mặt mũi rồi. Mặc dù Tô Như Thành không dám xưng là đệ tử của Lâm Lão Hổ nhưng nếu như người khác muốn khen tặng hắn như thế thì hắn cũng chưa bao giờ phản bác lại. Từ lâu, Lý Cẩu Đản thèm muốn có một cây phục hợp cung giống như Tô Như Thành, chép chép miệng một cái, nói. Các người đợi một lát, ta và cha ta về nhà lấy vài thứ. Lý Trường Quý và Lý Cẩu Đản vừa rời khỏi thì mấy người bên này lập tức thay đổi quần áo. Một bộ đồng phục dành cho lính đặc chủng giã chiến trong rừng rậm. Ngoài bộ đồ rằng di, Tô Như Thành có khoác một cái áo giáp màu đen, trên áo giáp có rất nhiều túi vải, nhiều túi vải đều căng phồng, cũng không biết là bên trong túi chứa vật gì, trên vai đeo nghiêng một cái túi đựng cung tên màu đen chứa 11 mũi tên. Sau đó hắn bước vào xem mục mã nhân, cẩn thận đeo thắt lưng và giày giã chiến, trên đùi phải dắt một thanh thủy thủ quân dụng màu đen, trông rất là bén và chói mắt. Trương Đồng Hoa lại lần nữa chết đứng người, vị tô thiếu này quả thực không có giả bộ nha. Nghĩ đến tuy Trương Thiếu là người xuất thân từ lính trinh sát cũng không có trang bị đầy đủ như vậy. Tô Thiếu à, trước đây, anh đã từng đi lính sao? Trương Đồng Hoa đứng sửng sờ một lúc lâu mới lên tiếng dò hỏi. Ừ, đàn ông mà chưa từng đi lính thì còn có thể gọi là đàn ông sao? Tô Như Thành nhún vai một cái, lấy bộ dáng rất phong cách nói. Tô Thiếu, đây chính là câu mà em rất thích nghe, không ngờ chúng ta còn là chiến hữu nha. Trương Đồng Hoa vô cùng mừng rỡ, cái này có thể tính là tìm được đề tài chung để nói chuyện. Đừng xem nơi đây chỉ là một góc của Liêu Bắc mà xem thường Trương Đồng Hoa, bởi vì hắn cũng là kiểu công tử giống như Tô Như Thành. Đối mặt với Tô Như Thành loại nhất đảng đại thiểu đến từ thủ đô, trong lòng Trương Đồng Hoa không thể không lo lắng. Nhưng Trương Đồng Hoa vừa nghe Tô Như Thành cũng từng đi lính thì hắn nhất thời trở nên hăng hái bừng bừng. Tô Thiếu đi lính ở quân đoàn nào? Trung đoàn Vũ Cảnh ở Liêu Đông? Thật là tốt, vũ cảnh rất tốt vượt qua thử thách một đối một trương đồng hoa liền ca ngợi mãi trên thực tế bọn họ đều xuất thân từ quân đoàn lính trinh sát giã chiến trương đồng hoa không cần phải sùng bái vũ cảnh như vậy nhưng mà đối với tô thiếu đương nhiên phải nói như vậy nếu như trương đồng hoa biết tô như thành chẳng qua chỉ làm lính công vụ ở bộ tư lệnh trung đoàn vũ cảnh tỉnh liêu đông thì hắn sẽ không nói ra lời này tô như thành khẽ cười từ trong vỏ đao rút ra một cây chủy thủ quân dụng hàn quang lấp lánh Cầm trong tay thử độ bén của lưỡi đao. Sau đó hắn gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ dường như rất hài lòng, hắn đem chủy thủ cắm trở lại vào vỏ, động tác rất tiêu sái. Trong lúc đó, không biết hắn vô tình hay cố ý quét ánh mắt về phía Tân Lâm và Tiêu Phàm. Mặc dù trong thâm tâm Tô Như Thành đã nhận định hai người này thuộc loại thần kinh không bình thường, nhưng gương mặt xinh đẹp mê người của Tân Lâm cũng không phải giả. Không bình thường thì không bình thường chứ, Tô thiếu chưa bao giờ quân phụ nữ có thông minh hay không? mà hắn chỉ quan tâm cô gái ấy có xinh đẹp quyến rũ hay không thôi. Tiêu Phàm cùng với Tân Lâm lẳng lặng đứng ở một bên nhìn bọn họ bận rộn, không thèm nói câu nào. Tô Như Thành không tin là bọn họ có thể bình tĩnh như thế mãi. Chỉ chốc lát sau, cha con Lý Trường Quý và Lý Cẩu Đản đã chuẩn bị sẵn sàng đi đến. Vai Lý Trường Quý đeo một cây súng ngũ lục thức bán tự động bộ thương, trên lưng còn cóng theo một đống dây thừng bên hông đeo một thanh khảm đao vỏ bên ngoài bằng da trâu chân mang một đôi giày vải dệt thủ công súng bộ thương được bảo dưỡng rất tốt một màu đen nhánh bóng loáng lý cầu đản thì mang trên vai một cây cung gỗ và một túi đựng tên tay phải cầm một cây chát thương tay trái dắt hai con chó ánh mắt tiêu phàm lập tức rơi vào hai con chó vườn kia khóe miệng vẽ nên một nụ cười khẽ gật đầu một cái đây là hai con chó rất tốt sức chiến đấu cực mạnh tuy rằng thân thể nó không phải kiểu vai u thịt bắp nhưng đều thuộc loại chó săn thuần trùng. Nhìn nó thông minh nhanh nhẹn hơn nhiều so với những con chó khác, không biết là nó đã gặp qua bao nhiêu máu tanh rồi. Hắc lân vẫn luôn yên lặng nằm trong lòng tiêu phàm chợt ngẩn đầu lên, nhìn về hai con chó săn, hai mắt mèo bỗng chốc hiếp lại, móng nhọn sắc bén nhàn hạ ló ra. Tiêu phàm mỉm cười xoa xoa cái đầu tròn vo của Hắc lân, thấp giọng nói. Là bạn không phải địch. Móng nhọn được thu về, Hắc Lân lại ghé đầu nằm yên ắng trong ngực tiêu phàm, nhìn nó tựa như đang ngủ lại không phải là ngủ, không có chút tinh thần nào cả. Mèo lười. Tân Lâm không nhịn được bĩu môi. Chỉ có thời điểm tranh hơn thua với Hắc Lân thì Tân Lâm mới lộ ra tính khí trẻ con. Đi thôi. Tô Như Thành phất tay tựa như một đại tướng quân đang phát ra một mệnh lệnh quân sự. Lý Trường Quý không nói tiếng nào, xoay người rời đi. Lý Cẩu Đản thì cười hi hi một tiếng rồi dắt hai con chó săn đi theo phía sau. Đám người Tô Như Thành, Trương Đồng Hoa nối đuôi nhau đi theo. Tiêu Phàm và Tân Lâm cũng âm thầm theo phía sau. "Ôi chao, chờ một chút." Trương Đồng Hoa kêu lên, chợt xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm và Tân Lâm. "Này, đi theo chúng ta làm gì?" "Săn thú." Tân Lâm thản nhiên trả lời. "Đi săn thú, các ngươi muốn lên núi hả?" Trên gương mặt Trương Đồng Hoa tràn đầy sự châm chọc coi như là các người muốn lên núi thì ta xin ngươi đừng đi theo bọn ta. Người dẫn đường này là do chúng ta mời, các người tự mời người khác đi. Đúng vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm chứ? Một người thanh niên trẻ tuổi đến từ một phân khu với trương đồng hoa lập tức phụ họa theo. Tân Lâm vẫn thản nhiên nói. Hai người dẫn đường, mỗi bên mời một người. Mỗi bên mời một người, cô có ý gì chứ? Trương đồng hoa trừng mắt nhìn. Tân Lâm không thèm để ý tới hắn nữa, vượt qua bọn họ, đi đến bên cạnh Lý Cẩu Đản, móc ra một sắp tiền 100 đồng đưa đến trước mặt Lý Cẩu Đản, nói. Nơi này là 2.000 đồng, ta vừa thấy cậu đã đưa 2.000 của bọn họ cho cha cậu. 2.000 này là cho cậu, chúng tôi mời cậu làm người hướng dẫn. Hai người muốn vào núi à? Lúc này, Lý Cẩu Đản cũng không lập tức cầm tiền, dùng mắt đánh giá Tân Lâm và Tiêu Phàm, gãi gãi đầu, nói. Chê ít tiền à, cậu muốn bao nhiêu? Tân Lâm dứt khoát hỏi. Không phải, nhiệt độ trong núi rất thấp, ta chỉ sợ các ngươi không chịu được, thời tiết lạnh hơn nhiều so với trong thôn. Hơn nữa, đường núi cũng không dễ đi đâu, hai người. Hai người được không? Lý cầu đàn phá lệ không cười cợt nhã nữa, nghiêm túc hỏi. Được hay không là chuyện của chúng ta, cậu chỉ cần dẫn đường thôi. Nếu như thật sự theo không kịp thì chúng ta sẽ tự mình trở về, không trách cậu cái này lý cầu đản nhìn sắp tiền trăm đồng mới cáo kia dễ nhận thấy hắn đã có chút động tâm có tiền ngu gì không làm chứ hơn nữa còn là hai nghìn ôi chao không đến phiên các ngươi hai người dẫn đường này đều là chúng ta mời trương đồng hoa tức giận đến mức sắc mặt tím tái cả lên lên mặt gì chứ nơi này chính là đông bắc không phải là địa bàn của các ngươi nếu không phải là tân lâm ra mặt thay cho tiêu phàm thì nói không chừng trương đồng hoa đã động thủ rồi. Mặc dù đánh nhau với một người bệnh như vậy, có thắng cũng không phải anh hùng. Nhưng dù sao thì hắn cũng là một người đàn ông, không phải là một người đàn bà chân yếu tay mềm. Trương đồng hoa phát điên là thật, nhưng dường như không có ai nghe được lời của hắn, tiêu phàm không nghe được, tân lâm cũng không nghe được, thậm chí cả lý cẩu đản dường như cũng không nghe được, bởi vì hai mắt của hắn đang dính chặt vào sắp tiền hai nghìn trực tiếp coi trương đại thiếu như là không khí. Người trả tiền chính là đại gia. Hắn ẩm ý thì kệ hắn chứ. Đây là luật do lý cẩu đàn tự đặt ra, đơn giản dễ hiểu. Đúng vào lúc này, chợt xảy ra một tình huống không thể tưởng tượng nổi. Vốn là hai con chó săn đang được Lý Cẩu Đản dắt đi theo sau Lý Trường Quý bất thình lình xoay người lại xông đến tiêu phàm. Lý Cẩu Đản không có để ý nên bị lảo đảo, thiếu chút nữa đã bị chúng kéo lê theo rồi. Chờ đến khi hắn nhận biết được tình hình không đúng, muốn khống chế hai con chó săn thì lúc đó hắn mới phát hiện mọi hành động đều là phí công. Hai con chó săn trực tiếp giấy khỏi sợ dây thừng. Cẩn thận! Sắc mặt của Lý Cẩu Đản cuối cùng thay đổi. Chỉ có hắn và Lý Trường Quý mới biết rõ hai con chó vườn thoạt nhìn tầm thường này rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Hai con chó săn này có thể đuổi bắt gấu đen. Bây giờ, bọn chúng đột nhiên phát điên, chỉ sợ là tiêu phàm sẽ bị xé nát trong chớp mắt lý cầu đản dương chát thương trong tay lên đồng thời lý trường quý cũng nhanh như tia chấp lấy cây súng ngũ lục thức bộ thương trên lưng xuồng báng súng để trên vai nhắm ngay hai con chó săn mặc dù hai con chó săn này là do một tay bọn họ nuôi lớn là trợ thủ săn thú tài giỏi tình cảm giữa bọn họ rất thâm hậu nhưng nếu đem so với mạng người thì không đáng là gì với lại cha con lý gia cũng biết rõ nếu như bọn chúng cắn chết tiêu phàm thì gia đình hắn nhất định phải ngồi tù nghiêm trọng còn có thể bị chém đầu nhưng mà hai cha con cũng không dám xuất thủ bọn họ sợ lỡ tay làm thương tổn đến người khác hai con chó săn đứng giữa bọn họ và tiêu phàm tuy nhiên diễn biến tiếp theo lại lần nữa khiến cho đám người chết lặng hai con chó săn đồng thời ngừng lại cả bộ lông đều dựng đứng lên nhìn tiêu phàm sủa điên cuồng hai cô gái cũng bịt kín lỗ tai khóc thét lên tiếng kêu của hai con chó vườn này quả thực quá lớn xem tư thế này thì rõ ràng là bọn chúng đã coi tiêu phàm là cường địch rồi bóng đen chợt lóe lên hắc lân vốn đang lười biếng nằm trong lòng tiêu phàm bỗng nhảy lên đứng ở trên vai tiêu phàm chừng mắt nhìn hai con chó săn cơ thể nó như một cây cung đã lên dây bộ lông rối bù trên cổ cũng dựng đứng lên tựa như là một tấm chắn gắt gao lường hai con chó săn đang đứng cách đó không xa tiêu phàm vẫn thản nhiên đứng ở nơi đó khuôn mặt không có chút thay đổi chỉ đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắc lân mỉm cười nói không phải đã nói với người rồi sao là bạn không phải địch dường như là con mèo môn lớn kia có thể hiểu được lời nói của tiêu Phàm bộ lông vốn dựng đứng dần dần thả xuống ánh mắt cũng trở lại bình thường nhẹ nhàng nhảy vào lòng ngực tiêu phàm tiêu Phàm chậm rãi đi về phía trước hai con chó săn liền lùi về phía sau vẫn không người như trước ngừng sủa trong miệng chỉ phát ra vài tiếng hư rất nhỏ vẻ mặt chúng cực kỳ căng thẳng nhưng không dám làm loạn nữa Lý cầu Đản chố mắt nhìn. Đây chính là hai con chó săn hung hãn, ngay cả gấu đen cũng dám đuổi nha. Sao bây giờ lại biến thành bộ dạng sợ sệt thế này? Cũng không biết là bọn chúng sợ người hay sợ mèo nữa. Mặc dù chuyện này rất buồn cười nhưng rõ ràng bọn chúng rất khẩn trương. Có lẽ khẩn trương không có nghĩa là sợ hãi, chỉ là không thể coi thường tình địch thôi. Chỉ như vậy đã khiến cho người khác choáng váng rồi. Rốt cuộc là bọn chúng đang khẩn trương cái gì? chương 44, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng Lý Cẩu Đản cũng hồi phục lại tinh thần, luống cuống tay chân, xông lên kéo hai con chó săn trở lại, vết miệng cười với tiêu phàm một cái xem như là nói xin lỗi. Tiêu phàm cũng cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của mình. Tiêu phàm rất thích Lý Cẩu Đản, mặc dù đứa nhỏ này có chút xảo quyệt, nhưng không mất đi vẻ thật thà chất phát của người dân miền núi. Hơn nữa nhìn tướng mạo của Lý Cẩu Đản, chân mày dài mà không loạn, màu sắc đen nhánh, hai mắt có thần, cái chán thấp thoáng có ấn ký chữ, vương, ngày sau thế nào cũng giàu sang. Nhưng mà Lý Cẩu Đản có khung mày khá cao, khóe mắt mang theo chút tàn ác, tướng mạo lại biểu hiện là một người ngang ngược có dã tâm. ngẫm lại cũng rất bình thường, một đứa trẻ giống như Lý Cẩu Đản muốn sau này trở nên xuất sắc hơn người khác, mà không có chút tâm cơ thủ đoạn đùa bỡn người khác một chút, thậm chí lòng giả dạ không độc ác một chút thì tuyệt đối không được, thói đời là như vậy. Từ tướng mạo của Lý Trường Quý cũng có thể chứng minh điều này. Lý Trường Quý đúng là điển hình của người có tướng mệnh gian khổ, nhưng mà miệng vuông vắn chứng tỏ cuộc sống về già cũng không tệ. Tương lai Lý Cầu Đản hiển nhiên rất hiếu thuận với cha của mình. Tôi đồng ý làm người dẫn đường, không lấy tiền. Lý Cầu Đản có chút ngượng ngùng nói, dường như là hắn muốn đền bù một chút về sơ suất vừa rồi của mình. Được, nhưng mà tiền thì cậu cứ cầm đi, cậu cần tiền hơn so với chúng tôi. Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tân Lâm đi tới, không nói tiếng nào cầm 2.000 đồng nhét vào trong tay Lý Cẩu Đàn. Lý Trường Quý nhìn bóng lưng yểu điệu của Tân Lâm, trong mắt thoáng hiện một chút ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Vừa rồi, trước khi hắn giờ ngũ lục thước bộ thương lên thì rõ ràng là hắn nhìn thấy trong tay Tân Lâm lóe lên bạch quang. Ngay sau đó, Tân Lâm đã đứng ở giữa hắn và tiêu phàm, chặn hỏng súng của hắn lại. Lý Trường Quý là một người thợ săn giỏi, thị lực rất tốt, không phải là người bình thường có thể so được hắn có thể kết luận ánh sáng lóe lên trong tay Tân Lâm tuyệt đối là vũ khí sắc bén, nhưng mà Tân Lâm nhìn ra hắn không có ý xấu đối với người thanh niên có vẻ bệnh nặng kia, cho nên cô mới không xuất thủ. Chẳng lẽ cô gái nhìn qua yêu kiều nhát gan này lại là một cao thủ sao? Này, tại sao ngươi lấy tiền của chúng ta lại không nói quy củ vậy? Trường đồng hoa từ trong cây ếch yêu ta ép sợ phục hồi tinh thần lại, nhưng mặt mũi thì không thể đánh mất được, lấy bộ dạng hung tợn quát lý cầu đàn. Lý Cẩu Đản chia tay ra lấy 2.000 vừa nhận từ tay Tân Lâm đưa tới trước mặt Trương Đồng Hoa, cười ngọn ngoẻn nói. Nếu không thì tiền này ngươi cứ lấy về đi, hai chúng ta không nợ nần, các ngươi tìm người khác dẫn đường đi, ta dẫn đường cho hai người kia. Ngươi có ý gì? Trương Đồng Hoa giận tím mặt, hai hàng lông mày dựng lên. Ngay cả nhãi còn ở nông thôn này cũng dám nói với hắn như vậy. Hắn thật tưởng rằng Trương Đại thiếu ăn chay sao? Lý Cẩu Đản xoay đầu lại, Cười châm biếm hỏi. Người muốn gỡ yêu ta, ta Sau đó đem toàn bộ người của Lý Gia Thôn gỡ yêu ta hết. Nếu không làm được như thế thì ta khuyên người tốt nhất là đừng có nổi giận như vậy. Nơi này là Lý Gia Thôn. Ai nấy đều thấy được ý diếu cợt trên mặt của Lý cầu đàn. ngươi Hai mắt trương đồng hoa dường như muốn vỡ ra, trừng trừng Lý cầu đàn. Nhãi con này lại dám đe dọa hắn. Tiêu phàm liền mỉm cười không ngờ một khi tên tiểu tử cười đùa tí từng này trở mặt, lại có thể không để lại cho người ta một con đường sống, trực tiếp đẩy trương đồng hoa vào tình thế bẽ mặt. Quả thực là rất hợp với tướng mệnh của hắn, hành động mang theo ba phần tác phong không đứng đắn. Bỏ đi đồng hoa, bỏ họ muốn đi theo thì cứ để cho bọn họ theo đi, càng nhiều người càng náo nhiệt, không phải sao. Tô Như Thành đứng ra giải vây cho Trương Đồng Hoa. Ở chỗ này Lý Trường Quý và Lý Cẩu Đản mới là chúa tể, Xưa nay những điều dân đến từ nơi rừng thiêng nước độc đều như vậy Sợ là bảng hiệu phó tư lệnh quân phân khu cũng không dễ xài ở nơi hoang vu hẻo lánh này Bởi vì không ai biết quan lớn là cái gì Lời nói của Tô Thiếu rất có tác dụng Mặc dù Trương Đồng Hoa vẫn đang rất tức giận đến thở phì phò nhưng lại không nói một lời Chỉ hung hăng chừng Lý Cẩu Đản Đi, nếu không đi tiếp thì chúng ta phải qua đêm ở trong núi đấy Lý Cẩu Đản cười hi hi một tiếng rồi thuận tay nhét vào túi áo trước ngực mình xé sợ dây thường ra kéo hai con chó săn đi về phía trước. Đám người nối đuôi nhau đuổi theo. Trương đồng hoa, hừ, một tiếng, nặng nề phun một ngụm nước bọt, rồi đi theo. Lúc lên đường cãi nhau ẩm ý, không thoải mái, nhưng không bao lâu đã xuất hiện con mồi. Một con thỏ rừng màu nâu đột nhiên xông tới một bên đường núi, chạy nhanh qua phía bên kia. Đám người tức khắc ẩm ỉ lên, vài mũi tên được bắn ra ngoài, vèo vèo, rối loạn cả lên, ngay cả một cộng lông của thỏ rừng cũng không đụng đến được những người gào thét vội vàng xuất thủ chính là đám người đi cùng tô như thành cùng trương đồng hoa bởi vì bọn họ mang theo cung tên trương đồng hoa không nhúc nhích vũ khí hắn mang theo chính là súng săn lôi minh hai nòng không phải là thứ dùng để săn bắn những mục tiêu nhỏ thế này có lẽ vừa bắn ra một phát thì thỏ rừng đã tan xương nát thịt biến thành một đống thịt vụt hơn nữa thỏ rừng này chạy trốn rất nhanh trương đồng hoa cũng không nắm chắc được phần thắng cha con Lý Trường Quý đương nhiên sẽ không xuất thủ, bọn họ chỉ là người dẫn đường, đương nhiên sẽ đem niềm vui thú này nhường cho khách. Bởi vì người ta đã trả tiền cho bọn họ. Trừ khi đụng phải loại mãnh thú khổng lồ như lợn rừng và gấu đen thì những thứ khác cũng đừng bàn tới. Ngay vào lúc này, tôi như thành kéo cung căng như trăng tròn, ngón tay buông lỏng, một tiếng, vèo vang lên, cung tên màu đen xé không chung bay đi, cuối cùng cắm ở giữa cổ của thỏ rừng mũi tên này đã chui qua lùm cây ven đường cắm vào cổ thỏ rừng cố định nó trên mặt đất thỏ rừng không kịp kêu một tiếng lập tức tắt thở tiếng vỗ tay tức khắc vang lên còn có người gieo hò chói tai ngay cả tiêu phàm cũng đang vỗ tay trên mặt mang theo vẻ tán thưởng xem ra cái tên tô như thành này cũng có khổ công tập luyện cung tên dưới tình huống như vậy mà chỉ lấy một mũi tên đã bắn trúng thỏ rừng tuy rằng không loại trừ may mắn nhưng làm được như thế cũng là rất tốt rồi tài bắn cung của tô thiếu thật giỏi nha, đại soái Trương Đồng Hoa lớn tiếng khen ngợi, đưa ngón tay cái với tô như thành. Không trách người này kiêu ngạo như vậy, thì ra là hắn có chút bản lãnh thật sự. Tô như thành chậm rãi thu hồi cung tên trở lại, mỉm cười nói. Cái này không coi vào đâu, chỉ là thói quen mà thôi. Bên Liêu Trung có hai khu vực săn bắn có rất nhiều loài vật nhỏ thế này, ta chỉ thuận tay thôi. Trương Đồng Hoa âm thầm thở dài hắn biết ở Liêu Trung quả thực có khu vực săn bắn như vậy, ở Liêu Bắc của bọn họ cũng có, mới vừa xuất hiện, nhưng mà giá cả thì rất đắt. Một số kẻ giàu có ăn không ngồi rồi ở trong thành phố rất thích mời những quan chức chính phủ vào đó. Trăm phần trăm là chỉ để đốt tiền thôi. Mặc dù Trương Đồng Hoa ở trong phân khu cũng coi như là một công tử ca, nhưng mà tình hình kinh tế của hắn cũng không khá giả lắm, xe đại thiết kia cũng không phải của hắn, mà của nhà nước. Nghe khẩu khí của Tô Như Thành thì hắn đi khu vực săn bắn cũng giống như vào quán ven đường ăn bát mì vậy, căn bản không tính là chuyện lớn lao gì. Không biết là bây giờ hắn phục vụ Tô Công Tử này tốt, cha hắn được giúp đỡ thì hắn có thể nở mày nở mặt một chút không? Nhưng mà tuy trương thiếu âm thầm thở dài, nhưng hắn cũng đang âm thầm ấm ức. Tất cả mọi người đang vỗ tay, chẳng biết tại sao mà cái tên mà ốm ôm con mèo muôn vào núi săn bắn kia cũng vỗ tay, duy chỉ có tân lâm là không có biểu hiện gì, ngay cả một chút biểu cảm khác thường cũng không có thậm chí tầm mắt của cô cũng chưa bao giờ liếc nhìn con thỏ rừng kia càng đi về phía trước thì vận khí thật sự không tệ không bao lâu lại xuất hiện một con sóc không ngờ vẫn là công lao của tô như thành vẫn là một mũi tên đã trúng mục tiêu tiếng vỗ tay lại vang lên như nước thủy triều tiếng khen ngợi vang lên không ngừng tiêu phàm mỉm cười nói với tân lâm lâm nhi nghe nói lâm lão hổ chẳng những giỏi dùng đao mà tài bắn cung cũng vô cùng chuẩn xác Lâm Phong là ngón tay cái của cùng Đông Bắc, được xem là nhân vật giang hồ. Tân Lâm xuất thân từ Thất Diệu Cung cũng rất có tiếng tăm ở trên giang hồ. Đoán chừng trưởng bối của Thất Diệu cũng cũng có nhắc đến danh tiếng của Lâm Phong. Bất luận là đứng ở hàng nào thì Lâm lão hổ, Lâm Ngũ gia đều nằm trên danh sách nhân vật nổi tiếng. Tân Lâm liếc Tô Như Thành đang giả vờ phong đạm vân khinh bên kia lạnh nhạt nói, nếu như hắn thật sự từng được Lâm lão hổ chỉ điểm thì e rằng tài bắn cung của Lâm lão hổ cũng không thần kỳ như trong lời đồn. May là Tô Như Thành không có nghe lời này của Tân Lâm, nếu không thì hắn nhất định sẽ tức đến chết. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Cái này cũng không chắc chắn, có một số việc được quyết định bởi Thiên Phú." Tân Lâm không lên tiếng, cô không muốn nói đến vấn đề Thiên Phú ở trước mặt Tiêu Phàm. Quá đả kích người khác đi. Lý Cẩu Đản tò mò hỏi: "Chị à, rốt cuộc là hai người vào núi để làm gì? Liên tiếp đụng phải hai con thú nhỏ mà hai người này ngay cả nháy mắt một cái cũng không có, như vậy mà bảo là đến săn thú sao? Tốt xấu gì cũng phải biểu hiện một chút chứ." "Săn thú." Tân Lâm đơn giản trả lời hai chữ, cô cũng giống như Tiêu Phàm, cũng không có ghét Lý Cẩu Đản. Cô không biết xem tướng, nhưng dường như Lý Cẩu Đản nhìn thuận mắt hơn so với đám người kia. "Săn thú." nhưng sao lại không thấy hai người động thủ vậy? Lý Cẩu Đản càng tò mò hơn, nhìn Tiêu Phàm và Tân Lâm từ trên xuống dưới, không nói đến việc hai vị này có thật sự là thợ săn giỏi hay không, nhưng ít nhất phải có dụng cụ săn bắn chứ. Không có súng mà ngay cả cung tên cũng không, vậy thì hai người lấy cái gì mà đánh chứ? Dùng đao để săn à? Lý Cẩu Đản cũng cảm thấy buồn cười. Ở Lý Gia Thôn này, chuyện dùng đao để săn thú chỉ tính là một tin đồn mà thôi, Người nào dám mang theo một cây đao đi vào rừng sâu núi thẳm thì chắc chắn là người đó đang muốn tự sát. Cha hắn Lý Trường Quý chính là thợ săn được toàn bộ người trong khu vực xung quanh đây mấy trăm dặm công nhận là một thợ săn đứng đầu cũng không dám làm chuyện đó nữa là. Tân Lâm hỏi ngược lại, vùng này có nhiều gấu đen hay không? Chị muốn săn gấu sao? Thiếu chút nữa thì Lý Cẩu Đản đã la lên. Đùa gì thế? Hai hàng lông mày của Tân Lâm hơi nhíu lại, Lý Cẩu Đản tức khắc ngậm miệng lại không biết tại sao mà Lý Cẩu Đản có chút sợ Tân Lâm. Săn gấu đen phải xem vận khí, nếu như vận khí tốt thì chỉ một ngày một đêm có thể gặp hai con, nhưng vận khí không tốt thì ba ngày ba đêm cũng không thấy được cái bóng của nó. Lý Cẩu Đản thành thật trả lời câu hỏi của Tân Lâm. Tiêu Phàm cười cười, nói. Ngày hôm nay, vận khí sẽ rất tốt. Làm sao anh biết? Lý Cẩu Đản hỏi ngược lại. Tiêu Phàm mỉm cười không trả lời, Tân Lâm cũng không nói thêm gì nữa tiêu phàm nói vận khí không tệ thì khẳng định không sai. Điểm này không thể nghi ngờ. Sau hai canh giờ đi loanh quanh núi, bắt đầu xảy ra vấn đề, có người bắt đầu bị rớt lại phía sau. Ban đầu là hai cô gái xinh đẹp đến từ thủ đô, kế tiếp là các ông chủ lớn cũng thở hồn hền, phải tìm nơi nghỉ ngơi. Đến tiếng thứ tư thì đội hình coi như chỉnh tề lúc mới vào núi đã trở thành lính mất chỉ huy. Tính cả thời gian ăn lương khô buổi trưa nữa thì đám người bọn họ đã nghỉ ngơi tất cả ba lần. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm không nhanh không chậm theo sát phía sau, Tô Như Thành cùng Trương Đồng Hoa miễn cưỡng đi phía sau cách chừng 10 thước, cố gắng đuổi theo. Nhìn qua thì hai người này cũng không chịu đựng được bao lâu nữa, đầu đầy mồ hôi rồi. Về phần lý cầu đàn cần phải đi phía sau, phòng ngừa có người rớt lại phía sau. Đây cũng không phải là chuyện đùa, ngộ nhỡ lạc mất người thì bọn hắn biết đi đâu tìm chứ nhìn áo khoác lông trồn tuyết trắng của tiêu phàm bay phất phơ trong gió cùng với bóng lưng duyên dáng của tân lâm vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo bọn họ còn tô như thành và trương đồng hoa nhìn nhau một cái trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được thoạt nhìn thì dường như là hai người kia ngay cả mồ hôi cũng không rỉ ra một giọt theo biểu hiện này thì so với đi dạo chơi ở cùng ngoại ô còn thoải mái hơn nhiều tại sao lại như vậy chứ chương 45 cuối cùng có phải là người hay không Lý Trường Quý dừng lại tại một giải đất có thể tránh gió, tương đối khô giáo. Hắn ngồi xuống một tảng đá, hai tay ôm ngũ lục thức bộ thương, hai mắt khép hờ nghỉ ngơi. Đi bốn canh giờ, thể lực của Lý Trường Quý đã bắt đầu xuống thấp, cần phải nghỉ ngơi một chút. Xung quanh giải rác mấy túi ni và một số rác thải khác, còn có thể trông thấy một đống cho tàn. Từ đó có thể đoán được chỗ này chính là nơi mà những người thợ săn dừng lại nghỉ ngơi trên đường lên núi. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm vẫn đứng, nhìn dáng vẻ của hai người vẫn rất thong dong, tựa như là bốn tiếng bôn ba đường núi chưa hề tạo thành bất cứ gánh nặng với hai người. Áo khoác lông trồn trắng như tuyết của Tiêu Phàm vẫn sạch sẽ chỉnh tề như mới, Tân Lâm chìa bàn tay trắng mịn chỉnh lại đám lông hồ ly bị gió thổi loạn trên áo của Tiêu Phàm, động tác rất dịu dàng. Hai con chó săn nằm dưới chân Lý Trường Quý, thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, trong ánh mắt chúng vẫn tràn đầy ý tứ cảnh giác ai nhìn kỹ thì có thể phát hiện thật ra thì ánh mắt của chúng nó rơi vào con mèo môn lớn không phải là hướng về tiêu phàm mèo môn lớn lười để ý đến hai con chó săn đang cảnh giác và khẩn trương kia tô như thành và trương đồng hoa thở hồng hộc theo sau liên tục lau mồ hôi bọn họ đều cảm thấy cây súng săn hai nòng cùng với cây phục hợp cung đều trở nên vô cùng nặng nề là một gánh nặng không nhỏ dày dã chiến cũng tựa như là chìm trong nước vậy cảm giác không khác bao nhiêu so với chạy Việt giã 10 cây em với võ trang đầy đủ. Sao, sao không đi tiếp? Trương Đồng Hoa vẫn mạnh miệng, vừa thở hổn hển vừa hỏi một câu. Lý Trường Quý cũng thèm để ý đến hắn. Người này là loại người vô cùng ghét tán dóc, thậm chí so với tiêu phàm càng tích chữ như vàng hơn. Tiêu phàm thấy tầm mắt tô như thành cũng nhìn sang mình thì cậu ta chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Đi về phía trước nữa sẽ đụng phải gấu đen chờ tất cả mọi người hội hợp đầy đủ rồi cùng đi sẽ an toàn hơn. Lý Trường Quý đang nhắm mắt nghỉ ngơi chợt mở mắt ra, quét mắt qua tiêu phàm, gương mặt như khắc trên đá của hắn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao người biết? Trường Đồng Hoa nhịn không được hỏi một câu, ngữ khí ôn hòa hơn nhiều. Từ dáng vẻ tiêu phàm và tân lâm vẫn chấn định, nhàn nhã hơn nhiều so với Lý Trường Quý, thì Trương Đồng Hoa đoán biết được tình hình có chút không bình thường, đương nhiên thái độ của hắn sẽ thay đổi như vậy. Tiêu Phàm mỉm cười. Tiêu Phàm cũng không phải là thợ săn, nhưng trước khi lên núi, cậu ta đã tiện tay bói một quẻ, liền biết được lộ trình hôm nay sẽ rất thuận lợi. Đã lên núi 4 canh giờ rồi, nếu không trở về thì hôm nay nhất định phải qua đêm ở trên núi. Đoàn người nghỉ một lát, phục hồi tinh thần và thể lực thật tốt, phía trước chính là nơi mà gấu đen hay lui tới. Chỉ chốc lát sau, Lý Cẩu Đản dẫn đầu, đại đội theo sau, hai cô gái luôn miệng kêu khổ bất chấp tất cả mà đặt mông ngồi xuống ngay trên tảng đá ven đường, liên tục đấm hai chân. Thành ca à, khi nào thì chúng ta trở về, mệt chết đi được. Cô gái bé nhỏ yêu kiều chu miệng dê y gì, bất kể lúc nào cũng mang theo giọng điệu nũng nịu. Mới lên núi không bao lâu đã bắt được một con thỏ rừng khiến cho đoàn người cảm thấy hứng thú tăng vọt, sau đó lại bắt được một con sóc mới khiến cho đại đội kiên trì được cho đến bây giờ. Tuy lấy hai tính mạng của động vật nhỏ đổi lấy sự khích lệ rất lớn, nhưng rốt cuộc quá trình lặn lội đường xá xa xôi đã làm tiêu hao hầu như là không còn một mảnh. Tất cả mọi người đều tóc tai bù xù, nhếch nhác đến không chịu nổi, mồ hôi tuông ra như tắm. Chẳng qua là ngại làm phiền đến hai nhân vật con ông cháu cha như Tô Như Thành và Trương Đồng Hoa, nên hai cô gái nhỏ chỉ lẩm bẩm trong miệng thôi. Tô Như Thành lườm cô gái bé nhỏ kiều diễm một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng. Tô Thiếu cũng không có ngồi mà cố gắng đứng thẳng người hắn cũng không muốn bị cái tên ma ốm đó qua mặt, nhưng mà hai cô gái mà Thành ca mang đến qua thực là kém rất xa so với Tân Lâm, không giữ lại cho Thành ca một chút mặt mũi nào hết. Cô gái bé nhỏ yêu kiều bị dọa sợ đến rụt cổ một cái, cũng không dám nói nữa, hốc mắt đã chuyển hồng, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc lên. Uống nước không? Lý cầu đản lấy một bình nước quân dụng kiều cũ ra, uống ứng ực hai ngụm, sau đó mới đem bình nước đưa cho tiêu phàm. Hắn không dám đưa cho Tân Lâm, hắn cảm thấy làm như thế là không tôn trọng vị thần tiên tỷ tỷ này. Tiêu phàm mỉm cười lắc đầu. Lý cầu đàn hạ giọng nói. Phía trước chính là nơi gấu đen thường lui tới, phải giữ lại chút tinh thần. Gấu đen chuẩn bị ngủ đông, bây giờ đang đi khắp nơi tìm thức ăn nên tính tình rất xấu. Loại thú dữ như gấu đen, trước khi ngủ đông luôn phải tận lực tích trữ lớp mỡ thật dày, nhằm dựa vào lượng thức ăn ít ỏi mà sống qua mùa đông giá rét. Tiêu phàm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghỉ ngơi gần 10 phút, Lý Trường Quý không nói tiếng nào đã đứng lên, cất bước về phía trước, hai con chó săn cũng đi theo cạnh chân của hắn. Trời ơi, nghỉ thêm một chút nữa đi mà. Cô gái bé nhỏ yêu kiều bắt đầu năn nhỉ, nước mắt lưng tròng. Nhưng không ai để ý đến cô cả, cả đoàn người đều đi theo Lý Trường Quý. Cũng không có ai muốn bị lạc ở trong rừng sâu núi thẳm này, hơn nữa cái câu mà vừa rồi Lý Cẩu Đản nhắc nhở khiến cho người ta càng nghe càng sợ không đến một giờ đồng hồ thì đoàn người lại bắt đầu như quân lính mất chỉ huy. Vẫn là Lý Trường Quý đi phía trước, Tiêu Phàm và Tân Lâm theo sát phía sau, Tô Như Thành và Trương Đồng Hoa rớt lại phía sau chừng 10 thước và sau đó là một chuỗi chia năm xẻ bảy. Điểm khác biệt duy nhất chính là lúc này, Lý Cẩu Đản không có đi ở phía sau để trông chừng đội ngũ nữa, mà theo sát phía sau Tô Như Thành và Trương Đồng Hoa. Khu vực phía trước chính là nơi mà gấu đen thường lui tới nhất, hắn không yên lòng để cho cha một mình. Nhìn qua Tô Như Thành và Trương Đồng Hoa còn chút sức chiến đấu, nhưng suy cho cùng cũng không phải là người của mình. Đến thời khắc mấu chốt dám chắc không thể trông cậy vào bọn họ. Đả hổ thân huynh đệ, thượng trận Phụ tử binh. Về phần Tiêu Phàm và Tân Lâm, thì Lý Cẩu Đản hoàn toàn nhìn không thấu. Tuy rằng đầu óc của hắn rất nhạy bén, vô cùng thông minh, nhưng hai người này đã hoàn toàn vượt khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Thoạt nhìn rất gầy yếu nhưng đi đường núi hơn 4 tiếng đồng hồ còn ung dung hơn so với hắn trước mắt lại im hơi lặng tiếng tựa như một cành cây khô cũng không đạp gãy. Bất chợt xảy ra vấn đề. Vốn là hai con chó săn chạy ở phía trước cách lý trường quý không xa, bỗng nhiên cúi người sủa vang, không hẹn mà cùng nhảy vọt về phía trước. Bóng đen chợt lóe lên, mèo muôn lớn vẫn luôn lười biếng nằm ở trong lòng tiêu phàm bỗng nhàn nhã nhảy lên một cái, vọt về phía trước với tốc độ nhanh như tia chớp vậy mà cũng không có rất lại phía sau hai con thủ sơn khuyển kia. Sau một khắc, ngũ lục thức bộ thương mà lý trường quý đang đeo bên vai đã nằm ở trong tay sau đó hắn hơi khom lưng để lấy đà chạy về phía trước tiêu phàm cùng tân lâm vẫn theo sát phía sau lý trường quý như hình với bóng ngay sau đó ở một nơi cách đó không xa truyền đến tiếng sủa của hai con chó săn trên đường núi vừa xuất hiện một con gấu đen to hơn con người nó đang đứng thẳng người trong miệng phát ra tiếng gầm gừ ghê sợ hai con thủ sơn khuyển chia nhau đứng hai bên trái và phải rằng co với con gấu. Nhưng rõ ràng là sự chú ý của gấu đen không hoàn toàn đặt trên người hai con chó săn, mà nó đang ngẩng đầu lên, nhìn về một khối đá lớn cách đó không xa. Hai lỗ mũi bắn ra hơi thở ẩm ý, dơ ra hai cái răng nanh sắc bén. Trên khối đá lớn đó có một con mèo muôn lớn đang căng người đứng dậy, lông mau dựng đứng cả lên, hai đôi mắt lóe lên ánh sáng màu lục nhìn chầm chầm vào con gấu đen to lớn. Mặc dù là Lý Trường Quý có hiểu biết sâu rộng, nhưng khi chứng kiến tình hình đó cũng sướng sờ, ngẩn người ra. Ngay sau đó, Lý Cẩu Đản cũng chạy đến, ánh mắt vừa đảo qua chiến trường cũng bắt đầu ngây dại. Con mèo yêu quái. Một dòng không khí lạnh bay đến Lý Cẩu Đản, chạy dọc sóng lưng, khiến cho hắn không tự chủ được mà toàn thân nổi ra gà. Cố lão tương truyền, mèo có yêu khí. Nhất là mèo đen. Ở Tây Phương cũng có truyền thuyết như vậy, mèo có thể câu dẫn linh hồn, có thể câu thông hai giới âm dương, có thể thấy được những thứ mà con người không thấy được. Còn đầu gấu đen kia lại là một tồn tại ngược lại. Không hề nghi ngờ, đây chính là một con gấu vô cùng to, chiều cao khoảng chừng 1m8, thân thể phì nhiêu, ít nhất cũng nặng hơn 400 cân. E rằng ngay cả Lý Trường Quý có kinh nghiệm săn bắn trong núi hơn 20 năm cũng rất hiếm gặp con gấu to lớn như vậy. Chúa tể lợn rừng, hoàng tử gấu và hổ đông bắc là ba loại mảnh thú của rừng rậm nguyên thủy khiến người ta sợ nhất. Thông thường nếu như một mình Lý Trường Quý đụng phải loại gấu đen hoang dã này thì chắc chắn là hắn sẽ không đi trêu chọc. Mặc dù lực sát thương của ngũ lục thức bộ thương rất lớn nhưng cũng không đảm bảo an toàn. Sinh mạng cùng với lực bộc phát của gấu to hoang dã đều vượt xa khỏi sự tưởng tượng của người bình thường. Nếu như một phát súng không thể gỡ iota sét chết được nó thì chắc chắn không có cơ hội để nổ phát súng thứ hai. Nhưng bây giờ Lý Trường Quý không chậm chế chút nào mà giơ súng lên nhắm ngay vị trí trái tim của con gấu đen. Không cần nổ súng. Tiêu phàm đột nhiên mở miệng nói, giọng nói rất dịu dàng, nhưng dường như lại mang theo ý tứ ra lệnh không thể nghi ngờ. Bây giờ gấu đen còn chưa có nổi giận, dịch mật không đủ. Thực ra thì tiêu phàm cũng không tình nguyện đích thân đến rừng rậm nguyên thủy này để săn gấu đen, nhưng vì luyện chế càn khôn đại hoàn đan nhất định phải cần mật gấu tươi sống làm thuốc dẫn, mà mật bán ở thành phố đều được lấy từ gấu đen thuần dưỡng, phẩm chất quá kém, Lý trường quý kinh ngạc liếc nhìn tiêu phàm một cái, chậm rãi rời ngón tay đang đặt trên nòng súng đi. Lý cầu đàn có thể nhận ra được tổ hợp hai người một mèo này rất kỳ lạ, thì đương nhiên là lý trường quý lại càng cảm nhận rõ ràng hơn. Vừa lên núi chưa đến một canh giờ thì hắn đã không dám xem tiêu phàm và tân lâm là người điên nữa. Bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua người bệnh nào lại có thể lực tốt như thế. Con mẹ nó, tại sao lại không nổ súng? Trương Đồng Hoa và Tô Như Thành cũng chạy tới, vừa nhìn thấy con gấu to hung hãn thì đều ngạc nhiên đến giật nảy người. Trương Đồng Hoa lập tức giơ súng săn lôi Minh Hai nòng lên. Một ngón tay trắng bệch từ bên cạnh đưa đến, đặt nhẹ nhàng trên nòng súng săn. Trương Đồng Hoa chỉ cảm thấy hai cánh tay chợt trở nên rất nặng, như là có sức mạnh khổng lồ đè nòng súng lại, nòng súng bỗng nhiên hướng xuống mặt đất. Trương Đồng Hoa hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại nhìn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu với hắn một cái ngón trỏ trái đang đặt trên nòng súng của hắn. Trương Đồng Hoa cố gắng cử động hai cánh tay, muốn dùng sức nhấc hai cánh tay lên. Thời gian làm lính trinh sát, hắn chưa bao giờ ngừng luyện tập thể lực, ngay cả loại dùng hai tay hít xà đơn rất khó mà Trương Đồng Hoa có thể làm một mạch 60 đến 70 cái, thậm chí quả tạ hơn 200 cân mà hắn cũng có thể nhấc khỏi vai được. Nhưng lúc này, dù hắn có gắng sức cỡ nào thì nòng súng vẫn chỉa xuống đất, tựa như là chuồn chuồn lay chuyển cột đá, không tài nào làm cho súng săn rung động dù chỉ là một chút. Trong nháy mắt thì gương mặt của Trương Đồng Hoa đã đỏ bừng, vì cố gắng nhấc nòng súng lên mà ngay cả sức lực bú sữa mẹ cũng xuất ra. Nhưng súng săn lại không có mảy may dao động. Ngón tay thon dài trắng bệch đặt lên nòng súng tựa như mang theo ma lực đáng sợ nào đó, tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có năng lực đối kháng. Không cần nổ súng, trước hết phải chọc nó nổi giận mới được. Tiêu Phàm nhẹ giọng nói, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt cũng rất dịu dàng. Tân Lâm đã chậm rãi đi về phía gấu đen to lớn, gương mặt cô lại vô cùng bình tĩnh. Cô, Trương Đồng Hoa ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm, trên mặt hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi. Vốn gương mặt hắn đang đỏ bừng bỗng chốc trở nên tái nhợt không còn chút máu, còn muốn trắng hơn so với sắc mặt của tiêu phàm. Rất rõ ràng là vị trương đại thiếu này bị dọa đến vô cùng gây ếch yêu ta ép sợ. Đó là người nào vậy? hay phải nói là rốt cuộc thì cô ấy có phải là người không? Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 45